Một người khác cùng là trời quân cấp trưởng lão khác, lên tiếng nhắc nhở. Cái này Hồ trưởng lão gật đầu một cái, nhìn về Diệp Thần Thần sắc đổi được lạnh lùng. Vô luận là thứ gì, đều không cách nào ở Kiêm gia kiếm phái ngang ngược, hắn ngày hôm nay phải chết, nghe ta hiệu lệnh, kết cửu tinh thần kiếm đại trận. Cái này Hồ trưởng lão thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lên như diều gặp gió, uy nghiêm hiện ra hết. Cửu tinh liên châu, kiếm khí cuồn cuộn. Hồ trưởng lão ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, hắn thân ở vân tiêu bên trong, tiếng như sấm, nóng bỏng không dứt. Còn lại 8 tên trưởng lão rối rít bay lên trời, dựa theo riêng mình phương vị, in vào đã sớm hiện ra thần mang văn lộ quý tích trong đó. Bọn hắn hơi thở thập phần cường đại. Cửu tinh liên châu, bất ngờ liền ở chỗ này liệt. Diệp Thần trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua tông môn trưởng lão tổ chức trận pháp, nhưng xem như vậy tất cả đều là cô gái đại trận. Hắn ngược lại là lần đầu tiên thấy. Cái này 9 tên trưởng lão bên trong, không có hoa tàn ít bướm tồn tại, đều là bảo dưỡng được trẻ tuổi đẹp, dầu gì vậy có ngạo nghễ lăng vân khí chất. Trận lôi kiếp ra. Hồ trưởng lão ở vào tâm trận trong đó, là cả đại trận vận chuyển đầu mối then chốt, vì bảo vệ nàng, cơ hồ tất cả lực lượng phòng ngự đều ở đây tâm trận vùng lân cận. 12 tên trưởng lão đứng hàng hắn trận, nối thành cửu tinh liên châu. Từng đạo hơi thở không ngừng điệp cộng lại, đổi được vô cùng mạnh mẽ. Một đạo vô cùng chói mắt thần ánh sáng mang, xông lên trời cao, mà máu kia long biến thành ngút trời huyết khí ở nơi này vậy nghiền ép dưới, lại đổi được lảo đảo muốn rơi xuống. Cái này phiến chân trời tựa như đều bị xuyên thấu, hiển lộ ra muôn vàn vũ trụ khổng lồ khí tượng, có từng hạt tròn vẫn thạch rớt xuống, phân tán các nơi, còn đập mặc mấy ngọn núi, để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nhưng Long Uyên Thiên Kiếm bên trong, huyết long hai tròng mắt chiến ý càng phát ra mãnh liệt điên cuồng. Nó trong tự điển đầu, từ trước đến giờ cũng chưa có sợ cái này hai chữ. Đối thủ càng cường đại, bảo thuật càng phong phú, nó chiếm đoạt khát vọng lại càng mạnh. Trước mặt hắn xưng vương xưng bá thời điểm, vậy một lần không phải trực tiếp đem đối thủ xé nát, nhìn đối phương còn dám phách lối sao. Trực tiếp dùng sức tính nghiền ép, lấy bạo chế bạo, chính là tốt nhất biện pháp. Ngược lại là Diệp Thần híp mắt lại, cẩn thận xem xét cửa này ngút trời lên cửu tinh liên trận. Cửa này trận pháp hẳn là từ đất thần bí truyền tới, bằng vào khí thế là có thể phán định lực sát thương không thấp. Chỉ gặp vậy Hồ trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, hai tay đi về trước đẩy ra, phía sau bọn họ dị tượng thần hỏa rối rít bơm vào đi vào. Vậy từng cái trận pháp đường vân sáng lên, hoàn toàn đem nơi đây phong tỏa, bọn họ trôi lơ lửng ở chân trời phía trên. Có tầng này thần hỏa ngăn trở, bọn họ cũng không sợ bị người thúc giục, có thể từ từ đi. Tấn công. Hồ trưởng lão chỉ phát ra như vậy một cái chỉ lệnh đơn giản, vậy cửu tinh liên châu nơi nối thành bộ phận, ánh sáng sáng chói lên, nổ tung từng cơn hắc ám. Nếu như là như vậy, vậy Long Uyên Thiên Kiếm nhất định không chịu nổi. Vô số sấm sét, tia chớp, tật phong cùng với địa hỏa, toàn bộ trào hiện ra. Mà ở chân trời phía trên nhất, truyền tới một đạo lại một đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm, ở đó ngoài bầu trời mặt tựa hồ vậy cất giấu. Muốn giết ta, sợ rằng các ngươi còn chưa đủ cách. Diệp Thần mặt lộ khinh thường, ánh mắt đột nhiên không sợ. Hống, giơ lên Long Uyên Thiên Kiếm, nhẫn nại đã lâu huyết long, ngay tức thì bộc phát ra đi đôi với một tiếng gào thét, vậy bao la khí tức viễn cổ, đập vào mặt. Ngửa mặt lên trời tiếng cười điên cuồng, đưa tới trong hư không gợn sóng. Một cái treo sông, lao nhanh qua, miễn cưỡng không ngừng. Chỉ bất quá vậy con sông màu sắc đều là tuyết đỏ, phá lệ trong suốt chói mắt. Hai người tướng đụng vào nhau, nhất thời sinh ra kịch liệt phản ứng. Hai bên có 9 tên thực lực cường đại trưởng lão tới bố trí trận pháp, mà Diệp Thần chỉ là một thân một mình, trong đó chênh lệch vậy có thể tưởng tượng được. Diệp Thần ở như vậy chấn động dưới sự uy áp, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Đó là hắn vận dụng thân xác để ngăn cản thời điểm, đụng phải đánh vào. Nhưng, vậy chỉ là vận dụng thân xác mà thôi. Diệp Thần thấy vậy, tuét miệng cười một tiếng, cả thân thần hỏa không gió tự cháy, soạt một tí bay lên, tản mát ra vô cùng là nhiệt độ kinh khủng. Các ngươi nếu phải ra tay, vậy thì làm xong hình thần câu diệt chuẩn bị. Diệp Thần hai con ngươi bên trong, luân hồi huyết mạch giống như là sôi trào nham thạch nóng chảy, vĩnh viễn chưa từng ngừng nghỉ. Mà thời khắc này, Diệp Thần vận dụng niêm phong ở trong người vạn vật mẫu kiếm quyết.
vô số lóe lên lửa đốt ánh sáng rực rỡ thần bí kiếm nhỏ nổi lên, mỗi một cầm cũng có cắt rời thiên địa lực lượng. Vậy tám tên trưởng lão, toàn đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Bởi vì Diệp Thần bộc phát ra hơi thở, đã cường đại đến một loại ngoại hạng bước. Chỉ cần tới gần một chút, là có thể đem bọn hắn Cửu Tinh Liên Châu hoàn toàn đánh tan. Vậy Hồ trưởng lão dĩ nhiên vậy phát hiện này cùng biến cố, nhất thời có chút hoảng hồn. Người này không phải Kiêm gia kiếm phái. Hắn phải, hắn là tới giúp Tôn Dạ Dung. Hồ trưởng lão ý niệm nhiều lần co rúc lại, lúc này mới hoàn toàn xác nhận, Diệp Thần cho gọi ra vạn vật mẫu kiếm quyết cùng Tôn Dạ Dung cuối cùng từ phơi lực lượng đồng căn đồng nguyên. Cái này vạn vật mẫu kiếm quyết ở huyền hải bên trong lực lượng nhưng mà cực kỳ khủng bố à. Lần trước Tôn Dạ Dung thủ đoạn liền đủ để nhìn ra. Bọn họ có thể không gánh nổi lần thứ hai à. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một chiêu, những cái kia hào hùng kiếm khí lập tức đi về trước chạy như điên, chỗ đi qua, hết thảy nghiền thành trần. Hồ trưởng lão nhất thời nóng nảy, nàng nói nhanh, nhanh lên một chút cháy máu tươi, đối kháng Cửu Thiên Thần Thuật. Mấy cái khác trưởng lão có chút do dự, cháy kinh máu thì đồng nghĩa với phải tiêu hao bọn họ tự thân linh khí căn nguyên, đổi lấy thời gian ngắn thực lực đại tăng. Từ nơi này sau đó, sẽ đối với căn cơ tạo thành tổn thương, ảnh hưởng sau này thực lực tăng trưởng. Ngày hôm nay như không ngăn được hắn, chúng ta cũng đừng nghĩ bình an quy tông. Hồ trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Còn lại mấy tên trưởng lão nghe được, đều là thần sắc chấn động một cái, lúc này không do dự nữa. Đi theo đồng loạt ra tay, vô số đạo khí tức cường đại bung ra, cuốn sạch thiên địa. So với cảnh giới rơi xuống, các nàng có lẽ sợ hơn tông chủ trách tội. Chín tên trưởng lão, lần nữa nối thành một cái quanh co tuyến, đầu tiên nhìn sang, cũng không có gì dị thường. Chỉ theo trước các nàng thả ra máu tươi lực lượng, tươi đẹp màu đỏ, nhanh chóng tràn ngập điều này xiên xẹo đường cong, ở trong nháy mắt tách thả ra ánh sáng rực rỡ. Ngập trời huyết khí. Giống như huyết sắc trường long, chiếm cứ ở tinh không dưới. Khí thế như vậy, lại cùng huyết long chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí từ khoáng đạt trong trình độ mà nói, vượt qua xa huyết long. Hào hùng lực lượng nóng bỏng cháy, vô số cuồng dã lực, giống như là thiên lôi vậy hạ xuống. Oanh oanh liệt liệt, không che giấu. Thật giống như có đầy trời huyết khí tai nạn cuộn sạch ra, hừng hực cháy, bỏ mặc có nhiều ít gian nan hiểm trở, toàn bộ cùng nhau phá. Này cùng nguy cơ, không cách nào tưởng tượng. Mà Diệp Thần con người cũng ở đây đột nhiên thu giúp vào trình độ cao nhất, hào hùng huyết khí đem hắn cả người bao phủ, trong nháy mắt tựa như không gặp bóng dáng. Đến đây, Diệp Thần thân hình biến mất. Hồ trưởng lão các người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt lộ ra một chút vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Như vậy tai họa ngầm, cuối cùng là giải quyết. Mặc dù các nàng cũng trả giá không nhỏ. Nhưng là đối với Kiêm gia kiếm phái mà nói, cuối cùng là một chuyện tốt. Hồ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện. Ừ, ngay tại các nàng lựa chọn buông lỏng một khắc kia, ngày này tế trong đó, khí thức cổ xưa lan tràn ra. Cái này cổ hơi thở vô cùng xa xưa, tựa như đến từ vậy lịch sử sông dài phát nguyên địa, vô số máu tươi, theo hư không nước lũ, đi tới trước mặt các nàng. Bể dâu, xa xôi. Không thấy dấu vết có thể tìm ra. Một cái huyết long từ trong vực sâu nổi lên, xa xưa thâm trầm, mang theo nồng nặc máu tươi ý. Vậy một phiến vảy rồng, tựa như chân thực vừa tựa như pho tượng, rót đầy máu tươi, hơn nữa bao trùm vậy một tầng chất sừng vô cùng là vững chắc, giống như là một tầng lúc ẩn lúc hiện khôi giáp, bao trùm người, lộ ra dữ tợn tướng. Đó là vật gì? Đó là, viễn cổ ác ma sao? Có trưởng lão không khỏi nói. Hồ trưởng lão vậy không biết Diệp Thần trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cảm thấy được từ giờ khắc này, Diệp Thần trên mình khí thế toàn thay đổi. Đổi được tựa như liền các nàng đều không cách nào tương đương. Như vậy mênh mông lực lượng, tựa hồ thì không nên xuất hiện ở trong thế gian. Ngươi rốt cuộc là ai? Xé xuống ngươi tầng kia ngụy trang đi, Tôn Dạ Dung đã chết, ngươi hoàn toàn không cần thiết là nàng liều mạng. Hồ trưởng lão cảm nhận được liền vậy huyết khí nhất trời bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cùng vạn vật mẫu kiếm quyết cùng ra căn nguyên, vậy thì chỉ có một giải thích. Tôn Dạ Dung đem vạn vật mẫu kiếm quyết chia một nửa cho người này trước mặt. Trước kia vậy không phải là không có qua cái loại này ví dụ. Hồ trưởng lão thấy máu kia long sừng sững không nhúc nhích, tạm thời không có tấn công ý, liền hướng dẫn từng bước,
đem ngươi vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết giao ra, liền làm là đem công chuộc, cho nên Kiêm gia kiếm phái sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần mới có thể lực cho phép trong phạm vi yêu cầu, có thể nhận ngươi sách. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là khinh miệt cười một tiếng. Ta nếu như tin tưởng các ngươi nói, ngược lại không như tuyển chọn tin tưởng một con chó. Lời này vừa ra, bốn phía Kiêm gia kiếm phái các trưởng lão rối rít ngồi không yên. Diệp Thần như vậy nói, không thì chẳng khác nào là biến hình nói các nàng liền chó cũng không bằng sao. Hồ trưởng lão thần sắc lập tức liền trầm xuống. Người này bây giờ là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Thần không có cho đáp lại, hắn ở ngưng xúc lực tính, mở ra hai tròng mắt, ở đó con ngươi trong đó, phảng phất có ngày và tháng đang thay nhau vận hành. Mà hết thảy các thứ này, đều là hội tụ thành như biển gầm vậy cuồn cuộn khí thế, như trời tai hạ xuống, động trời thần uy như thời không kẽ hở, nhanh chóng lan tràn. Bằng các ngươi thực lực, không ngăn được như vậy thần thuật. Diệp Thần lời này vừa nói ra, huyết long ngửa mặt lên trời gào thét, kịch liệt sóng âm chấn động ra, hung hăng đánh vào ở đó cửu tinh liên châu bên trên. Ước chừng trong nháy mắt, cửu tinh liên châu tạo thành trận pháp sụp đổ, như mây khói tiêu tán. Vậy chín danh kiếm phái trưởng lão, đồng thời đi về sau đổ bay, bởi vì vậy lực lượng bá đạo không phải các nàng có thể tiếp nhận. Các nàng đồng loạt bay ra, máu tươi ói đầy đất, đổi được 10 phần chật vật. Đáng chết! Vậy hồ trưởng lão là những người này trong đó thực lực mạnh nhất một cái, thân hình của nàng miễn cưỡng rơi xuống đất, dù vậy, tâm thần như cũng được cực lớn chấn động. Vậy tia lực lượng, căn bản không phải nàng có thể chống lại. Chẳng biết tại sao, hồ trưởng lão có thiên quân cấp bậc thực lực, nhưng đối vậy vạn vật mẫu kiếm quyết hết sức kiêng kỵ. Hoặc giả là bởi vì hắn cùng huyền hải thiên địa căn nguyên giống nhau, đối với các nàng cái này chờ ở huyền hải bên trong tu luyện lớn lên người, có trời xanh khắc chế tác dụng. Nhưng là Diệp Thần trên mình khác một loại lực lượng, cũng để cho hồ trưởng lão rợn cả tóc gáy. Tên này tuyệt đối không phải là thiên kiếm phái người. Thiên kiếm phái đã xa vào nhiều năm, chưa từng xuất hiện qua này cùng nghịch thiên yêu nghiệt. Hơn nữa Kiêm gia kiếm phái đã từng phái người đi điều tra qua, cuối cùng lấy được kết quả, nhưng là chưa từng có chuyện cũ hành động. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần thân thế biến thành lớn nhất bí ẩn. Mà bên kia, Diệp Thần chính là lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, sau lưng hắn biển máu xen trời, hơn nữa có vạn vật mẫu kiếm quyết tạo thành ánh sáng kiếm trận, bảo vệ hắn cỡ đó, thả ra kinh tâm động phách lực lượng thần bí. Hai loại to lớn lại lực lượng thần bí, để cho Diệp Thần thân hình phơi bày ra mông lung sắc thái thần bí. Hắn dùng vạn vật mẫu kiếm quyết hơi thở để che giấu ở luân hồi huyết mạch chập chờn, cùng lúc đó, lại dùng luân hồi huyết mạch tăng cường vạn vật mẫu kiếm quyết biến hóa chi đạo. Trong này biến ảo, như không phải thiên phú chắc tuyệt võ giả, sợ rằng không cách nào thúc giục. Qua không lâu, nơi này biến cố cuối cùng kinh động đi dãy núi chỗ sâu tu bổ linh mạch tất cả trưởng lão. Dẫn đầu phi thân ra vẫn như cũ là Lãnh Tuyệt Trần, mặt nàng cho một như thường lệ trong trẻo lạnh lùng vô ngân, nhưng thực lực hơi cường giả, có thể cảm giác được nàng khí tức trên người chập chờn phập phồng, so với là không yên. Đó là Tôn Dạ Dung tự bảo đưa đến. Coi như nàng mặc vào hàn y thiết giáp, vận dụng mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở vạn vật mẫu kiếm quyết hơi thở. Như vậy hồng mông bên trong sinh ra tuyệt thế thần vật, có lúc có thể coi thường cảnh giới chênh lệch, trực tiếp làm bị thương người căn cơ. Ngoài ra còn có hai người đi ra, các nàng là đen trắng nhị tôn giả. Hai người diện mạo chênh lệch không bao nhiêu, nhưng lại phân biệt ăn mặc đen trắng trường bào, giống như là trong địa ngục lấy mạng quỷ thần. Cơ hồ mặt không cảm giác, giống như pho tượng. Trừ cái này ra, tên kia vô cùng cái uy nghiêm thái thượng trưởng lão vậy đi ra, chính là nàng một kiếm phá hủy Tôn Dạ Dung phòng ngự, cuối cùng đem thần hồn đả diệt. Cuối cùng đi ra ngoài đương nhiên là Kiêm gia kiếm phái hiện đảm nhiệm tông chủ. Ước chừng mấy người đứng tại tinh không dưới, toàn bộ đều là thiên quân cấp cường giả khác, thậm chí nói Kiêm gia kiếm phái, tất cả đắt tiền chiến lực đều ở chỗ này. Một chủ hai thái thượng. Ngũ tôn giả, tám tên ở vào Kiêm gia kiếm phái quyền lực đỉnh cấp đứng đầu nhân vật lớn, hiện tại thì có 6 tên đứng ở chỗ này. Cái này cùng ngập trời uy nghiêm, tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Coi như là Kiêm gia kiếm phái người, đứng ở ngoài trăm dặm, vậy có thể cảm nhận được che đậy bầu trời không phải mây đen, mà là vậy mấy tên cường giả đứng đầu tản ra uy nghiêm. Như vậy thần uy, làm người ta kinh hồn bạt vía. Ngươi, là người phương nào?
Kiêm gia tông chủ cũng không có gấp ra tay, hắn lấy vận dụng bộ phận hồn lực suy diễn ra nguyên nhân hậu quả, bao gồm Diệp Thần lúc chiến đấu tản ra thần bí uy nghiêm. Cho nên nàng hiện tại rất hoài nghi Diệp Thần thân phận, hắn rốt cuộc đến từ nơi nào, sau lưng có hay không những thứ khác người ủng hộ, nói tóm lại, nàng tuyệt không sẽ cho rằng Diệp Thần là đơn thuần từ Thiên Kiếm phái bên trong đi ra. Ta là người nào, cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Lùi 10.000 bước mà nói, ngươi thì là người nào? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Diệp Thần vừa mở miệng cũng chưa có thốt giọng, đối với Kiêm gia kiếm phái những người này, hắn thật sự là không có phân nửa hảo cảm. Nghe Diệp Thần lời này, có vài trưởng lão nhất thời quắc mắt thụ mục, nhưng gặp qua Diệp Thần một kiếm phá trừ Cửu Tinh Liên Châu thực lực sau đó, lại đổi được giận mà không dám nói gì. Vậy mấy tên ở vào quyền lực đỉnh cấp trưởng lão cũng không có vì vậy mà động giận, bọn hắn ngay trong ánh mắt cũng có thăm dò. Bầu không khí trở nên có chút yên lặng lúc đó, trong đó một tên thái thượng trưởng lão lên tiếng. Nàng từ rất sớm trước kia, cũng đã leo lên thái thượng trưởng lão vị, quyền thế cùng địa vị 10 phần cao. Chỉ cần đem ngươi vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết giao ra, dĩ vãng sự việc liền có thể không nhắc chuyện cũ, mà Kiêm gia kiếm phái trong đó, trừ Kiêm gia thần kiếm ra, những thứ khác bảo vật, ngươi có thể tùy ý lấy. Tên này thái thượng trưởng lão là một tên bà lão, nói là lập tức Kiêm gia kiếm phái trong đó bối phận cao nhất, người thực lực mạnh nhất một trong cũng không quá đáng. Nàng lời nói ra, tự nhiên vô cùng có phân lượng. Vậy coi như là cho Diệp Thần thả ra một cái tín hiệu, Kiêm gia kiếm phái nguyện ý buông binh khí xuống, cùng nói xử. Hơn nữa mấy tên thực lực cường đại thái thượng trưởng lão canh giữ ở chỗ này, ý kia vậy bày rất rõ ràng, ngươi như muốn bằng vào một người đơn đả độc đấu, là tuyệt không khả năng đấu thắng chúng ta. Vô luận ngươi có muốn hay không tiếp nhận, cũng được tiếp nhận. Diệp Thần nơi nào nghe không ra trong này ẩn chứa ý, lúc này trong lòng cười lạnh không dứt. Hắn đã từng và Vũ Hoàng Cổ Đế hư ảnh chiến đấu qua, cũng cùng Ma Tổ Vô Thiên phân thân, từng có chính diện giao phong. Hơn nữa hắn lại là bằng vào ngoan cường nghị lực, nghịch tập chém giết đã từng thái thượng thế giới bá chủ một phương cấp tồn tại, Hồng Thiên Kinh. Những người trước mắt này, có lẽ có thể ở trong cảnh giới thắng được hắn, nhưng tuyệt không khả năng đối hắn tiến hành tinh thần áp chế. Ta cảm thấy các ngươi là suy nghĩ nhiều. Diệp Thần lắc đầu một cái, các ngươi giết bạn của ta, muốn chiếm đoạt đồ ta, hiện tại ngược lại bày ra một bộ tử bi khuôn mặt, muốn đối với ta cho bố thí, thật làm ta là tốt bóp trái hồng mềm sao. Diệp Thần theo vung tay lên, ở sau lưng hắn, vậy vạn vật mẫu kiếm quyết lần nữa trở lại lòng bàn tay bên trong, vậy cái huyết khí hào hùng huyết long hư ảnh vậy chậm rãi tiêu tán. Hôm nay ta liền không dùng tới mạnh nhất thần thông, có thể để cho các ngươi Kiêm gia kiếm phái đệ tử đi ra ứng chiến, ta nhất định nghênh đón. Diệp Thần giờ phút này đem mình thực lực xuống tới băng điểm, cùng Thiên Quân tới giữa kéo ra rãnh trời hồng câu vậy chênh lệch. Vào giờ khắc này, Thiên Đạo đã tham gia cuộc chiến đấu này, nếu như tại chỗ mấy tên nhân vật lớn muốn đối Diệp Thần ra tay, liền được ước lượng một tí nơi phải bị đến cắn trả. Nhận ra được Diệp Thần ý đồ sau đó, bọn hắn ánh mắt không khỏi được rối rít rét một cái. Thằng nhóc này thật là kê tặc, lại có thể dùng hết như thế một chiêu, coi như là để cho các nàng cưỡi hổ khó xuống. Vậy ngươi có thể được suy nghĩ kỹ, như vậy thứ nhất, ngươi cũng không cách nào rời đi Kiêm gia kiếm phái. Kiêm gia tông chủ thanh âm băng lãnh như xương, không có chút nào bất kỳ cảm tình sắc thái, nàng vung tay lên một cái, vậy đầy trời kết giới lần nữa tự chữa xong, thậm chí so với trước còn muốn càng cường thịnh một phần. Như không dùng tới thần thông hoặc là bảo thuật, Diệp Thần căn bản chắp cánh khó khăn bay. Nhưng nếu là vận dụng, Kiêm gia tông chủ các nàng là có thể đối Diệp Thần ra tay, lấy sấm sét không kịp bịt tai thế, nhanh chóng đánh chết. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không quá mức để ý. Hắn nếu như muốn chạy khỏi, người ở chỗ này coi như ngay cả tay cũng không bắt được. Chỉ bất quá như vậy tới một cái, hắn cần phải hao phí to lớn giá phải trả mới có thể. Tới đi, đừng nói như vậy nhiều nói nhảm, để cho ta xem Kiêm gia kiếm phái các đệ tử thực lực rốt cuộc như thế nào. Diệp Thần rút ra một cái Long Uyên Thiên Kiếm, kiếm kia nhọn lại nữa hiện ra ngập trời huyết quang, mà là dọc theo vỏ kiếm, phát ra vang vang tiếng vang. Phán định một thanh kiếm tốt xấu xa tiêu chuẩn, không chỉ là hắn ẩn chứa thần lực uy năng, còn có kiếm bản thân nơi có vật liệu đặc chất. Chỉ có dùng đáng tin nguyên liệu luyện chế mà thành, mới có thể chứa đếm không hết linh khí. Ngay tại Kiêm gia tông chủ các người cau mày suy tư lúc đó,
một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm, từ vậy trong hư không truyền ra. Diệp Thần nghe được cái thanh âm này, chân mày nhất thời khều một cái. Những người khác men theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp vậy sau lưng màu xanh nhạt cửa hư không, giống như nước gợn dạo rực một tí, ngay sau đó, người mặc trường bào màu tím tiên tử liền đi ra. Chính là Diệp Thần cả đời này địch thủ cũ, Huyền Cơ Nguyệt. Nàng thân là thượng giới nữ hoàng, có 102 toàn bộ thế gian, thậm chí liền rất nhiều cường giả đều phải bị hắn nắm trong tay. Cho dù hiện tại đi tới cao cấp hơn vị diện, Huyền Cơ Nguyệt như cũ có xuất trần khí chất, giống như nữ hoàng cao cao tại thượng, dung nhan khuynh thành tuyệt đẹp, ánh mắt nhưng tựa như vậy vạn năm không đổi băng sơn. Nắm trong tay vận mệnh, thì chẳng khác nào là nắm trong tay thế gian vạn vật thiên đạo quy tắc, có thể ở trình độ nhất định cho vận mạng quà tặng, cùng luân hồi có hiệu quả hay như nhau. Tông chủ, các vị trưởng lão, nếu người này đến cửa khiêu chiến ta Kiêm gia kiếm phái thực lực, vậy thì như hắn mong muốn đi. Đệ tử nguyện ý ứng chiến. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc sửng dưng, mà ở quanh thân của nàng, có sương mù bay lên, mang mờ ảo hư ảo kiếm ý. Thấy một màn này, tại chỗ tất cả mọi người đều không bình tĩnh, trong đó vậy bao gồm Diệp Thần. Bởi vì này cùng con trỏ kiếm nhỏ, bất ngờ là đã luyện hóa vạn vật mẫu kiếm quyết tượng trưng. Vạn vật mẫu kiếm quyết một nửa ở mình nơi này, một nửa kia ở Tôn Dạ Dung trên tay. Rất hiển nhiên, Tôn Dạ Dung xảy ra chuyện sau đó, vậy một nửa liền rơi vào Huyền Cơ Nguyệt trên tay. Cửu Thiên Thần Thuật, mỗi một loại cầm đi ra ngoài đều là chấn thiên nhiếp đất tồn tại, có thể đưa tới sóng to gió lớn. Ngàn vạn năm tới, vô số võ giả điên cuồng đuổi theo, chính là muốn lấy được cái này mơ tưởng cầu mong kinh thiên thần thuật. Trừ lấy được có bên ngoài, luyện hóa quá trình càng gian khổ, cần cực mạnh thiên tư, mới có thể đem cái này vật vô chủ, đổi vì mình tuyệt thế thần thông. Mà lúc này Huyền Cơ Nguyệt nơi mi tâm có ánh sáng chiếu rọi ngưng tụ, huyễn hóa thành một bộ cổ xưa đồ đằng, ở đó bên trong, có một đạo như tiên dáng trần vậy bóng đẹp, như ẩn như hiện, uy nghiêm vạn phần. Giờ khắc này vô luận là Thái Thượng Trưởng Lão vẫn là Kiêm gia tông chủ, đều là thần sắc câu đổi, thần sắc ngưng trọng, cúi đầu, tỏ vẻ tham bái. Bởi vì vậy cùng hình ảnh bên trong xuất hiện người, chính là Kiêm gia kiếm phái người sáng lập Kiêm gia tiên tử. Vậy đạo ngày cùng tháng lẫn nhau quấn quýt đường vân, chính là Kiêm gia kiếm phái đồ đằng. Ngày cùng tháng phân biệt đại biểu hai loại bất đồng trình độ cao nhất kiếm pháp. Đem giao hội chung một chỗ, ý nghĩa bản thân trao đổi, hải nạp bách xuyên, trương hiện ra Kiêm gia kiếm phái lập tông bản nghĩa. Chỉ tiếc bây giờ người thừa kế cửa, đem này cùng nghĩa sâu xa ném được không còn một mống, hoàn toàn quên mất. Hiện tại để cho Kiêm gia kiếm phái bên trong trưởng lão mừng như điên phải, Huyền Cơ Nguyệt lại có thể cho gọi ra lão tổ bóng người, phải biết các nàng trước kia phái người thử qua nhiều lần, cũng không có được lão tổ đáp lại. Diệp Thần, chúng ta tới giữa chung có đánh một trận, không bằng liền hiện tại bắt đầu. Huyền Cơ Nguyệt đi về trước bước ra một bước, Nhật Nguyệt cũng theo đó biến hóa. Diệp Thần mặt không đổi sắc, hắn vậy triệu hoán ra vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết. Hai bên đều cầm một nửa, lẫn nhau đối lập, không nhượng bộ chút nào, hơn nữa hai người lấy được Cửu Thiên Thần Thuật, phương diện nào đều là giống nhau. Hiện tại liền xem ai thiên phú kỹ năng thắng một bậc. Ban đầu ta đi tới Huyền Hải sau đó bế quan tu luyện, vốn muốn đời này có lẽ cũng không thấy được ngươi, nhưng ai có thể ngờ tới ngươi phía sau đi tới nơi đây. Huyền Cơ Nguyệt than thở một tiếng, thần sắc có chút thổn thức. Đối với Diệp Thần, nàng cảm tình hết sức phức tạp, không thể nói tuyệt đối yêu cùng hận. Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn hai lần, chợt lắc đầu phủ nhận. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta bởi vì ngươi tới là một trong những nguyên nhân, nhưng cũng không phải là chủ yếu nhất nguyên nhân, mà là chỗ này có thất lạc Cửu Thiên Thần Thuật. Diệp Thần đâu ra đấy, trả lời được vô cùng là nghiêm túc. Nếu như nói trước một đời luân hồi chi chủ, còn đối với Huyền Cơ Nguyệt lưu có cảm tình, nhưng đến hắn nơi này, cũng hoàn toàn hóa là mây khói. Lòng hắn bên trong nơi tồn cái gọi là cảm tình, bất quá chỉ là báo thù thôi. Đã như vậy, vậy thì không có gì đáng nói. Ra tay đi. Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng tiêm vung tay lên, vô hình đợt khí nhất thời đi bên ngoài lan truyền, giống như nữ hoàng hạ xuống. Theo bàn tay nàng gian ánh sáng phun trào, vậy vạn vật mẫu kiếm quyết, vậy biến ảo thành một cái dài cỡ một mét kiếm, nhìn qua dịch thấu trong suốt, mười phần đẹp, huy động lúc đó, có mơ hồ ánh sáng tản mát ra, thần thánh không thể xâm phạm. Mà cứ như vậy,
chung quanh hư không cũng bị phong tỏa, chỉ còn sót lại một đạo không gian quy luật. Thử một chút uy lực này như thế nào? Huyền Cơ Nguyệt xuất kiếm khều một cái, vậy trong thiên địa hư không, hình như một đạo tia chớp, ngay tức thì ngưng luyện thành đế hoàng thất luyện, xé một phần chia quy luật, chạy về phía Diệp Thần mặt. Ha ha, ngươi thật đúng là xem trọng mình. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngay lập tức tới giữa, vậy hiến sử dụng vạn vật mẫu kiếm quyết sở ngưng tụ mà thành trường kiếm, đón hư không cướp ra. Hai bên cũng sử dụng chung chiêu thức, tương đối mà nói, coi như là tương đối công bình. Một phân thành hai vạn vật mẫu kiếm quyết, vào giờ khắc này thông suốt đụng nhau, hơn nữa ngưng tụ ra cực mạnh uy thế, giống như nước sông cuồn cuộn như vậy, một phát mà không thể thu thập. Hai người thế giới cao cấp thiên kiêu vậy vào giờ khắc này giao thủ. Đây là Diệp Thần cách thật lâu sau lần nữa cùng Huyền Cơ Nguyệt giao thủ, hắn sẽ không lại xem trước như vậy, chỉ biết là chạy trốn tứ phía. Nổ tung kiếm khí cắt rời ra, hóa là kích động ảo ảnh, giống như là dẫn hỏa loại nào đó dịch bạo vật thể, oanh thanh âm ùng ùng, bên tai không dứt. Vạn vật mẫu kiếm quyết kiếm khí, khắp nơi tản ra, trừ vậy mấy tên cao cấp nhân vật lớn ra, những người khác cũng không thể không tránh xa, từ đó xúc động cái này hai người giao thủ bùng nổ uy lực như vậy kinh người. Nếu như đổi thành các nàng, sợ rằng trong 10 chiêu liền sẽ bị thua. Hai bên vạn vật mẫu kiếm quyết, cũng hóa là một đạo lưu quang, phân biệt trở lại trên tay của mình. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần không có bất kỳ do dự, hắn đem vung tay lên, tay áo bảo cuốn lên một hồi sức lực gió. Trong thoáng chốc, to lớn vòi rồng cuộn sạch ra, cuồn cuộn không ngừng. Hắn mặc dù có chút cuồng ngạo, nhưng tuyệt đối sẽ không có ý khinh thị. Huyền Cơ Nguyệt thực lực hắn là biết, huống chi tiến vào huyền hải sau đó, lấy được Kim Gia tiên tử một phần chia truyền thừa, hơn nữa huyền hải khí vận thêm được, không thể coi thường, nàng thành tựu vận mệnh thế giới tương lai người thừa kế thực lực phi phàm, hôm nay cường hãn đến người thường căn bản không cách nào dung chuyển địa vị. Nhưng hắn là luân hồi chi chủ, tương lai giống vậy là thống trị chư thiên nhân vật lớn. Luân hồi máu thì chưa chắc có thể so với vận mệnh lực yếu. Mà ở bên kia, vạn vật mẫu kiếm quyết hóa thành lưu quang văng tứ tán, ở Huyền Cơ Nguyệt khoác trên người lên một kiện lóe lên tia sáng áo lụa, nhất thời, từng cơn ánh sáng vây quanh ở Diệp Thần trên mình, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Vận mệnh chủ thuộc ánh trăng ký hiệu, bất ngờ ở hắn ấn đường hiện lên thành hình, giống như xuyên thấu rất xa vạn cổ, ở thời gian sông dài bên trong để lại nồng mực trọng thải một khoản. Này cùng ánh sáng, cửu thiên thập địa cũng có thể thấy được, vũ trụ hỗn độn đều bị chiếu sáng. Hai người giao thủ lần nữa, hai bên đồng thời thúc đẩy vạn vật mẫu kiếm quyết, bất quá có lúc cũng không hóa sinh thành linh kiếm hình dáng. Khi thì diễn hóa một mảnh hỗn độn, ở trong đó chìm nổi vùng vẫy, khi thì hóa thành một chuôi trọng trùy, cuồn cuộn sức mạnh to lớn, mang theo sông lớn thế, ngang nhiên rơi xuống. Hai người đánh được khó phân nan giải, cống hiến một cuộc chiến đấu tên tình cảnh. Người thực lực hơi yếu. Căn bản là không cách nào thấy rõ ánh sáng rốt cuộc là như thế nào lóe lên, cũng chỉ có thể thấy tàn ảnh xoát xoát thoáng qua, sau đó liền cái gì cũng không biết. Vạn vật tương sinh, phủ cực thái lai. Huyền Cơ Nguyệt kiều quát một tiếng, chỉ gặp nàng đem một món vạn vật mẫu kiếm quyết lực lượng ngưng luyện đến mức tận cùng, sau đó hóa thành một chuôi có chừng trăm thước chiều dài nhỏ dài kiếm, nổ tung chém ra. Phịch, phịch, phịch. Vô số mênh mông sức mạnh to lớn hóa thành ánh sáng, trùng điệp không ngừng. Đứng một mình tại cái này ở giữa thiên địa, tựa hồ phải đem Diệp Thần trước mặt hư không cho chém thành hai nửa. Lần này Huyền Cơ Nguyệt rõ ràng vận dụng sát chiêu, tại bất ngờ không kịp đề phòng tới giữa, đột nhiên đâm ra. Vạn vật tương khắc, điểm đến thì ngưng. Diệp Thần giống vậy quát to một tiếng, hất tay di động, giống như là vũ khí như vậy dùng kiếm quang hóa thành một mặt dòng nước ngầm tuôn ra tấm thuẫn nắng chiều, hung hăng đứng ở trước mặt hắn. Bành! Huyền Cơ Nguyệt một kiếm kia, toàn bộ chút xuống đến nơi này tấm thuẫn bên trên. Rào 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 rào. Chỉ nghe được vô cùng tiếng vang to lớn, truyền khắp chân trời, vào giờ khắc này, toàn bộ Kim Gia thung lũng cũng đi theo run rẩy. Hai người thực lực mặc dù cũng không từng đạt tới đỉnh cấp cảnh, nhưng là đều được vạn vật mẫu kiếm quyết truyền thừa, cho nên tinh thần linh đọc cảnh giới 10 phần cao. Mà đây một tí, cũng có thể để cho bốn phía này chịu ảnh hưởng. Hai người đụng nhau, lần nữa đánh ngang tay, Diệp Thần tấm thuẫn bể nát, nhưng là Huyền Cơ Nguyệt kiếm trong tay cũng bị gãy. Ngươi thực lực so với trước tới, quả thật có rất lớn tiến bộ.
cho dù là Huyền Cơ Nguyệt không thừa nhận cũng không được, Diệp Thần hiện tại đã không phải là mấy năm trước cái đó bị nàng đuổi giết liền liều mạng chạy thục mạng người. Mới vừa một kiếm kia, trừ ra vạn vật mẫu kiếm quyết ra, nàng còn phụ mang theo tự thân kiếm đạo sát chiêu, chí ít tăng cường gấp đôi lực sát thương. Dù vậy, Diệp Thần vậy hời hợt tiếp nhận, chứng minh đối phương cũng không có dùng toàn lực. Bây giờ Diệp Thần hoàn toàn có cùng nàng địa vị ngang nhau, đơn độc chống lại năng lực. Cái này đồng thời cũng là nàng trong lòng lo âu, Diệp Thần thực lực càng mạnh, nàng tình cảnh cũng chỉ càng nguy hiểm. Cho nên phải nghĩ một pháp, cần hoàn toàn diệt trừ Diệp Thần mới được. Vạn vật mẫu kiếm quyết ánh sáng tiêu mi mở, dung nhập vào thiên địa bên trong. Mảnh chiến trường này không thích hợp ngươi ta toàn lực giao thủ, nếu như ngươi muốn đánh thống khoái, vậy thì theo ta đi. Huyền Cơ Nguyệt vừa nói xoay người rời đi, hướng một hướng khác bước lên hư không bản. Diệp Thần do dự một chút, ngay sau đó vậy đi theo đi trước. Hôm nay cho dù là vậy đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải đi sông lần trước sông. Coi như Huyền Cơ Nguyệt lấy được Kiêm Gia Tiên Tử một phần chia truyền thừa, cũng không khả năng đem toàn bộ tiêu hóa. Trước mình có thể làm thương nặng đối phương, hôm nay vậy sẽ. Bọn họ đi tới một nơi hoang vu đỉnh núi, chung quanh cách đó không xa chính là vách đá kẽ hở, chừng trên 100 mét rộng, phía dưới mây đen phiêu động, lộ vẻ được vô cùng là âm sâm quỷ dị. Đến nơi này, người có thể cảm thụ một tí Kiêm Gia kiếm phái trong đó, khác một loại phong cách khác nhau. Huyền Cơ Nguyệt quay đầu lại, cười nói. Diệp Thần không để ý tới nàng, bất quá nàng ngược lại là nói đúng một chút. Bị người vây quanh chiến đấu, quả thật không buông ra tay chân. Xem ra ngươi ở chỗ này qua được cũng không tệ lắm. Không chỉ có sống trong nhung lụa, thực lực còn tinh tiến được nhanh như vậy. Cái này một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết, ngươi xài nửa ngày thời gian liền luyện hóa chứ. Hoặc giả nói là dùng kia loại người không nhận ra thủ đoạn đoạt xác tới đây. Diệp Thần định thần nhìn nàng, mở miệng hỏi nói. Ngươi đây là đang đối với ta tiến hành thẩm phán sao? Huyền Cơ Nguyệt gợn sóng không sợ hãi nói. Bất quá vậy đáy mắt chỗ sâu con ngươi, nhưng là có chút lãnh đạm. Ngươi cảm thấy là cái gì, đó chính là cái gì. Diệp Thần gợn sóng không sợ hãi đáp, cùng lúc đó, hắn triệu hoán ra một món huyết quang, cùng vậy vạn vật mẫu kiếm quyết hòa làm một thể, nhất thời gian sát khí ngất trời. Ở đó vạn vật mẫu kiếm quyết bên trên, một cái hư ảo long ảnh chậm rãi xuất hiện. Nếu như ở bên ngoài, ta có thể không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi đất dưới chân giới, là huyền hải, là Kiêm Gia Tiên Tử địa bàn. Ta được Kiêm Gia Tiên Tử truyền thừa, hiện tại lại đạt được vậy một nửa cửu thiên thần thuật, ngươi có thể biết điều này đại biểu cái gì? Như thế nào đi nữa đánh, ngươi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng nói, nàng dung nhan trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp, da thịt trắng nõn kiều non, tràn đầy không ăn nhân gian lửa khói khí chất xuất trần. Theo tu vi tăng lên cùng với luyện hóa Kiêm Gia Tiên Tử một phần chia truyền thừa, Huyền Cơ Nguyệt toàn thể dung nhan lại lên một cái nấc thang. Lần này ở Kiêm Gia kiếm phái bên trong tu luyện, nàng lấy được cực lớn chỗ tốt, không chỉ là thực lực tăng lên, liền hình tượng mặt ngoài đều có chất bay vọt. Bàn tay nàng vung lên, vậy vạn vật mẫu kiếm quyết ngay tức thì liền diễn hóa thành một cái màu xanh nhạt trường kiếm, nhộn nhạo nước trong veo sóng. Hào quang tràn ngập, mười phần chiếu người. Mà ở đó kiếm mang bên trong, ẩn chứa một món phong phú, thâm trầm vô địch kiếm ý. Diệp Thần cảm thụ Huyền Cơ Nguyệt nơi truyền tới kiếm đạo, thần sắc không khỏi được ngưng trọng. Trên người hắn nơi cầm huyết khí vậy càng phát ra đậm đà, hai người tới giữa tách rời ra một đạo sâu vực sâu không thấy đáy, khó hiểu sợ hãi, khủng bố dị thường. Vô số xem cuộc chiến Kiêm Gia đệ tử, thần sắc cũng làm biến đổi. Bởi vì hai người này tản ra hơi thở thật sự là quá mạnh mẽ. Vậy lạnh như băng màu xanh nhạt kiếm ý cùng toàn bộ Kiêm Gia thung lũng, tựa hồ cũng sinh ra liên lạc, ở đại đa số người còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Kiêm Gia tông chủ đã mặt lộ nụ cười vui mừng. Liền vậy hai người thái thượng trưởng lão cũng là hơi có chút kinh ngạc, xoay đầu lại nhìn Kiêm Gia tông chủ. Huyền Cơ Nguyệt nhưng mà lĩnh ngộ Kiêm Gia kiếm ý, lại có thể cùng tông phái căn nguyên lực sinh ra liên lạc. Tên kia quả quyết sát phạt. Lãnh khốc vô tình thái thượng trưởng lão như vậy hỏi. Kiêm Gia tông chủ gật đầu một cái, đúng vậy. Thành tựu như vậy, người cũng không cùng chúng ta nói qua à. Ngoài ra một tên thái thượng trưởng lão, vậy mở miệng hỏi nói. Chính là chuyện nhỏ, đếm xỉa đến làm gì? Kiêm Gia tông chủ cười nhạt,
những người còn lại không khỏi khen ngợi không dứt. Kiêm gia kiếm ý nhưng mà từ viễn cổ trong thời kỳ truyền thừa mà đến, năm đó là Kiêm gia tiên tử dẫn đầu lĩnh ngộ, bằng vào một kiếm này, để cho huyền hải những thứ khác thế giới ngăn cách ra, còn mở ích đi ra ngoài trong không gian một mình sinh trưởng. Cũng chính là bởi vì một kiếm này, để cho huyền hải cùng những thế giới khác phân ra, miễn ngoại địch xâm lược, hiện tại Kiêm gia kiếm phái mới có thể duy trì địa vị bá chủ. Về sau rất lâu trong năm tháng, có bốn đảm nhiệm tông chủ lĩnh ngộ đạo này kiếm ý. Đến khi lớn lên, không một không là trở thành huyền hải cao thủ số một số hai. Từ xưa tới nay, có thể lãnh ngộ Kiêm gia kiếm ý người, đều là vạn dặm chọn một thiên tài, có thể xưng là kinh tài diễm diễm. Thấy một màn này, những trưởng lão này rối rít ở trong lòng xúc động. Những cái kia Kiêm gia kiếm phái đệ tử, tuy nhiên đối với trong truyền thuyết Kiêm gia kiếm ý không có quá nhiều xâm nhập biết rõ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn biết một chút. Bọn họ vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Kiêm gia kiếm ý là nhiều ít Kiêm gia kiếm phái các đệ tử cả đời mục tiêu. Nhưng có người coi như cùng cực cả đời, đều không cách nào tiếp xúc tới cái này cùng vô thượng võ học. Huyền Cơ Nguyệt mới tới không bao lâu, liền đã có như vậy làm người ta khiếp sợ thành tựu, thật sự là vô cùng nhìn chăm chú. Mà lúc này, Huyền Cơ Nguyệt trên tay vậy cầm màu xanh nhạt trường kiếm nhô lên. Một kiếm đâm ra, mưa gió biến sắc, vạn vật yên lặng. Kèm theo mà đến. Chính là vậy vô cùng vô tận cuồn cuộn kiếm ý, một kiếm chấn áp thiên địa, vô số kiếm khí bão táp ra, ở thung lũng trong đó cắt rời ra chi chít mũi tên vết. Mà ở hai người trong chiến trường tim, dưới chân núi rừng đã bị phá hủy, cây cối nhổ tận gốc, cuốn lên đen nhánh sâu thẳm vòng xoáy hắc động. Hư không bể tan tành, một kiếm kia kiếm khí huy hoàng phi phàm. Màu xanh nhạt kiếm đạo ánh sáng, xa xưa thâm thúy, hơn nữa cùng mảnh thiên địa này tương liên tiếp. Vạn vật cũng bị khống chế. Ngươi có thể xem cho rõ, đây là ta từ Kiêm gia kiếm phái trong võ học lĩnh ngộ kiếm ý. Huyền Cơ Nguyệt chém ra một kiếm, tựa như lộ ra một cái vực sâu, sát thời gian rẽ ngang dọc. Vô cùng kiếm ý dọc theo mặt đất, mãnh xông lại, giống như là mấy cái nóng nảy cuồng long, căn bản cũng không cầm Diệp Thần coi ra gì. Diệp Thần sắc mặt mười phần bình tĩnh, ánh mắt cũng không có chập chờn. Huyền Cơ Nguyệt hành động này, bất quá chỉ là ở kích thích hắn mà thôi. Hắn há lại là dễ dàng như vậy nổi giận người. Một kiếm này mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không có đạt đến hoàn mỹ không câu nệ bước, đỉnh hơn chính là hàm chứa chút Kiêm gia khí vận mà thôi. Còn xa còn lâu mới xưng được hoàn mỹ. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, hắn có thể nhìn ra Huyền Cơ Nguyệt kiếm kia ý trong đó sơ hở, nhưng đối phương ẩn chứa vậy một món kiếm khí, dung nhập vào vạn vật mẫu kiếm quyết bên trong. Như vậy thứ nhất, hình thành uy thế, phi phàm vĩ đại, hoàn toàn có thể che giấu vậy kiếm đạo chưa đủ. Kiếm ý bản chất, hoặc là nói cuối cùng nơi quy tụ, chính là kiếm, mà không phải là hắn dung khí của hắn. Huyền Cơ Nguyệt mặc dù mạnh mẽ, nhưng là ở kiếm ý về phương diện này còn chỉ có thể nói có khiếm khuyết. Chẳng lẽ nàng thật muốn bằng vào vậy oanh oanh liệt liệt chiêu thức, để che giấu kiếm ý chưa đủ. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, cảm thụ tiếng gió từ bên tai thổi qua. Đó là tự nhiên tới giữa mà hình thành thiên địa lực lượng, cùng cái này Kiêm gia kiếm phái chỗ ở khổng lồ thung lũng tức tương quan, một khắc cũng không từng chia lìa. Mới vừa vậy cái gọi là Kiêm gia kiếm ý, bất quá là ở nguồn chỗ, lấy một gáo mà uống. Nước biến hóa là vô cùng, nhưng biến hóa căn bản cũng ở chỗ nước. Cổ ngữ có nói, không tích nửa bước, không thể tới ngàn dặm, không tụ tế lưu, không thể thành sông lớn. Hết thảy võ đạo tu vi đều là nước chảy thành sông, mới biết đổi được viên mãn. Từ Huyền Cơ Nguyệt mới vừa biểu hiện tới xem, Diệp Thần cảm thấy hắn đã bước lên một cái không đường về. Con đường này có lẽ có thể tốc thành, nhưng tuyệt đối không cách nào đạt tới võ đạo đỉnh cấp. Người Kiêm gia kiếm ý, cũng không hoàn chỉnh, chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Diệp Thần lắc đầu một cái, cho ra mình đánh giá. Huyền Cơ Nguyệt đối với hắn mà nói, nhìn hờ hững. Ngươi nói không hết nguyên liền không hoàn chỉnh, ở ta xem ra, bất quá là không ăn được nho, nói nho chua mà thôi. Huyền Cơ Nguyệt không để mắt đến Diệp Thần đánh giá, trực tiếp một kiếm đâm ra, vậy bàng bạc mãnh liệt Kiêm gia kiếm ý lơ lửng giữa không trung bên trong, sấm sét cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Diệp Thần tỉ mỉ cảm thụ vậy đâm ra kiếm phong, tuy nói là ào ào, không thể so sánh, nhưng là mất đi ngưng tụ một chút ánh sáng. Kiếm ra như rồng. Sau đó sắc bén lóe lên. Vậy một chút sắc bén,
mới là nguyên đạo kiếm ý trong đó tinh túy. Cái gọi là cuồn cuộn cùng hùng vĩ, bất quá chỉ là bỏ tinh hoa mà lấy bã rượu, vòng đường xa, nhưng từ lấy là đi đường tắt mà thôi. Những năm gần đây, hắn kiến thức không thiếu thông thiên kiếm ý, nhưng mỗi một hạng kiếm ý, đối với hắn mà nói đều là cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá trong đó ẩn chứa thiên địa quy tắc, ở vào chỗ bất đồng, liền sẽ không có cùng tạo thành trật tự mà thôi. Dĩ nhiên, những cái kia từ hồng hoang viễn cổ truyền thừa xuống kiếm ý, có lẽ cần một đêm hiểu được, mới có thể thả ra lớn nhất uy lực. Diệp Thần ánh mắt rất cao, tiêu chuẩn cùng yêu cầu vậy rất cao, đối với kiếm ý trình độ lĩnh ngộ, cũng đạt tới thường người không cách nào sánh bằng bước. Quanh người hắn vậy một tầng huyết quang, hóa thành hàng dài, ánh sáng đại thịnh. Một cái sông máu ảo ảo, thời gian đảo mắt gió nổi mây vần, cao giọng điên cuồng hét lên, vào giờ khắc này, vô cùng kiếm ý ngưng tụ ra, làm cho cả thiên địa cũng ảm đạm thất sắc. Mà đây cường đại kiếm ý, cùng huyền cơ nguyệt như vậy phối hợp chặt chẽ gần xa, động một cái yên tĩnh lại, mười phần xứng đôi. Diệp Thần trong cơ thể, Hồng Quân lão tổ nơi lưu lại cục sắt lóe lên óng ánh sáng bóng. Một món sâu thẳm hơi thở tiến vào hắn đầu óc bên trong, trong thoáng chốc giống như thiên lôi nổ lên, vô số cuồn cuộn khí, trào hiện ra, oanh oanh liệt liệt, vô cùng là sáng chói. Đó là một tên nam tử ở quơ trường kiếm, hắn quần áo trắng tung bay, thân hình tự nhiên, từng chiêu từng thức tới giữa, hiện ra hết không câu chấp chủ ý. Trong mơ hồ có thể nhận ra, vậy lại là Hồng Quân lão tổ bóng người. Hắn lúc này là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dạy cho mình kiếm pháp sao? Nghĩ tới này loại có thể, Diệp Thần nhất thời cả người chấn động một cái. Một khắc sau, vậy màu băng lam kiêm ra kiếm ý, cùng kinh thiên huyết long ầm ầm đụng nhau, bạo phát ra vô cùng vô tận cuồng bạo khí. Hư không nhất thời mất đi, không cách nào ngôn thuyết chập chờn khắp nơi tràn ra, để cho những cái kia thực lực hơi yếu đệ tử tim đập loạn, cảm thấy khó hiểu sợ hãi. Chung quanh đây phá hoại trình độ lại sâu hơn mấy phút. Nếu không phải vậy mấy tên trưởng lão lấy linh khí hóa trận, bảo vệ cái này mảnh đất giới, chỉ sợ rằng cả tòa chiến trường cũng sẽ bị hóa là cho tàn. Làm kinh khủng sóng gợn tiêu tán sau đó, vực sâu hiện lên, máu tươi phun trào. Huyền cơ nguyệt tay cầm màu xanh nhạt thần kiếm, ngạo nghễ đứng ở giữa thiên địa, sau lưng nàng có vô số dị tượng nổi lên, tất cả đều là vây quanh nàng điên cuồng chuyển động. Lúc này nàng chính là chỗ này hoàng. Diệp Thần lui về sau ngàn bước có thừa. Cho nên không có bị thương, nhưng về khí thế cũng đã yếu đi mấy phần. Đầu hàng đi, đây là ta sân nhà, có địa thế gia trì, ngươi không đấu lại ta. Huyền cơ nguyệt nhàn nhạt nói. Nhưng là Diệp Thần thần sắc nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Hồng Quân lão tổ ở hắn đầu óc bên trong diễn hóa liền cái này kiêm ra kiếm ý sau đó, hắn mới rõ ràng, lúc đầu kiêm ra kiếm ý còn có khác một tầng thuộc truyền thừa. Tầng này truyền thừa thuộc về duy nhất nam đệ tử, càng cương mãnh, khí thế cũng càng thêm hung hãn. Kiêm gia kiếm phái từ xưa tới nay chỉ đào tạo nữ đệ tử, từ đó khinh thị nam đệ tử, nhưng cái này tuyệt không đại biểu tông môn bên trong không có nam đệ tử truyền thừa. Diệp Thần tự lẩm bẩm, vậy đầy trời dị tượng ở hắn trong ý nghĩ diễn hóa, phô bình, cho đến cuối cùng, trở thành kim quang nhàn nhạt, lượn lờ người. Rất nhiều kiêm gia kiếm phái đệ tử vốn là làm hoan hô. Nhưng là khi bọn hắn thấy Diệp Thần bị Huyền Cơ Nguyệt một kiếm đánh ngã sau đó lại đứng lên, hơn nữa cùng một người điên tựa như lầm bầm lầu bầu, không có bất kỳ bị thương dấu vết, tiếng hoan hô lại hơi ngừng. Một lát sau, một món cuồn cuộn nhuệ khí từ trên người hắn tản mát ra, mà theo hắn khoảng cách ngắn chậm chạp di động, dưới chân lại sinh ra một đóa đóa màu vàng hoa sen. Vô tận khí vận lực, vào thời khắc này hội tụ tại một đầu. Cái gì? Nhận ra được cái này tia khí tức sau đó, thân ở chỗ cao mấy tên trưởng lão, dẫn đầu sắc mặt thay đổi. Đó là cái gì hơi thở, lại lớn mạnh như vậy? Diệp Thần dưới chân nơi sinh ra màu vàng hoa sen, tựa như cùng mảnh thế giới này tương liên tiếp, hư không mờ mịt, ai cũng xem không rõ ràng. Mà chính là ở chỗ này loại tình cảnh dưới, hắn nơi huyễn hóa ra tới kim quang ẩn chứa vô thượng công đức cùng khí vận. Không ít người ánh mắt vừa là ngạc nhiên. Lại là kinh ngạc. Huyền cơ nguyệt ánh mắt lại là đổi được thâm trầm không dứt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ở nàng dưới một kiếm này, Diệp Thần không chỉ không có xa vào, ngược lại sinh ra kinh khủng hơn dị tượng. Tên này, rốt cuộc là một quái vật gì? Lực lượng thật sự là quá đáng sợ. Nàng vận dụng thần hồn lực,
tỉ mỉ cảm thụ trên mình nơi tràn ra lực lượng thần bí. Nhưng lúc này thần sắc biến đổi. Không thể nào, cái này tia khí tức, lại cùng ta kiêm ra kiếm ý cùng cây tương sinh. Huyền Cơ Nguyệt nhất thời không bình tĩnh. Nàng ở kiêm gia kiếm phái tu luyện đã lâu, lâu dài ngâm ở kiếm ao trong đó, lúc này mới có sau hậu tích bạc phát, một lần hành động đột phá. Nhưng Diệp Thần trước kia có thể chưa bao giờ ở kiêm gia kiếm phái tu luyện qua, lại vì sao có thể lãnh ngộ vậy kiêm gia kiếm ý. Nhất định là nàng cảm giác sai rồi. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng kiêm gia tông chủ cùng vậy hai người thái thượng trưởng lão, trực tiếp con người động đất. Các nàng đều là lĩnh ngộ nửa tầng kiêm gia kiếm ý cao thủ, mặc dù nói cũng không hoàn toàn tu luyện thành công, nhưng là đối với lần này đều có lĩnh ngộ của mình, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhận sai. Vậy thật là kiêm gia kiếm ý, cùng tông môn sinh ra đồng tình, hơn nữa ta có thể cảm thụ được trong đó ẩn chứa lực lượng, rất là quen thuộc. Kiêm gia tông chủ ánh mắt tựa như xuyên phá liền hư không, nhìn thấu vô căn cứ, toàn bộ tâm thần đều đặt ở Diệp Thần trên mình. Ở nàng trong mắt xem ra, lúc này Diệp Thần đã hóa thành một đoàn kim quang, nhất cử nhất động, cũng cùng viễn cổ truyền thừa xuống kiêm gia thân pháp khá làm tướng tựa như. Chỉ bất quá ở nơi này vậy thân pháp trong đó, nhiều một phần dương cương cùng kiên nghị, không chỉ không có suy yếu, ngược lại còn đổi được mạnh hơn. Hắn năng lực lĩnh ngộ, để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Kiêm gia tông chủ lên tiếng nói, các ngươi có thể còn nhớ. Lão tổ tông nơi lưu lại vậy một phần thư tay. Ban đầu chúng ta cũng từng tiếp xúc qua. Vậy hai người thái thượng trưởng lão gật đầu một cái. Các nàng ở kiêm gia kiếm phái cấm địa chỗ sâu, đã từng khám phá một món kiêm gia tiên tử nơi lưu lại linh niệm. Ở đó tia linh niệm nơi tồn lưu ý thức trong đó, ghi lại một ít không muốn người biết sự việc. Cũng tỉ như nói kiêm gia kiếm phái kiếm pháp, thật ra thì phân là âm dương hai phái, chỉ bất quá từ xưa tới nay chính là âm thịnh dương suy, đây là kiêm gia tiên tử tận lực trở nên. Nàng muốn sáng lập, chính là lấy cô gái là chiến lực chủ yếu tông phái. Còn như vậy dương phái kiếm pháp, kiêm gia tiên tử cũng không từng có hơn nói tới, chỉ là nói âm dương tương sinh, mới có thể sáng tạo ra nhất là mượt mà hiểu rõ kiếm ý. Vì vậy kiêm gia tông chủ một mực liền hoài nghi, vậy dương phái kiêm gia kiếm pháp rất có thể như cũ tồn lưu hậu thế, chỉ bất quá không có bị người phát hiện mà thôi. Nhất niệm đến đây, trong lòng nàng liền sinh bốc lên một hồi sát ý. Kiêm gia kiếm phái từ trước là cô gái cầm quyền, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nếu để cho dương phái kiếm pháp người thừa kế xuất hiện, sợ rằng sẽ đối với nàng vị trí tạo thành vô cùng là bất lợi ảnh hưởng. Nàng thân là đứng đầu một tông, tuyệt không cho phép như vậy tình huống xuất hiện. Mà ở một đầu khác, Diệp Thần dần dần cùng Long Uyên Thiên Kiếm hòa hợp, hơn ngàn thủy cái từ trên người hắn lao nhanh qua, rời đi tới thân kiếm, hơn nữa diễn hóa ra liền rất nhiều dị tượng. Cái này một điểm lành tướng, đại biểu công đức cùng khí vận, càng nhiều càng tốt, càng sáng càng mạnh. Không nghĩ tới cái này kiêm gia kiếm phái công pháp còn có thể phân là âm dương hai phái, cái này âm phái kiếm pháp đề nghị chỉ sợ là kiêm gia tiên tử sáng chế, mặc dù mạnh mẽ, nhưng đạo uẩn quy tắc như cũ có chút không hoàn chỉnh, cho nên chỉ có thể lấy hắn biểu tượng, giống như không có dễ mộc. Nhưng cái này dương phái kiếm pháp, chỉ sợ là từ Hồng Quân lão tổ trong tay đi ra ngoài. Vô luận là phương diện nào cũng cực kỳ viên mãn, thậm chí đạt tới nơi đây đỉnh cấp. Diệp Thần trong lòng xúc động, Hồng Quân làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm. Diệp Thần trong lòng, nổi lên rất nhiều ý niệm, hắn không nghĩ tới nho nhỏ này cục sắt, lại là hắn mang tới như vậy khổng lồ trợ lực. Là Hồng Quân lão tổ âm thầm bố trí sao? Vẫn là nói chỉ là tình cờ phát sinh. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào vực sâu, liền phảng phất có một cái bàn tay. Trong vô hình điều khiển hết thảy. Diệp Thần thậm chí hoài nghi, hư không chỗ sâu có một đôi mắt, vẫn đang ngó chừng hắn. Nếu không hắn làm sao mỗi lần đúng dịp lại đúng dịp, yên ổn vượt qua rất nhiều cửa ải khó. Thôi, hết thảy nghe số trời. Coi như Hồng Quân lão tổ có chút bố trí, vậy cũng nhất định là đi qua nghĩ cặn kẽ, không hề là nhất thời ý khí cử chỉ. Bỗng nhiên, Diệp Thần trong mắt xuất hiện ánh sáng đẹp lung linh một màn. Ở đó màu sắc rực rỡ ánh sáng lóe lên sau đó, chính là vô tận u hắc. Hình như là kiêm gia kiếm cốc lòng đất vực sâu chỗ, có một cây mênh mông khổng lồ một sừng, như ẩn như hiện. Cây kia một sừng, tựa như cắm rễ tại mảnh thiên địa này tới giữa, không biết tồn tại nhiều ít cổ xưa năm tháng. Diệp Thần ánh mắt tiếp liền xuyên thấu,
hắn muốn nhìn thấu đất này để đi vào tìm tòi kết quả, nhưng đột nhiên tới giữa, ngập trời ma khí cuồng trào tới, đối hắn con ngươi hình thành mãnh liệt đánh vào. Một đạo lãnh đạm hết sức hơi thở, vậy từ lòng đất cuồng bạo dâng lên, thậm chí đến gần hủy diệt chi đạo. Nhanh chóng thu hồi tâm thần, hắn cũng là không muốn tới giữa dò tra được này cùng ý voi. Vậy ẩn giấu trong lòng đất dưới quái vật kinh khủng, thực lực tựa hồ 10 phần cường hãn. Liền hắn vậy cảm nhận được liền vậy kinh tâm động phách huy áp kinh khủng, tạm thời tới giữa chỉ có thể đè xuống thám hiểm ý niệm, đến đây thì thôi. Bất quá kiêm gia kiếm phái dưới, vì sao phong ấn cái này cùng đáng sợ tồn tại. Hết thảy đều ở đây trong nháy mắt, ước chừng qua mấy hơi thở thời gian mà thôi, làm bề mặt chung quanh hiện ra rực rỡ kim quang lúc đó, Huyền Cơ Nguyệt vậy cầm màu xanh nhạt trường kiếm, lại mơ hồ chiến minh đứng lên. Không biết là bởi vì sợ, vẫn là có những thứ khác dị tượng trộn trong đó. Trên mình kim quang đại thịnh, ngay tức thì bạo tăng, đóa đóa kim liên bay lên không, nhuệ khí ngang trời. Thậm chí ở đó sao trong nháy mắt, đột phá vách ngăn không gian hạn chế, áp đảo chư thiên bên trên. Huyền Cơ Nguyệt bị cái này cùng nổ tung hơi thở gây kinh hãi, cả người đôi mắt thất thần, trong chốc lát lại mất đi tiêu cự. Nàng cũng không biết kiêm gia kiếm pháp còn có dương phái cùng âm phái phân chia, tuy nói nàng bây giờ là tông chủ đệ tử đích truyền, nhưng cũng không cách nào tiếp xúc tới kiêm gia kiếm phái tất cả cơ mật trọng yếu. Từ về khí thế tới xem, Diệp Thần cụ bị khí dương cương, là nàng lĩnh ngộ đoạn này kiêm gia kiếm ý không có. Xôi trào thô bạo khoe khoang xông ra, cuồng ngạo phách lối, mang theo không thể một đời nghiêm nghị ý. Vô cùng uy nghiêm, thêm vô cùng thô bạo, từ Diệp Thần trên mình phiêu tán ra. Vậy không có thể một đời hung hãn ý, hóa thành mấy tia phù văn quy tắc, đen nhánh sâu thẳm, không ngừng quấn quanh ở trên người. Hàng ngàn hàng vạn kiêm gia đệ tử, thấy cái này mênh mông bóng người, không khỏi được trong lòng chấn động một cái, mà bọn họ giữ eo nơi đeo thần kiếm, vậy rối rít xuất hiện dị động. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta thiên tinh thần kiếm sẽ cùng hắn sinh ra phản ứng? Ngọc của ta đồng thần kiếm cũng là như vậy. Ta cũng giống vậy. Chúng đệ tử rối rít mở miệng, không rõ trong đó cho nên. Kiêm gia tông chủ cùng hai người thái thượng trưởng lão gặp được một màn này, không khỏi được lo lắng. Dương kiếm cùng âm kiếm bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Huyền Cơ Nguyệt, người xuất toàn lực đánh chết này Liêu, ta sẽ trong bóng tối giúp ngươi. Kiêm gia tông chủ bí mật truyền âm đưa vào Huyền Cơ Nguyệt trong tai, làm nàng thần sắc nhất thời rét một cái. Diệp Thần nơi phóng thích ra hơi thở, tuyệt đối không giống tầm thường. Nếu không kiêm gia tông chủ sẽ không bỏ ra dáng vẻ, tới đặc biệt yêu cầu mình giết chết hắn. Tông chủ. Huyền Cơ Nguyệt ở trong lòng đáp lại, nàng ngẩng đầu nhìn về vậy uy nghiêm vĩ đại to lớn thần kiếm, màu xanh nhạt trường kiếm, buộc vòng quanh từng cái thần bí văn lộ phức tạp. Triệu hoán kiêm gia kiếm linh. Huyền Cơ Nguyệt khẽ quát một tiếng, một đạo mênh mông kiếm quang nhô lên, giống như là vũ trụ tinh hà, rực rỡ huy hoàng. Ngươi chiêu thức, tại ta vô dụng. Diệp Thần lãnh đạm nói một câu, hắn sợi tóc tung bay, vỗ vào ở lãnh đạm anh tuấn trên mặt, rất có một chút cảm giác yêu dị. Vậy chí cương chí liệt kiếm khí gào thét ra, ngay tức thì nổ tung, ở giữa thiên địa, vô số phù văn quy luật dâng trào ra, liền chỗ đi qua không gian lớn đạo đều rối rít văng tung tóe. Hai bên cũng gặp phải tàn bạo kình khí đụng, dẫu sao ở nơi này chờ cuồng bạo chiêu thức dưới, rất khó có người có thể giữ được mình. Diệp Thần lui về sau hết mấy bước, thiếu chút nữa thì muốn ngã xuống, trong cơ thể hắn khí huyết một hồi chấn động, như vậy đánh vào, không phải trong chốc lát có thể hình thành. Nếu như là thả ở lúc trước, sợ rằng Huyền Cơ Nguyệt nơi sử ra đạo kiếm khí này, liền phải để hắn dùng suốt toàn lực đi ngăn cản. Nhưng là hiện tại, hắn cả người đã giống như lột xác, đổi được thập phần cường đại. Huyền Cơ Nguyệt vậy nổi giận, nàng nguyên vốn cho là mình đang tiếp nhận kiêm gia kiếm phái truyền thừa sau đó, thực lực sẽ thành được càng phát ra mạnh mẽ, địa vị vậy sẽ hơn nữa tôn sùng. Nhưng là Diệp Thần ở trước mặt, hết thảy các thứ này tựa hồ cũng bị đánh hồi nguyên hình, nàng thực lực, không cách nào đánh bại một cái mới vào huyền hải tiểu tử. Diệp Thần, người ngày hôm nay đừng muốn sống rời đi nơi này. Huyền Cơ Nguyệt vừa dứt lời, thì có khí tức thần bí bay vút lên tới đây, ngay chớp mắt không có vào nàng trong cơ thể, biến mất vô ảnh vô tung. Nàng lực lượng lấy được cực lớn tăng cường, thậm chí kiêm gia tông chủ ở chỗ này bên trong lẫn vào một chút kiêm gia thần kiếm khí tức thần bí. Có cái loại này lực lượng gia trì,
Huyền Cơ Nguyệt lần nữa khua kiếm giết ra, mà lần này, vô hình chàng vực ngay tức thì bùng nổ, mang theo kiếm gia tiên tử đặc hữu hỗn độn lực. Phóng lên cao, làm người ta nghẹt thở. Kiếm gia kiếm quyết, mất đi kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này truyền thừa từ kiếm gia tiên tử, tục truyền ở đó rất xa niên đại. Kiếm gia tiên tử vì cứu chữa trọng thương bị kẹt Hồng Quân lão tổ, đi mất đi chi địa, tìm thiên đại cơ duyên. Thời điểm đó Hồng Quân lão tổ thượng thuộc về lớn lên giai đoạn, còn chưa hoàn toàn du ngoạn thiên hạ, ở một cuộc chiến đấu bên trong bị địch thủ ám toán. Nếu là không có kiếm gia tiên tử liều mình cứu giúp, sợ rằng cũng sẽ không có sau đó uy chấn vạn giới Hồng Quân lão tổ. Cũng chính là lần này sống chết gặp nhau, để cho Hồng Quân lão tổ đem kiếm gia tiên tử coi là sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Cho tới kiếm gia tiên tử chết sau đó, hắn đối cái này thế giới hiện thật không có bất kỳ lưu luyến, trực tiếp xé rách thực tế cùng hư không tới giữa giới vách đá, dương dài rời đi. Tại sắp chết tình cảnh bên trong, sáng chế đi ra ngoài kiếm pháp uy lực vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay, hàm chứa nồng nặc khí thế. Cái này lao kiếm quang sát đạo lúc đó, Diệp Thần cảm nhận được liền trong đó tích chứa cấp 5 năng lượng, hắn từ thấp tới cao, khua kiếm nghiêng chém, đồng thời ở kiếm tột đỉnh ngưng tụ ra từng đạo màu bạch kim lôi quang. Ngay chớp mắt, lôi quang ngưng tụ một đoàn, giống như tầng mây kia tới giữa nở rộ ánh sáng rực rỡ, hóa thành một đạo gào thét sấm sét trùm tia sáng, cùng Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí đột nhiên đụng nhau, bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí, vô cùng là cường hãn. Hừ, đừng lấy là học lén mấy chiêu kiếm gia kiếm phái kiếm thức liền có thể chân tránh lĩnh ngộ hắn tinh túy, ta xem ngươi còn chưa xứng. Kịch chiến để gặp, Huyền Cơ Nguyệt tự nhiên muốn áp chế Diệp Thần nhuệ khí. Vậy thì đi thử một chút đi. Diệp Thần như núi bất động, giống như một tòa núi lớn nguy nga, đầy trời sấm sét xen lẫn ra, tạo thành một bức hoa lệ đồ cảnh. Vậy dũng động thiên lôi, giống như một đầu gầm thét cự thú viễn cổ, hung hãn nện ở tường đồng vách sắt bên trên. Ngay lập tức tới giữa, hai người đều gặp đến không cùng trình độ chấn động. Huyền Cơ Nguyệt triệu hoán ra vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết, trói lọi bỏ ra, hình thành một tầng bảo vệ che chở. Diệp Thần vậy giống như vậy, chỉ bất quá hắn là triệu hoán ra nguyện vọng thiên tinh, vung vẩy tay một cái, thì có vô số tinh thần nồng rúc vào trình độ cao nhất, sau đó xuất hiện ở trước mắt. Hai người đụng nhau, mang đến dư âm vậy 10 phần khủng bố, cơ hồ lan tràn toàn bộ kiếm gia kiếm phái. Tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động không dứt. Cái này hai người thật sự là quá mạnh mẽ. Phải biết, Huyền Cơ Nguyệt nhưng mà lấy được kiếm gia tiên tử một phần chia truyền thừa, hơn nữa Huyền Hải là sân nhà, lại vẫn sẽ là kết quả như thế. Vậy Diệp Thần một cái người ngoại lai, kết quả nên kinh khủng dường nào, mới có thể làm được như vậy. Đụng nhau xong, Diệp Thần quanh thân văng lên vô số dương trần, hắn đợi ở trong đó, miệng to thở hổn hển, rất hiển nhiên. Như vậy cuồng bạo công kích, lấy hắn lực lượng cũng không cách nào tùy tiện điều khiển. Mà ở một bên khác, Huyền Cơ Nguyệt thần sắc cũng không lớn xinh đẹp. Nàng rõ ràng đã dùng hết tông chủ nơi cấp cho vậy một phần lực lượng, nhưng như cũng không cách nào phá vỡ trên mình chí dương chí cương kiếm khí, thật sự là làm người ta căm tức. Lần này cảnh tượng, cũng rơi vào người ngoài trong mắt. Kiêm gia tông chủ một mực ở nhắm mắt dưỡng thần, dùng thần hồn đi cảm giác chung quanh nơi sự tình phát sinh. Nàng hiện tại, cuối cùng là không nhịn được. Nếu như lại như vậy đánh xuống, Huyền Cơ Nguyệt không chỉ có sẽ không thắng, còn có thể thua hết. Nàng có thể còn nhớ, thằng nhóc kia trên mình có dấu khắc một môn cửu thiên thần thuật bụi gai vương miện. Hơn nữa từ đầu đến cuối, cũng không có lấy ra dùng, đủ để nhìn ra bụi gai vương miện là hắn sau cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Cửu thiên thần thuật lực lượng sâu không lường được, không thuộc mình lực có thể dung chuyển. Cho dù là nàng, vậy không có nắm chắc có thể hoàn toàn lưu lại cửu thiên thần thuật. Huống chi Diệp Thần trên tay còn có một nửa kia không trọn vẹn cửu thiên thần thuật, điệp cộng lại nhất định uy lực phi phàm. Kiêm gia tông chủ cùng vậy hai người thái thượng trưởng lão, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là gật đầu một cái. Các nàng hiện tại đã quyết định muốn ra tay. Bất quá đối mặt chí dương chí cương kiêm gia kiếm ý, tuyệt không thể lấy bạo chế bạo. Kiêm gia tông chủ nhắm mắt trầm tư chốc lát. Mở ra hai tròng mắt lúc đó, một chút ẩn núp kiếm khí, từ ông trời của nàng linh xây chỗ bồng bềnh ra. Cái này một món kiếm khí, hàm chứa khủng bố sợ hãi oán niệm, còn có vô cùng vô tận hung ác tâm trạng, tựa như ngưng kết thành một phiến luyện ngục. Nhưng là trong này trừ vậy một món oán niệm, còn có cuồn cuộn kiếm khí,
chỉ bất quá đều là núp ở vậy nhỏ như sợi tơ ánh sáng trong đó. Đó là một cái trật tự quy luật, ngưng kết mà thành xích thần, cùng cái này mảnh không gian tương liên tiếp, lóe lên không ngừng, uy lực kinh người. Kiêm gia tông chủ nắm được cây kia dây nhỏ, cong ngón tay bắn ra. Kim hơi lặng tiếng tới giữa, giữ dằn ý định giết người ngưng tụ thành một chút hàn mang, nhanh chóng về phía trước. Trừ kiêm gia tông chủ cùng với vậy hai người thái thượng trưởng lão ra, căn bản là không người phát giác. Bọn hắn khóe miệng, nhấc lên nụ cười quỷ dị. Tiếp theo là được chờ đợi kịch hay diễn ra, bằng vào Diệp Thần thực lực, tuyệt không khả năng phát hiện cái này tia hàn mang. Đến lúc đó sẽ bị hắn cắt thành hai nửa, sức sống diệt tuyệt. Mà ở chân trời đầu xa, Diệp Thần trên mình, màu vàng cùng ánh sáng màu trắng xen lẫn thành một tấm to lớn phòng ngự lưới, chi chít, vô cùng là vững chắc. Cho dù huyền cơ nguyệt thế công như thủy triều, như cuồng phong bạo vũ tấn công tới, Diệp Thần nhưng sừng sững không nhúc nhích, tìm phản kích cơ hội. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được khác thường vật thể tồn tại, hắn nhíu mày một cái, dương mắt nhìn, chỉ gặp vậy phiến hư không dạo rực hai cái, thì có một kiểu đồ nổi lên. Vốn là lấy là, đó là địch nhân nơi bày mai phục, nhưng làm hắn nhìn chăm chăm vừa thấy lúc đó, lúc này chấn động trong lòng. Đó là một viên màu xanh nhạt hạt châu, lơ lửng tại giữa không trung, tản mát ra một tầng mong mỏng ánh sáng. Đó là... Diệp Thần con người bỗng nhiên co rúm một cái, bởi vì hắn phát giác một chút khí tức không giống tầm thường. Vậy màu xanh nhạt hạt châu trong đó, tựa như có vô số sinh linh đang đi, vùng vẫy, hơn nữa hóa thành một bức bức nhanh chóng lưu luyến đồ cảnh. Hắn ở trong đó gặp được đóng băng tuyết nguyên, mờ mịt vô tận tuyết trắng, chiếm hơn nửa tầm mắt, một mắt nhìn không tới cuối. Cái này một tí, hắn liền có thể xác định vật này là thứ gì. Thiên Thanh Thần Châu. Nhưng là hạt châu này không phải ở Tôn Dạ Dung trên mình sao? Tôn Dạ Dung tử vong sau đó, hạt châu này cũng hẳn lâm vào là vật vô chủ, trở về chỗ cũ mới đúng. Vì sao hiện tại nhưng ngừng lưu tại nơi này? Đưa tay một chiêu, hạt châu kia lại hình như là nghe hiểu hắn mà nói, từ từ đi tới hắn bên người. Lúc này, Diệp Thần mới phát hiện viên này Thiên Thanh Thần Châu, cũng không hoàn toàn chỉ có màu xanh, còn có một chút nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, ẩn chứa trong đó. Thấy cảnh này, hắn nhất thời ánh mắt rét một cái. Bởi vì hắn phát hiện, quấn quanh ở trên hạt châu, lại là một món tàn hồn. Vậy một chút hồn phách, cùng màu xanh ánh sáng hòa làm một thể, ở hắn dưới che chở, tồn lưu liền cuối cùng vừa phân thần hồn. Đây là Tôn Dạ Dung hồn phách. Lúc này liền kịp phản ứng, hắn đưa ra một cái tay, từ từ hướng ngày trước xanh thần châu đến gần. Hạt châu kia run rẩy một tí, chợt dần dần bình phục lại. Bởi vì Tôn Dạ Dung vậy tia tàn hồn ảnh hưởng, đối với Diệp Thần hơi thở, hạt châu cũng không có bài xích. Mà là mặc cho Diệp Thần bàn tay vuốt lên tới. Mà tiếp xúc đến vậy một món màu trắng tàn hồn, lúc này thúc giục ý thức, tiến vào đối phương thức hải không gian bên trong. Hắn chỉ thấy được ở một mảnh trắng xóa thế giới trong đó, có một tên xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ đang lẳng lặng nằm. Nàng mi mắt như tranh vẽ, nhắm mắt lại sau đó, lông mi mau thật dài. Khá là động lòng người. Có thể hiện tại, nhưng thật giống như là một cổ thi thể, không có bất kỳ kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Diệp Thần ý thức xuyên phá thân xác, thấy hắn óc chỗ sâu ẩn chứa vậy một điểm cuối cùng chói lọi lửa. Nếu không phải là có điểm này ngọn lửa tồn tại, sợ rằng Tôn Dạ Dung đã sớm biến thành một cái tàn phá thi thể. Diệp Thần nhất thời cảm thấy mừng rỡ, bởi vì cái này cũng đại biểu Tôn Dạ Dung cũng không có hoàn toàn chết đi, còn giữ nguyên sau cùng mồi lửa. Hắn ý thức thối lui ra, rồi sau đó thu cất hạt châu này, bỏ vào không gian cất đồ. Mặc dù nói muốn cứu vậy một món tàn hồn, độ khó cực lớn, nhưng chỉ cần còn có hy vọng, liền không thể buông tha. Vậy may mà Tôn Dạ Dung trên mình mang cái này một viên Thiên Thanh Thần Châu, chưa từng bị kiếm khí nghiền ép, ngược lại còn phát huy tác dụng, giữ được Tôn Dạ Dung cuối cùng một món tàn hồn. Cẩn thận ngắm hạt châu này, cũng không ngờ hắn một khắc sau rung động. Màu xanh ánh sáng cũng thay đổi được dị thường sắc bén. Tia sáng kia hóa là đầu mũi tên, chỉ hướng một phương hướng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vận dụng vạn vật mẫu kiếm quyết lực lượng, quấn lấy một cái từ đêm tối trong đó bắn ra bóng đen. Đó lại là một cây nhỏ như sợi tóc sợi tơ. Nó mục tiêu, chính là Diệp Thần. Đây là cái đồ gì? Diệp Thần định thần nhìn, vung tay lên, đem vậy tia sợi tơ nhiếp với tay cầm.
ở trong đó hàm chứa ngập trời ma uy, còn có cuồn cuộn như sấm khí tức hung ác. Nếu như đánh trúng hắn, đánh lén thành công, sợ rằng ở không có phòng bị dưới tình huống, Diệp Thần sẽ người bị thương nặng. Nghĩ đến đây, Diệp Thần trong mắt sắc bén chớp mắt. Hắn mới vừa muốn động thủ, cây kia nhỏ tia sợi tơ trong đó ẩn chứa ma khí, nhưng trước thời hạn bộc phát. Oán niệm, căm ghét, coi là kẻ thù. Cái này liên tiếp kịch liệt tình cảm, ầm ầm thành hình, trực tiếp cuốn tới. Thanh âm bén nhọn, ở bên tai hắn nổ vang. Vậy ngập trời ma khí, giống như là từng cái quái thú, dắt tay nhau tới, tản ra vô cùng mục nát hơi thở. Diệp Thần nhất thời làm cả kinh, bởi vì cái loại này mùi giữa thúi thật sự là quá khó khăn văn, ngay tức thì liền xâm nhập vào hắn thể xác, nửa người cũng tê dại. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, muốn né tránh, nhưng là vậy tia ma khí giống như phụ cốt chi thư, căn bản không chịu tản đi. Liền luân hồi huyết mạch cũng không cách nào ngăn cản hắn xâm lược, hình như là bỏ quên cái này thế gian mọi thứ đạo pháp cùng quy tắc, chỉ lấy người tánh mạng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần thần sắc đổi được vô cùng làm khó xem, hắn hai tay kết ấn, nặn động pháp quyết, khí thế ngập trời xông lên vân tiêu, vào giờ khắc này ngưng kết thành hình. Nhưng cho dù là bảo vệ trận pháp, cũng không cách nào ngăn cản này cùng tấn công. Đang Diệp Thần lòng như lửa đốt thời điểm, viên kia thiên thanh thần châu bạo phát ra cực kỳ ánh sáng sáng chói, thả ra lực lượng làm người ta sợ hãi, đem Diệp Thần vây ở trong đó. Xem ra là thời điểm phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy nói, hắn hiện tại đã lấy được thiên thanh thần châu và tôn dạ dung cuối cùng một món hồn phách, lại quấn đấu nữa vậy không có ý nghĩa. Không bằng đi ra tìm phương pháp sống lại tôn dạ dung. Chỉ là đáng tiếc vậy một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết, bị huyền cơ nguyệt hấp thu, trong thời gian ngắn không cách nào đoạt lại. Làm ra như vậy quyết đoán sau đó, Diệp Thần nhanh chóng lui về phía sau, vô luận như thế nào rời đi trước nơi đây nói sau. Vậy mấy tên kiêm gia kiếm phái trưởng lão, vậy nhìn ra liền hắn muốn ý niệm chạy trốn. Các nàng lại sao sẽ cho phép? Muốn đi về, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Tên kia lòng dạ độc ác hắc tôn giả, ngay tức thì di động, đi tới cách Diệp Thần chỗ không xa, toàn bộ kiêm gia kiếm phái bầu trời, đều giống như ám trầm liền rất nhiều. Đè nén hơi thở đập vào mặt, mang theo bọc nồng nặc lửa cháy mạnh. Tên kia hắc tôn giả mặt không cảm giác. Sau lưng nàng có một vòng màu đen mặt trời gay gắt, bay lên, mà ở đó bên trong, thép thần kiếm chậm rãi chuyển động, lực uy hiếp hết sức kinh người. Nàng là kiêm gia kiếm phái nhân vật truyền kỳ, lấy một tay hắc kiếm huyền thần nổi tiếng huyền hải, uy chấn bát phương, trải qua vô số đại chiến. Đen trắng đôi tôn giả, trên đời vô song, cái danh hiệu này cũng không phải là thổi phồng lên. Nếu hắc tôn giả đã ra mặt, vậy bạch tôn giả cũng sẽ không rơi xuống. Bạch tôn giả không có nặng như vậy sát khí, tay nàng cầm một chuôi màu đỏ thần kiếm, cả người bóng người đều hết sức mơ hồ, cùng không gian không ăn khớp, tựa như không phải cái này duy độ người. Cái này cũng cùng bạch tôn giả tu luyện chống giống kiếm pháp có liên quan, kiếm này tới vô ảnh đi vô tung, giết người tại trong vô hình, vô cùng là khủng bố. Phàm là có người muốn trêu chọc bạch tôn giả, liền được trước thời hạn suy tính có thể hay không chịu được giá phải trả. Có người thậm chí suy đoán bạch tôn giả đã chết, hiện tại lưu lại chỉ là một cái thân thể, so hàn xương còn muốn lạnh như băng. Hắc bạch vô song tôn giả, một trái một phải phân biệt tấn công tới, lạnh lùng sắc bén, xuyên thấu không gian, phong tỏa Diệp Thần đường lui. Ngươi cho kiêm gia kiếm phái tạo thành lớn như vậy tổn thất, còn cảm giác được mình có thể chạy thoát sao? Hắc tôn giả thanh âm lạnh lùng vô tình, trực tiếp tuyên bố Diệp Thần tử hình. Bạch tôn giả lại là không nói hai lời, trực tiếp hiến tế hư không kiếm, nhanh chóng phong tỏa mục tiêu, rốt cuộc, kiếm này tột đỉnh mơ hồ chỉ hướng phía bắc một chỗ. Muốn từ nơi đó chạy trốn phải không? Bạch tôn giả mặt không cảm giác, trực tiếp khua kiếm chém một cái. Vậy ẩn núp không gian lối đi, cũng bị tiêu hủy hầu như không còn. Diệp Thần tim nhất thời chìm một nửa, bởi vì bạch tôn giả đã đoán đúng. Cùng lúc đó, bạch tôn giả bên người. Một hồi ngút trời kiếm ý lên như diều gặp gió, xé thương khung, liền vực ngoại tinh thần vậy lảo đảo muốn rơi xuống. Đây chính là lạnh như băng kiếm ý thể hiện, năm đại tôn giả trưởng lão một trong lãnh tuyệt trần vậy ra tay. Nàng bị tôn giả dung thương tổn tới chút căn nguyên, hiện tại đi qua điều chỉnh sau đó, đã kém không nhiều hết bệnh. Vô địch băng xương kiếm đạo lộ vẻ hiện ra, uy chấn bát phương.
nếu đã tới, vậy cũng không cần phải đi, cầm ngươi đồ cũng ở lại chỗ này đi. Lãnh Tuyệt Trần trước tiên trước hết giết đi ra ngoài. Đối phó Diệp Thần, còn không cần nàng động dùng toàn lực. Ba tên tôn giả cấp trưởng lão khác đồng thời ra tay, Diệp Thần lập tức đổi được hiểm tượng hoàn sinh, cửu tử nhất sanh. Mà ở đó mất đi không gian chỗ sâu, Diệp Thần điên cuồng thúc dục trong cơ thể luân hồi huyết mạch, muốn phá phong tỏa. Nguyên bản hai bên còn hình thành địa vị ngang nhau thế, nhưng là làm Kiêm gia tông chủ triệu hoán ra vậy cầm thông thiên thần kiếm, Kiêm gia thần kiếm lúc đó, hắn liền hoàn toàn thua hạ trận tới. Coi như là triệu hoán chỉ thủy nhất kiếm, phát động không không tấn công, cũng không cách nào đánh vỡ tầng này phòng ngự. Kiêm gia kiếm phái các trưởng lão tất cả trong lòng thần thông, đồng loạt bùng nổ, để cho Diệp Thần không chỗ có thể lui. Coi như trận chiến này Diệp Thần đánh bại, đó cũng là tùy bại do vinh. Mấy ngàn mấy chục ngàn năm qua, cũng không có bất kỳ một người, có thể để cho Kiêm gia kiếm phái mấy tên cao tầng ra tay vây trận. Huyền Cơ Nguyệt đứng ở đằng xa, yên tĩnh hội. Khóe miệng của nàng gợi lên lau một cái nụ cười thỏa mãn. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Thần nếu không ở trong tay của nàng chết, có thể còn sẽ để cho nàng tấn thăng đường đi được càng thuận. Dẫu sao nàng nếu là tự tay giết chết luân hồi chi chủ, như thế nào đi nữa cũng sẽ gặp phải luân hồi cắn trả, bị tổn thương trình độ đem sẽ cao bao nhiêu, không có ai biết. Hiện tại có Kiêm gia kiếm phái các trưởng lão thay nàng ra tay, đương nhiên là một kiện không thể tốt hơn nữa sự việc. Nhưng bỗng nhiên lúc này, Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt thiếu nhìn phương xa, tựa như gặp được loại nào đó vô cùng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đó là, Huyền Cơ Nguyệt con người bỗng nhiên co rúc lại. Bởi vì ở đó Kiêm gia kiếm phái ra, nguyên bản tinh không vạn dặm, mặt trời rực rỡ cao chiếu địa phương, ở đó quá ngắn trong nháy mắt, phong vân biến ảo, gió lốc lớn cuồng trào. Cái này cổ chấn động hơi thở vậy truyền đến Kiêm gia kiếm phái bên trong, làm mấy tên trưởng lão thế công đều có nơi đình trệ. Cái này mấy tên trưởng lão rối rít cảm thấy hoảng sợ không thôi, thu hồi chiêu thức. Từ xa như vậy không chỗ sâu, một đầu cự kình tấn công tới, nước biển lăn lộn, ước chừng nhấc lên mấy chục ngàn mét sóng lớn. Đầu kia cự kình phát ra một tiếng gầm thét, giống như có vô số gió cực mạnh gào thét thổi qua, mà thân thể giống như nặng núi trùng điệp, nguy nga không thể đạt tới. Diệp Thần nháy mắt thức thì cảm nhận được liền một hồi lực lượng nhu hòa, đập vào mặt, để cho hắn như chút được gánh nặng. Ngay sau đó truyền tới một tiếng hừ lạnh, để cho tất cả vây công cũng hóa là bọt ảo ảnh, vỡ nát tan tành. Vậy mấy tên Kiêm gia kiếm phái trưởng lão, thần sắc kinh nghi bất định, phảng phất như gặp phải loại nào đó chuyện không thể tưởng tượng nổi, để cho các nàng mở to mắt. Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tầng mây kia chỗ sâu nhất, một đạo người quần áo trắng bóng trôi ra tới, tiên khí lăng nhiên, khí chất xuất trần. Người này bất ngờ chính là Nhâm Phi Phàm. Trên mặt hắn không có vẻ tươi cười, toàn bộ thu liễm lên, chỉ có nghiêm túc cùng trịnh trọng. Kiêm gia kiếm phái thành tựu huyền hải đệ nhất tông phái, lại đối một cái hậu bối điều động hai ba tên thái thượng trưởng lão, thật đúng là để mắt. Nhâm Phi Phàm một tiếng hừ lạnh, thật giống như có ngàn vạn tiếng sấm vạch qua chân trời, để cho khu vực này khung vũ cũng làm vỡ vụn. Hắc tôn giả nhíu mày, nàng thi triển thần thông chỗ bị cái này quần áo trắng người đàn ông cho phá hư, trong lòng rất không cao hứng. Ngươi là ai, biết nơi này là Kiêm gia kiếm phái, còn dám như vậy không tiếc lời. Cái khác mấy tên tôn giả trưởng lão chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhâm Phi Phàm, đôi mắt bên trong vừa có phòng bị, cũng có sát ý. Người này rốt cuộc là ai? Xem hắn linh lực hùng hồn trình độ, thực lực hẳn không ở các nàng trong đó bất kỳ dưới một người. Nhâm Phi Phàm không có để ý bọn họ, mà là phân ra một đạo cự kình lực lượng, bọc lại Diệp Thần trọng thương khu. Vậy một món ngập trời ma khí, đối Diệp Thần thần hồn căn nguyên tạo thành thương tổn không nhỏ. Cho tới Diệp Thần hiện tại thúc dục luân hồi huyết mạch đều có chút cố hết sức, nếu như qua một hồi nữa, sợ rằng hắn cũng sẽ bị cái này mấy tên tôn giả trưởng lão thế công hoàn toàn nuốt mất, từ đó rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhâm tiền bối, ngươi tới. Diệp Thần phun ra ngụm chọc khí, đồng thời trong lòng lại có chút nghi ngờ. Huyền hải bên trong cấm chế, thật giống như sẽ không làm người ý chí rời đi, Nhâm Phi Phàm lại là như thế nào tới chỗ này. Cái này huyền hải vách không gian trở nên yếu đi, ta cảm nhận được liền ngươi nguy cơ, liền thử một tí, thành công đả thông lối đi. Nhâm Phi Phàm nói được phong khinh vân đạm, nhưng Diệp Thần nơi nào không biết, nếu là muốn xuyên qua cái này bị thiên đạo quy tắc hạn chế vách không gian,
cần phải bỏ ra rất lớn khí lực. Người trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta tới dạy bảo các nàng. Nhâm Phi Phàm đối Diệp Thần nói xong, chợt bước ra một bước. Mà giờ khắc này mưa gió biến sắc, vô số gió lớn giận gào vượt quá, tựa như đều ở đây thay Nhâm Phi Phàm tạo thế. Người rốt cuộc là ai? Lần này, liền Kiêm Gia Kiếm Phái Thái Thượng Trưởng Lão vậy ngồi không yên, các nàng nghĩ tới nghĩ lui, ở Huyền Hải trong đó cũng không có nhân vật lợi hại như vậy đi. Trừ Huyền Hải Lôi Tông và Đại Nhật Tông Tông Chủ, có thể cùng các nàng tương đương một hai gia, những đối thủ khác đều là không chịu nổi một kích. Không cần phải nói như thế nhiều, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ta giơ tay lên gian liền có thể trấn áp các ngươi. Nhâm Phi Phàm mặt không cảm giác, hắn tóc đen bay lượn, đôi mắt vào giờ khắc này động nhược ánh nến, tựa hồ phải đem cái này nguyên phiến thiên địa cháy thành biển lửa. Mà ở phía trên đỉnh đầu của hắn, đỏ thắm huyết nguyệt biểu hiện, cự kình thần thụ ầm ầm phun trào, vô cùng lực lượng bung ra, cuồn cuộn không ngừng, như tinh thần nước lũ. Cự kình thần thụ cường hạng cũng không ở chỗ chiến đấu, nhưng nếu là Nhâm Phi Phàm muốn đem làm vũ khí chiến đấu, cũng có thể bộc phát ra vô cùng là lực lượng mạnh mẽ. Đen trắng đôi tôn giả đè ở trước nhất, tự nhiên cũng là trước nhất cảm nhận được Nhâm Phi Phàm nơi truyền tới phần kia uy áp, lúc này thần sắc đại biến. Hai tâm ý người tương thông, lập tức liên thủ, màn trời màu máu thay nhau phun trào, đại thần thông lan tràn chân trời, đem vô cùng vô tận xương máu chế thành củi. Chỉ cần cự kình thần thụ tiến vào nơi này, liền sẽ bị máu lưới chiếm đoạt, bao vây. Nhưng Nhâm Phi Phàm liền ánh mắt cũng không có nháy mắt một tí. Đi về trước bước ra một bước, đạp hư không, vô số điều kẽ hở lan tràn ra, cùng ngôi sao kia nước lũ cơ hồ đồng bộ đến, sắp tối trắng hai người tôn giả toàn bộ chấn động bay. Hai người thiên quân cường giả, ở Nhâm Phi Phàm trước mặt không có chút nào sức đánh trả. Hơn nữa Nhâm Phi Phàm vì mau sớm tiến vào cái này huyền hải địa giới, biến dạng vách không gian, tự mình áp chế một phần chia thực lực. Hắn bây giờ, chỉ dùng ba thành không tới lực lượng mà thôi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Nhâm Phi Phàm chỉ là tùy ý động một cái, liền để cho đen trắng đôi tôn giả ngay tức thì bị bại, này chờ thực lực, sợ rằng liền Kiêm Gia Kiếm Phái Thái Thượng Trưởng Lão đều không cách nào làm được. Thăng trận, để chống ngoại địch. Kiêm Gia Tông Chủ lúc này la lớn, lúc này nàng, cũng không đoái hoài được giữ thân là Tông Chủ phần kiêu uy nghiêm hình tượng. Bởi vì hiện tại có lớn hơn nguy cơ hạ xuống. Trước mặt cái này nam tử, họ Nhâm. Hơn nữa còn là xuyên thấu vách không gian tới đây. Ở nàng ấn tượng bên trong, cái này thế gian có mạnh mẽ như vậy thực lực, chỉ có một người. Nhâm Gia Thiên Mệnh, Nhâm Phi Phàm. Có thể Nhâm Phi Phàm lại vì sao cùng Diệp Thí Thiên liên hệ quan hệ. Kiêm Gia Tông Chủ ở trong nháy mắt biết rõ ý nghĩ. Nàng nhưng mà biết được, Nhâm Phi Phàm là Luân Hồi Chi Chủ hộ đạo giả. Mà Luân Hồi Chi Chủ, tên là Diệp Thần. Là chư thiên vạn giới nhất là lóng lánh thiên kiêu, thực lực có 102 vô số thiếu niên thiên tài. Đánh bất bại, giết không chết, luân hồi huyết mạch, cực kỳ cường hãn, có thể nói là du ngoạn sáu đạo đỉnh. Người này là Nhâm Gia Nhâm Phi Phàm, đời này siêu cấp cường giả, mà hắn nơi bảo vệ chính là luân hồi chi chủ, Diệp Thần. Kiêm Gia Tông Chủ giờ khắc này truyền âm, để cho tất cả người khiếp sợ không thôi. Các nàng kịp phản ứng sau đó. Đều là thần sắc cuồng biến, từng cái trong lòng khó mà bình tĩnh. Luân hồi chi chủ danh tiếng, các nàng đương nhiên là có nghe thấy, xem cái loại này dám đối kháng vạn khư thần điện thiếu niên anh hùng, làm người ta vừa khâm phục lại sùng bái. Ngươi nhanh chóng dẫn đám người rút lui, chúng ta tới đánh yểm trợ. Vậy hai người thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, các nàng vậy ý thức được người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, sợ rằng toàn bộ Kiêm Gia Kiếm Phái cộng lại đều không cách nào đối kháng. Không thiếu Kiêm Gia Kiếm Phái người, làm cảm thấy hốt hoảng. Huyền Cơ Nguyệt Thân ở trong đó, nhìn Diệp Thần, trong lòng có chút than thở. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể được vạn vật mẫu kiếm quyết, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Nếu Nhâm Phi Phàm tới, cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế đích thân tới, muốn giết Diệp Thần cũng tương đối khó khăn, càng không nói đến là các nàng. Nàng vung vẫy hai tay áo, trôi giạt rời đi. Vậy hai người Kiêm Gia Kiếm Phái Thái Thượng Trưởng Lão, thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Không nói hai lời, hai người bọn họ đem riêng mình thần kiếm thống nhất chung một chỗ, nguyên bản ánh sáng trắng lạnh lùng thần kiếm, nhất thời đổi được như nham thạch nóng chảy vậy đỏ bừng, màu đỏ lan tràn, mang rất dài cổ xưa dấu vết, nghiền nát trời trăng sao,
vắt ngang tại trong hư không. Đang, như tiếng chuông vậy thanh thúy tiếng vang, chấn động truyền ra, giống như hạ xuống cái này thế gian Phật đạo âm, ùng ùng bên tai không dứt, thần gió cuồn cuộn, kiếm khí ngang dọc. Cổ xưa thần kiếm, tựa như hóa là thiên địa gian nhất là thần thánh ý trời, vững vàng phong tỏa nhâm phi phàm vị trí. Đây là kiêm gia kiếm phái hợp kích trận pháp, tinh nguyệt đôi chiếu rọi. Chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định người thi triển ra, mới có thể sinh ra hủy thiên diệt địa hiệu quả. Nhưng nhâm phi phàm đối mặt này cùng thế công, căn bản không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn vung tay lên một cái, ngang trời bắt chặt, từ vậy không gian chỗ sâu kẽ hở, đột nhiên hiện lên một đạo to lớn sấm sét ảo ảnh, nổ tung lao ra. Cửu thiên thần thuật, hy hoàng lôi ấn. Chiêu này là cửu thiên thần thuật chiêu thức một trong, từ thượng cổ liền lưu truyền xuống, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ép được nhâm phi phàm vận dụng cửu thiên thần thuật, kiêm gia kiếm phái người, cũng coi là thành công chọc giận hắn, không mất là một phần thành tựu. Cho dù nhâm phi phàm hiện tại chỉ vận dụng 2-3 thành thực lực, vậy cũng tuyệt đối là chấn thiên nhiếp, khủng bố phi phàm. Hy hoàng lôi ấn, phá. Nhâm phi phàm sừng sững ở trời cao bên trong, uy nghiêm cuồn cuộn, hắn không nhanh không chậm giơ bàn tay lên, dửng dưng kết ấn, vậy thiên khung chỗ sâu, từng đạo màu vàng lôi quang sôi trào nổ vang, xen lẫn nóng bỏng, tựa hồ phải đem cái này mảnh đất giới toàn bộ che giấu. Vậy đạo lôi ấn, mang theo vĩnh hằng thần đế vậy cao nhất uy lực, ngang nhiên rơi xuống, oanh oanh liệt liệt. Ở nơi này hy hoàng lôi ấn cuộn sạch dưới, vậy hai người thái thượng trưởng lão nơi ngưng tụ ra thế công, ngay tức thì hóa thành hư không, căn bản tung không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Nhâm phi phàm hy hoàng lôi ấn, hàm chứa vô thượng đại lộ uy nghiêm, thay thế thiên đạo hành xử 9 tầng trời lôi phạt chức trách. Mà trong này, còn có chí cao vô thượng sấm sét oai. Hy hoàng cổ đế còn sót lại lực lượng, tất cả đều bị phong ấn ở cái này lôi ấn trong đó, chỉ đợi hậu nhân đem trọn vẹn kích thích, liền có thể ngạo tuyệt thiên, một ấn thành hùng. Vậy nhất trọng trọng mất đi lôi ảnh, giống như thế gian cuộc bể dâu, thiên biến vạn hóa, thoáng qua rồi biến mất. Kiêm gia kiếm phái cổ xưa thần kiếm bị chìm ngập ở nóng bỏng sấm sét trong đó, không ngừng run rẩy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, sụp đổ. Từng đạo kẽ hở nhanh chóng lan tràn, hơn nữa ngay tức thì liền truyền đạt tới thi kiếm giả trên mình. Vậy hai người thái thượng trưởng lão vậy gặp phải sấm sét bạo kích, trong chốc lát cả người co quắp, mới vừa còn là một bộ uy phong lẫm lẫm hình dáng, hiện tại nhưng thê thảm như chạy vào rừng chó. Hai không người nào lực chống đỡ thân hình. Chợt rơi xuống, hung hãn ngã xuống đất, hình dáng cực kỳ chật vật. Đây rốt cuộc là ai? Đây chính là chúng ta kiêm gia kiếm phái thái thượng trưởng lão à, như vậy tùy tiện liền bị thua. Không biết là ai, thực lực tuyệt đối vượt qua tông phái chúng ta tất cả người, trời ạ. Tại sao chúng ta sẽ chọc cho đến cái này cùng tồn tại? Coi như là tông chủ cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người này đi, huyền hải bên trong, nơi nào có nhân vật kinh khủng như vậy. Kiêm gia kiếm phái chúng đệ tử bàn luận sôi nổi, thế giới quan gặp phải trước đó chưa từng có mãnh liệt đánh vào. Trước kia bọn họ lấy là kiêm gia kiếm phái là ở biển máu bên trong xứng đáng không thẹn đệ nhất tông phái, cho nên vô luận tới chỗ nào, cũng có thể đi ngang, cái này cũng dưỡng thành bọn họ ngạo nghễ ngang ngược thói quen. Có thể hiện tại, bọn họ trong lòng dựa vào là tín ngưỡng trụ cao thủ hàng đầu, bị người xem chó vậy ấn trên đất hung hăng va chạm. Mãnh liệt tâm lý chênh lệch. Để cho rất nhiều người không chịu nhận tới. Nhưng sự thật liền đặt ở trước mặt, không thể không tiếp nhận. Diệp thần đứng ở cách đó không xa, cảm thụ nhâm phi phàm nơi đánh ra vậy một đạo hy hoàng lôi ấn, không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Hắn còn nhớ nhâm phi phàm lần trước thi triển này cùng cửu thiên thần thuật lúc đó, cũng không bộc phát ra mạnh như vậy mãnh liệt dị tượng. Mà nay nhâm phi phàm chỉ là tiện tay dùng một chút, liền có thể sinh ra như vậy hiệu quả kinh người. Có thể gặp thực lực hùng hậu, thế gian tiên có người có thể địch. Lôi đình này hơi thở vậy quá kinh khủng. Diệp thần ở chỗ này trước, gặp qua mạnh nhất sấm sét thuật, chính là nhâm phi phàm đối tế diệt kiếm linh dùng hết một chiêu kia, thật là có thể xưng là vạn tượng xâm nghiêm. Mà hiện tại giống nhau một chiêu, uy lực nhưng tăng lên hết mấy cấp bậc. Vậy đầy trời sấm sét bên trong, ẩn chứa ngút trời sát phạt, có độc đoán kỷ nguyên bể dâu nghĩa sâu xa. Nhất niệm đến đây. Diệp thần liền nghĩ tới có liên quan cửu thiên thần thuật tin đồn. Ở rất lâu trước, cửu thiên thần thuật cũng đã tồn tại, sáng tạo năm tháng cực kỳ cổ xưa,
mạnh đi nữa người cũng không cách nào thăm dò lúc nào tới nguyên. Nhưng vậy tồn tại như vậy một loại có thể, cho giỏi hơn thầy mà thắng sanh. Thực lực cường đại người thừa kế, nơi phát huy ra tác dụng, thậm chí mạnh hơn người sáng tạo. Dám đả thương người hại ta, các ngươi liền phải trả giá thật lớn. Nhâm Phi Phàm nhất kích thuận lợi sau đó, mắt lạnh nhìn về phía vậy đại trận hậu phương Kiêm Gia kiếm phái người, đặc biệt là ánh mắt hắn phong tỏa Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt vậy như vạn cổ hàn đàm vậy không đổi ánh mắt, rốt cục thì có chút hốt hoảng. Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng huy động chỉ một cái, liền để cho trận pháp này hư không biến dạng, xuất hiện một lớn chỗ rách. Tránh ở phía sau kia người, lấy vì thế cùng trận pháp có thể chống đỡ một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng bị hắn một ngón tay liền rạch ra, lúc này hù được chạy trốn tứ phía. Mà Nhâm Phi Phàm nơi phóng thích ra vậy đạo lôi đình, không thiên vị, vừa vặn nhắm ngay Huyền Cơ Nguyệt, hơn nữa nghiêm khắc thiên địa oai phong tỏa tới đây, đem khốn tại một nơi nhỏ hẹp cũi bên trong. Huyền Cơ Nguyệt liều mạng chống cự, nhưng không làm nên chuyện gì. Cái này đầy trời sấm sét diễn hóa thành kiếm khí bạo gió, hòa lẫn ánh sáng tím sấm sét, Phật ma đôi tức ngay tức thì bùng nổ, cả thiên địa đều không cách nào chứa như thế chút tàn bạo lực lượng. Cứ việc Huyền Cơ Nguyệt vận dụng vận mệnh cân nhắc quyết định lực lượng, đem mình chuyện đưa đi, thế nhưng ngập trời kiếm khí, đã cuốn tới, hung hãn đánh vào nàng trên mình. Huyền Cơ Nguyệt gặp phải đòn nghiêm trọng, máu tươi tràn ra khóe miệng. Ngay tức thì gọi tới vạn vật mẫu kiếm quyết, vậy không có thể hoàn toàn bảo vệ nàng. Có thể nàng chẳng ngó ngàng gì tới, liều mạng chạy trốn. Mà lúc này, một đạo sấm sét lần nữa hạ xuống, thế phải đem Huyền Cơ Nguyệt thân xác phách là hai nửa. Bất quá Kiêm Gia tông chủ cuối cùng là ra mặt, thay Huyền Cơ Nguyệt đỡ được một kích này. Mà chính nàng, vậy không tốt hơn chỗ nào. Vận dụng Kiêm Gia thần kiếm lực lượng sau đó, dầu gì là cản lại Nhâm Phi Phàm sấm sét đả kích. Có thể thân xác cũng thay đổi được không lành lặn không đủ, chia năm xẻ bảy, đã xu hướng tại sụp đổ bên bờ. Lúc này, Nhâm Phi Phàm dừng tay. Hắn thân vì thiên hạ cường giả đứng đầu, tự nhiên biết cái này thiên đạo nơi hạn chế là cái gì. Đánh vỡ huyền hải cùng chư thiên vạn giới vách không gian, cưỡng ép đột phá đi vào, bản thân này cũng đã trái với thiên địa quy tắc. Hơn nữa hắn còn ra tay, tổn thương như thế nhiều Kiêm Gia kiếm phái cao tầng. Đã đạt đến thiên đạo dễ dàng tha thứ cực hạn. Nếu như càn rỡ nữa tàn sát, sợ rằng thiên đạo sẽ cùng hắn bùng nổ kịch chiến. Lần này ta liền tha các ngươi, nếu như lại còn lần tới, liền đừng trách ta không khách khí. Nhâm Phi Phàm hai tay chắp sau lưng, giọng bình thản, giống như là ở đánh chết tên yếu vậy như vậy ung dung. Diệp Thần cũng lên trước, đi tới Nhâm Phi Phàm bên người. Hắn rất rõ ràng, Nhâm Phi Phàm sở dĩ làm như vậy. Thì không muốn dính nhân quả, rước lấy thiên đạo chú ý. Cái này thế gian vạn vật, luôn có một cái thăng bằng, mà thiên đạo chính là thăng bằng thu chi điểm. Liền liền vũ hoàng cổ đế như vậy đệ nhất thiên hạ nhân vật, cũng sẽ không và thiên đạo đối nghịch, nếu không hắn phải chịu lôi kiếp, nhưng mà lấy trăm lần ngàn lần tới tính toán. Đi thôi, quy tắc của nơi này không cho phép ta ở lâu, phát sinh chuyện ta ở trên đường từ từ nói cho ngươi. Nhâm Phi Phàm dẫn đầu xoay người rời đi, Diệp Thần theo sát phía sau, hắn quay đầu thật sâu nhìn Huyền Cơ Nguyệt một mắt, thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng rời đi. Lần kế, bất kể như thế nào, Huyền Cơ Nguyệt phải chết. Cái này một phiến bầu trời, lại dần dần khôi phục yên tĩnh. Nhưng Kiêm Gia kiếm phái đám người, tâm tình lại không pháp bình tĩnh. Các nàng nhìn mình đầy thương tích Kiêm Gia thánh địa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ai có thể nghĩ đến? Ở huyền hải bên trong không thể một đời đồ vật khổng lồ, lại sẽ bị một cái người ngoại lai đánh được thê thảm như vậy. Có lẽ nói, Kiêm Gia kiếm phái cũng không có các nàng nghĩ cường đại như vậy, cho tới nay, là các nàng ở ngồi giếng nhìn trời thôi. Cùng lúc đó, Diệp Thần đi theo Nhâm Phi Phàm vượt qua hư không lối đi, rốt cục thì rời đi huyền hải cái này mảnh đất giới. Còn không có bước ra nơi này, Diệp Thần liền không nhịn được mở miệng hỏi nói, Nhâm tiền bối. Ngươi là như thế nào tiến vào? Dựa theo hắn nhận biết, cái này huyền hải cần phải là cùng chư thiên vạn giới ngăn cách mở mới đúng. Coi như là trên đời bốn đại cường giả đồng thời hạ xuống, đều không cách nào đánh vỡ thiên đạo quy tắc hạn chế. Chẳng lẽ nói Nhâm Phi Phàm có mạnh nhô lên thiên đạo năng lực sao? Nhâm Phi Phàm chính là cười một cái, giải thích ở huyền hải trong đó hai môn cửu thiên thần thuật đều đã bị lấy ra. Hơn nữa Kiêm Gia kiếm phái gần đoạn thời gian rối loạn không ngừng, suy yếu huyền hải khí vận,
ta mới có thể mịch được một chút kẽ hở, tiến vào nơi này. Diệp Thần mặt lộ vẻ bừng tỉnh, làm Nhâm Phi Phàm hỏi đạt tới vậy hai môn cửu thiên thần thuật là ai lấy được lúc đó, Diệp Thần trung thực cười một tiếng, nói hắn đều có phần. Cái này một tí, ngược lại là đổi thành Nhâm Phi Phàm ngạc nhiên. Đều có phần là ý gì? Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là đơn giản đem mình tìm bảo trải qua nói ra, dùng đầy đủ tới khái quát, chính là hắn lấy được một phần nửa cửu thiên thần thuật. May là lấy Nhâm Phi Phàm định lực, nghe lời nói này, cũng là bật cười khanh khách. Thằng nhóc này không hổ là luân hồi chi chủ, trời xanh liền ủng hộ có đại khí vận. Vận mệnh làm sao và luân hồi so sánh? Ngàn vạn năm tới chưa từng có người tìm được hai môn vô chủ cửu thiên thần thuật, hiện tại thì có một phần nửa đến bên trong tay hắn. Nếu để cho những cái kia người biết, chẳng phải được phát cáu hộc máu bỏ mạng. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, bọn họ cuối cùng từ huyền hải lối đi ra, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Lúc này, Kỷ Tư Thanh cùng Hạ Huyền Thính các người đều đã ở chỗ này chờ, tiểu hoàng trên không trung bay tới bay lui, luôn luôn liền thò đầu ra vừa ý hai mắt. Nhâm tiền bối đã đi huyền hải, hẳn là có thể đem chủ nhân cứu lại được đi. Tiểu hoàng tự lẩm bẩm, không ngừng nhắc tới. Kỷ Tư Thanh lại là đi qua đi lại, thần sắc nóng nảy, cho đến nàng thấy Diệp Thần vậy phá không mà đến bóng người lúc đó, mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Cuối cùng là trở về. Thấy mọi người cũng xông tới, Diệp Thần cười một tiếng, nói ta đã không sao, mọi người yên tâm đi. Hạ Huyền Thịnh đi tới, chắp tay, điện chủ, người không có sao liền tốt. Âm Dương Thần Điện cũng không thể không có ngươi. Không cần lo lắng. Diệp Thần hiếm có chốc lát buông lỏng thời gian, tiểu hoàng hóa ra vốn là bản thể sau đó, cứng rắn là muốn Diệp Thần ôm trước đi một vòng, lúc này mới hài lòng bay đi ăn cơm. Kỷ Tư Thanh chính là đi tới, kéo kéo Diệp Thần vạt áo, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói những gì, rồi sau đó mặt nhỏ đỏ lên, thẹn thùng chạy ra. Diệp Thần cười đáp ứng, ánh mắt ý sâu dài. Ban đêm, hắn dùng nguyện vọng thiên tinh xây dựng ra một phiến tư mật không gian, đem Kỷ Tư Thanh kêu tới, hai người nằm ở đó trên cỏ mềm mại, ngửa mặt trông lên bầu trời đầy sao. Trong đó Diệp Thần thì làm bộ như không biết dáng vẻ, chọc được Kỷ Tư Thanh không nhịn được, mình xoay mình lên. Tối nay ta là chủ nhân, ngươi là ta nô bộc. Kỷ Tư Thanh tức giận nói. Diệp Thần cả người đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới từ trước đến giờ tính tình trầm ổn bình tĩnh Kỷ Tư Thanh, lại có thể sẽ nói ra nói đến đây tới. Không cùng Diệp Thần lên tiếng, nàng liền dẫn đầu phát động một tràng lâu bền chiến tranh. Thời gian hai quân giao phong, hơi làm ngừng nghỉ, ước chừng đại chiến bảy cái hiệp. Vậy trôi lơ lửng tại tinh không đốt tinh thần. Vậy theo cái này cùng kịch liệt chiến đấu chợt tránh chợt diệt, tựa như đọc hiểu chút gì. Bình minh đến, hai người đi thẳng tới ngọn cây bên trên, hội mặt trời mới mọc. Kỷ Tư Thanh đầy mặt hài lòng, nàng nằm ở Diệp Thần bên người, động một cái không nhúc nhích, cả người như mệt lả vậy. Qua hồi lâu, Diệp Thần mới tiến tới nàng bên tai, nhẹ nhàng nói, sau này một mực do ngươi tới làm chủ nhân, như thế nào? Kỷ Tư Thanh mặt lặng lẽ dính vào một chút đỏ ửng. Nàng làm bộ như ngủ, nhưng run rẩy lông mi mau đã bán đứng nàng. Đỏ ửng như mây quang phát ra, ở gò má mặt nàng lặng lẽ tách ra, cùng vậy ra đời mặt trời mới mọc hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Một phen đại chiến kết thúc sau đó, Diệp Thần đi tới Nhâm Phi Phàm động phủ, cùng hắn thương nghị chuyện kế tiếp. Tiểu Hoàng đi theo Diệp Thần bên người, chấp vậy hai cánh bàng, yên lặng lắng nghe. Nhâm Phi Phàm ở Bắc Mãng tổ địa có một tòa mình động phủ. Tu xây ở đó hỗn độn hư không lối vào cạnh, chung quanh có mấy thời không vòng xoáy. Ba đợt thái dương bay lên, ở chỗ này hình thành vô cùng nguy nga cảnh tượng. Nếu là có thể thêm một bộ bàn ghế, bày hai bình rượu ngon, mời hai, ba cái bạn tốt cùng thưởng ngày nói tim, ngược lại cũng không mất là một phen phong nhã. Nhâm Phi Phàm động phủ bố trí được tương đối đơn giản, hắn cự tuyệt ác mộng thần tộc giống chống khua chiêng là hắn thi công điện vũ yêu cầu, lựa chọn một phe này giản phát thiên địa. Lậu phòng mới có thể làm người ta cảnh tỉnh, yên lặng mới có thể gửi người trầm tư. Nhâm Phi Phàm bên người bày một bình trà, lượn lờ hơi nóng quanh quẩn trên đó, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Cái này pha trà một pháp, vẫn là Diệp Thần đề cử cho Nhâm Phi Phàm, cho dù thân là trong trời đất này cường giả đỉnh phong, vậy vẫn có miễn không đi thế tục ưu sầu. Pha một bình trà, nghe mùi thơm, uống trà úp, cả người liền có thể làm đến để chống tâm thần.
Nhâm tiền bối, ta ở huyền hải bên trong gặp khác thường chuyện lạ, còn cần ngươi tới là ta giải đáp. Diệp thần vừa nói, đem như vậy ở trong hư không lấy được đồ lấy ra. Cùng lúc đó, hắn còn nghĩ gặp phải vậy ngai vàng thần bí nam tử là một, nói cùng Nhâm Phi Phàm nghe. Hơn nữa hắn ở thời khắc cuối cùng cứu người nọ, hành tung vậy khá là quỷ dị. Đây hết thảy đủ loại, là đã sớm thiết kế xong, vẫn là trùng hợp đâu. Tràn đầy quá nhiều bí ẩn. Nghe xong Diệp thần giải thích, Nhâm Phi Phàm vậy rơi vào trầm tư. Thần bí ngai vàng, viễn cổ chiến trường, còn có vậy không nói được không nói rõ viễn cổ chuyện. Hết thảy nhân tố tổ hợp chung một chỗ, bao phủ một tầng thần bí lưới sợi bông. Nhâm Phi Phàm thử nghiệm vận dụng suy diễn thuật, giúp Diệp thần tái hiện đi qua, nhưng gặp phải cực lớn lực cản. Vậy âm thầm cản trở người, sợ rằng thực lực không thua chi ta, hắn chính là muốn ngăn cản những người khác xem nhìn sang nơi sự tình phát sinh. Nhâm Phi Phàm thả đụng nhau chốc lát, ngay sau đó rút lui ra khỏi thần niệm. Nếu như cưỡng ép phá vòng vây, hắn có lẽ có thể giải trừ tầng kia cấm chế, nhưng vậy sẽ trả một cái giá thật là lớn. Diệp thần gật đầu một cái, hắn từ vừa mới bắt đầu liền cũng cảm thấy được vậy ngai vàng nam tử lai lịch thần bí, vậy phiến viễn cổ thần ma chiến trường, lại là vượt ra khỏi hôm nay chư thiên vạn giới có thể tham chiến thực lực phạm vi. Có lẽ chỉ có cùng tương lai, mới có thể hoàn toàn giải khai điều bí mật này. Sau đó Diệp thần lại lấy ra một viên thiên trạch thần thụ trái cây, cho Nhâm Phi Phàm. Khi nghe văn huyền hải cấm địa bên trong, còn có cái loại này tồn tại lúc đó, Nhâm Phi Phàm cũng là lớn là giật mình. Ta có lẽ còn muốn đi một chuyến nữa huyền hải, bởi vì ta đáp ứng vậy thiên trạch thần thụ, phải giúp hắn lần nữa phong ấn một cái ác ma, đến lúc đó thuận tiện nghĩ biện pháp diệt trừ cái này huyền cơ nguyệt khí vận vượt xa người thường, mấy lần không chết, cũng nên đem hoàn toàn kết. Thiên trạch thần thụ ở hắn đi ra trước từng có qua giao phó, hơn nữa Diệp thần vậy lập được thiên đạo lời thề. Trong vòng một năm, nhất định phải giúp lần nữa phong ấn kiêm gia thánh tử. Vô luận là tại tình vẫn là tại lý, Diệp thần đều phải thực hiện mình cam kết. Chỉ bất quá hắn hiện tại lo lắng giả thiên ma đế tình huống, cho nên chỉ có thể trước ra huyền hải, giải quyết lửa xém lông mày. Nhâm tiền bối, ma tổ vô thiên bên kia phải chăng có động tĩnh? Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, chờ tay áo bảo gian bắn nhanh ra một tia sáng trắng, từng bức họa đổ chiếu vào vách tường kia trên. Hình ảnh lưu chuyển lúc đó, Diệp thần liền gặp được hắc ám trên quảng trường hình ảnh. Đó là có người động dùng ý niệm chép xuống, ở thủ vệ kia nghiêm ngặt khô lâu cung điện, giả thiên ma đế giống như là một đầu dê con đợi làm thịt, ngồi một mình ở trên đài cao kia, bị động tiếp nhận ma tổ vô thiên đoạt xác. Tiếp theo chính là ma tộc vô thiên leo lên đài cao, mở ra hắc ám cấm chế, đem hai người che phủ ở trong đó, bên ngoài người không cách nào thấy rõ ở trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Xem đến chỗ này, Diệp thần không khỏi nắm chặt quả đấm. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, làm người ta ngạc nhiên chuyện xảy ra, vậy giống như mạng nhện hắc ám cấm chế lại nứt ra, tuyên cáo ma tổ vô thiên đoạt xác thất bại. Thấy một màn này, Diệp thần vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng Nhâm Phi Phàm hỏi, Nhâm Phi Phàm chính là dửng dưng một tiếng, nhắc tới cũng là người bạn kia mình cứu mình, hắn tại gần đoạt xác trước trong lòng có rất nhiều chấp niệm không cách nào buông xuống. Ngưng tụ thành một viên đạo tâm. Sâu trong nội tâm hình thành đạo tâm thì không cách nào theo túc chủ ý chí mà rời đi, làm gặp phải mãnh liệt thần niệm tập kích lúc đó, vậy đạo tâm liền hội triển mở tự mình phản kháng, hơn nữa chấp niệm càng mạnh người, đạo tâm cũng chỉ càng phát ra vững chắc. Nghe lời nói này, Diệp thần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, bây giờ nhìn lại, giả thiên ma đế còn có cứu. Nếu như lúc ấy, xa như vậy cổ thần ma thân thể không có làm tổn hại, hiện tại có lẽ có thể cùng ma tổ vô thiên tiến hành trao đổi. Chỉ tiếc gặp phải thiên lý đòn nghiêm trọng sau đó, vậy cái thần ma khu đã không cách nào trở thành đồ đựng. Diệp thần âm thầm thề, nhất định phải đem giả thiên ma đế cứu ra. Chỉ bất quá cái loại này độ khó không khác nào lên trời, dẫu sao giả thiên ma đế bây giờ bị tống giam tại hắc ám cấm hải, núp ở nhất là cấm kỵ chỗ sâu. Không chỉ có trùng trùng canh giữ, còn có vô số cơ quan ám khí. Ở cung điện này ngay chính giữa có chư thiên vạn giới tuyệt đỉnh cường giả, ma tộc vô thiên chấn thủ. Muốn không bị hắn phát hiện, trừ phi có thể lặng yên không một tiếng động thuận lợi cứu đi giả thiên ma đế, nếu không bất kỳ phương pháp cũng không thể được. Bất quá lần này từ huyền hải sau khi trở về, Diệp thần đối với lần này cứu ngược lại là nhiều chút lòng tin.
bởi vì hắn lấy được cái này thế gian thiên biến vạn hóa, phức tạp nhất đa dạng bụi gai vương miện. Bụi gai vương miện ở cửu thiên thần thuật bên trong, hạng không phải cao nhất, sức chiến đấu cũng không mạnh nhất, nhưng có một nơi nghịch thiên chỗ. Đó chính là biến hóa. Đeo lên bụi gai vương miện, có thể biến thành bất kỳ một người. Một hoa một thế giới, một mộc một vòng hồi. Bụi gai vương miện đản sanh vô thiên địa, tự nhiên, vạn vật, người sáng tạo niên đại đã không thể nào kiểm chứng. Nhưng nơi lưu lại cái này một món mênh mông thần lực, chính là lấy tài liệu tại tự nhiên bên trong, thuộc về thiên địa vạn vật. Chỉ cần vận dụng bụi gai vương miện lực lượng, liền có thể biến ảo thành người ngụy trang, lẻn vào trong đó cứu ra giả thiên ma đế. Hoặc là nói muốn cứu ra giả thiên ma đế, vậy thì được đả thông mấu chốt trong đó. Dẫu sao năm đó, giả thiên ma đế là vì cứu vũ chỉ giao, lúc này mới đáp ứng ma tổ vô thiên nơi nói ra yêu cầu. Chỉ cần có thể đem vũ chỉ giao cứu ra, vậy giả thiên ma đế nhất định sẽ dùng hết toàn lực chạy khỏi cũi, mà không phải là chỉ quyết chí chết. Hắn rất hiểu mình cái này si tình bằng hữu, nguyện ý vì tình cảm chân thành bỏ ra hết thảy. Hắn đem bụi gai vương miện lấy ra, đặt ở Nhâm Phi Phàm trước mặt, huyết quang cuồn cuộn, thần bí lại thâm thúy. Bụi gai vương miện ở nơi nào, một phe này thiên địa liền có thể tự động ngụy trang, ẩn núp, chưa đến nỗi bị người khác phát hiện. Mà vậy phân từ giữa trời đất đản sanh ra quy tắc lực, đủ để phai mờ chỗ này tồn tại, để cho bụi gai vương miện hoàn toàn che giấu tại trong hư không. Đây cũng là bụi gai vương miện thần kỳ thuật, cũng là không trên lực lượng thể hiện. Chỉ bất quá Diệp Thần ở huyền hải bên trong liền gặp một vấn đề khó khăn, hắn không cách nào vận dụng bụi gai vương miện ẩn tính thần thông. Lúc ấy hắn bất quá là hấp thu bụi gai vương miện ẩn chứa một chút lực lượng. Nhưng còn có bộ phận chức năng không có nghiên cứu ra được, thí dụ như vậy chuyển đổi thời không nháy mắt hình lực, còn có không gì không thể ngụy trang thuật. Những thứ này đều là Diệp Thần muốn tìm tòi nghiên cứu bộ phận. Nhâm Phi Phàm nghe vậy, cũng có chút ý động. Đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua cửu thiên thần thuật, hắn cũng muốn kiến thức một tí hắn uy lực chân chính. Hai người ngồi xếp bằng, ở giữa lơ lửng là bụi gai vương miện, hơn nữa có trận pháp ép xuống, không để cho vậy vương miện bên trong ẩn chứa huyết khí phá mây ra. Bụi gai vương miện ở trong biển máu chìm chìm nổi nổi, không có xuất hiện bao lớn dị thường. Nhưng là làm Diệp Thần đem tự thân luân hồi huyết mạch dưới vào trong đó lúc đó, bụi gai vương miện sinh ra bạo động. Nó tựa hồ là sinh ra loại nào đó mâu thuẫn tâm trạng, ngay hoảng hốt, có mênh mông thần lực dâng trào ra, đem những máu kia khí đánh sơ xác. Diệp Thần vậy thia thần niệm bị đánh tan sau đó, cả người tỉnh hồn lại, hắn không hề cam tâm, cắn răng, tiếp tục lộ ra một chút thần hồn. Nhâm Phi Phàm liền ngồi ở một bên, cẩn thận xem. Càng xem, hắn trong mắt hứng thú vẻ cũng chỉ càng dày đặc. Cái này bụi gai vương miện có chút ý tứ, xem người như nhau có tính tình, có lẽ người có thể trực tiếp hơn một ít, xem có thể hay không trấn áp nó, nếu không muốn những biện pháp khác có thể cũng không thể thực hiện được. Nghe Nhâm Phi Phàm nói sau đó, Diệp Thần thay đổi sách lược, trực tiếp điều động nhiều luân hồi huyết mạch, không lại dè đặt dò xét, mà là toàn quân đặt lên, như biển gầm vậy cuồng bạo tấn công tới. Luân hồi huyết mạch cùng bụi gai vương miện lực lượng đối kháng lẫn nhau. Nhưng là cũng không lâu lắm, luân hồi lực lượng bị từ từ làm hao mòn hầu như không còn. Diệp Thần nhíu mày một cái, hắn lộ ra thần niệm, cẩn thận xem xét cái này bụi gai vương miện nhất cử nhất động. Bụi gai vương miện mặc dù có mãnh liệt bài xích tính, nhưng cái này cũng không đại biểu, nó không thể bị hoàn toàn luyện hóa. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ, hắn nặn ra pháp ấn, đạo linh lửa nhan tuyền nhi xuất hiện, đồng thời, mấy đạo phát đạt phù lục đột nhiên tách thả ra, đi đôi với hắn thần hồn cùng, bành trướng thành một đạo dị tôn pháp tướng. Ngập trời mắt thần quét sạch ra, giống như thần minh hạ xuống, nguy nga đổ sộ hề, không thể nhìn thẳng. Lần này, Diệp Thần trực tiếp vận dụng cường ngạnh thủ đoạn, cùng bụi gai vương miện tới trận cứng đối cứng. Hắn vốn là lấy là sẽ có một phen lâu dài dây dưa, lại không nghĩ rằng từ trước đến giờ kiêu ngạo bụi gai vương miện lại có thể kinh sợ. Rồi sau đó Diệp Thần mới nhìn thấy, bụi gai vương miện quan đỉnh sau đó có một đạo không trọn vẹn mảnh vỡ. Chính là cái này lau một cái không lành lặn, để cho bụi gai vương miện nội bộ xuất hiện chút hỗn loạn. Nhâm Phi Phàm cũng nhìn thấy một điểm này. Hắn đưa tay vung ra, triệu hoán cự kình thần thụ. Một đầu to lớn cá voi ngưng tụ thành lớn chừng bàn tay, nhanh chóng chui vào bụi gai vương miện lộ ra ngoài vậy phiến không lành lặn.
Diệp Thần vậy lòng có cảm giác, cho gọi ra vậy nửa bên vạn vật mẫu kiếm quyết, hóa thành một chuôi kiếm nhỏ, giống vậy không có vào trong đó. Vô hình sáng bóng, ở bụi gai vương miện bên trên lưu chuyển, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, nháy mắt tức thì toát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng rực rỡ. Cự kình thần thuật cùng vạn vật mẫu kiếm quyết, đang tự chữa bụi gai vương miện không lành lặn mảnh vỡ. Chỉ như vậy qua một ngày một đêm, làm ánh sáng lại nữa lưu chuyển lúc đó, bụi gai vương miện xu hướng tại đình trệ. Mà Diệp Thần lần nữa đem thần niệm tìm kiếm, lần này, phá vỡ tầng tầng cấm kỵ, hoàn toàn nắm trong tay bụi gai vương miện. Làm Diệp Thần đem mình ý thức, hoàn toàn cùng bụi gai vương miện hòa làm một thể lúc đó, một đạo nhàn nhạt đồ đằng hiển hiện ra. Đó là thuộc về duy nhất bụi gai vương miện màu máu dấu vết, xuất thế một khắc kia, ngoài ngàn dặm, huyết khí sôi trào, mang theo đại lộ tiếng sấm. Mà nơi này thiên đạo quy tắc vậy bắt đầu chủ động hội tụ, biến thành một cái huyết sắc trường long, tại trên bầu trời mắt nhìn xuống chúng sanh. Rất nhiều khu vực võ giả rối rít giật mình, bọn họ cảm nhận được liền vậy cuồn cuộn thiên uy. Phảng phất là từ tinh không chỗ sâu dọc theo người ra ngoài, ào ào, không thể địch nổi. Đó là thuộc về duy nhất cửu thiên thần thuật uy thế, làm một người có cửu thiên thần thuật vượt qua khác biệt lúc đó, là được đưa tới dị tượng như thế. Vậy cổ chấn động hơi thở, rốt cuộc là do cái gì đưa tới? Thật sự là quá kinh khủng. Đúng vậy, ta cũng không biết, căn bản cũng không dám mở thiên nhãn ngắm nhìn, rất có thể sẽ gặp phải cắn trả. Ừ, nếu như ta đoán không sai, đó là cửu thiên thần thuật. Nhưng tựa hồ tất cả cửu thiên thần thuật đều đã ủng có chủ nhân liền đi. Lại không giống như là chư thiên vạn giới chúng sanh vậy gặp được như vậy hư không dị tượng, rối rít đoán được để là do cái gì đưa tới. Mà ở đó cách xa trần thế ồn ào náo động Bắc Mãng tổ địa, Diệp Thần chậm rãi mở cặp mắt ra, con người chỗ sâu có màu máu lưu động, giống như một đóa đóa nở rộ hoa sen, tán phát cao nhất quy tắc thần lực, có thể xuyên thấu thiên địa, thẳng tới vạn cổ. Làm bụi gai vương miện hoàn toàn dung nhập vào huyết mạch hắn lúc đó, vạn vật mẫu kiếm quyết giống vậy cho đáp lại. Hai môn cửu thiên thần thuật hội tụ vào một chỗ, sinh ra trước đó chưa từng có huy hoàng ánh sáng. Diệp Thần cả người còn quấn vô cùng ánh sáng sáng chói, ầm nổ vang, giống như có vô tận ngút trời thần lực, ở hắn thân thể bên trong xuyên tới xuyên lui. Cửu thiên thần thuật, uy lực vô cùng, hỗn độn sơ khai, hồng mông thủy nguyên. Như vậy vô thượng thần thuật công pháp, có như nhau, chính là thiên đại cơ duyên. Tựa hồ là tất cả thần thông tới giữa, đều có liên hệ nào đó. Giờ phút này Diệp Thần sau lưng, có bụi gai vương miện xen kẽ. Vạn vật mẫu kiếm quyết chậm rãi phi hành, ngay sau đó chính là vô tận Phật quang lao nhanh ra, mặt mũi hiền lành đại Phật, chắp hai tay, chấn nhiếp thiên địa. Tầng mây bên trong, một đạo kim sắc trường ấn từ trên trời hạ xuống, mạnh mẽ mênh mông, cơ hồ cắt đứt vạn cổ, độc trưởng tương lai. 4. Năm môn cường đại đến khó có thể dùng lời diễn tả được thần thông, ở Diệp Thần bên người tiếp liền hiện lên, thay nhau nổ vang. Những thứ này thần thông bảo thuật. Mình tới giữa đều có liên hệ nào đó, tựa như đã sớm sắp xếp xong xuôi vậy, hội tụ tới một chỗ, là được bùng nổ thần thánh lực lượng. Rút dây động rừng, do điểm đến mặt, từ cổ xuyên qua đến bây giờ, Diệp Thần tựa như trải qua mấy đời luân hồi, thể nghiệm được đời người đều không hết sức giống nhau. Làm hắn mở hai mắt ra lúc đó, trong thiên địa bể dâu cùng biến đổi chợt lóe lên, khiến cho nhìn qua thần bí thâm thúy, không thể tra xem. Nhâm tiền bối. Cái này bụi gai vương miện trong đó đổi, đưa ra hai loại biến hóa hình thái, cũng phải có thực thay đổi, hai là vô hình thay đổi, cái này hai loại biến đổi, rốt cuộc ai làm gốc nguyên? Ai là thứ yếu? Diệp Thần lúc này chậm rãi mở miệng, hướng Nhâm Phi Phàm nói ra nghi ngờ trong lòng. Hắn là ở ngộ đạo, cũng là đang tìm cầu chỉ rõ. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, tiếp theo chìa tay ra, tùy ý vẽ ra một cái màu trắng vòng tròn. Ngươi nói ta ngón này. Là hữu hình vẫn là vô hình. Diệp Thần trầm tư hồi lâu, đáp là vô hình. Linh lực này vòng sáng, tuy nói là do Nhâm Phi Phàm linh khí biến thành, nhưng làm hắn thoát khỏi Nhâm Phi Phàm thân thể một khắc kia, đã trở thành vật vô hình, dung nhập vào thiên địa này bên trong, cho nên là vô hình. Nhưng Nhâm Phi Phàm nghe được này cùng câu trả lời, lại là lắc đầu một cái, hắn sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, nói. Không đúng, nó nhưng thật ra là hữu hình. Diệp Thần nhất thời nghi ngờ không rõ ràng, như vậy vòng sáng diễn hóa sau khi đi ra, không phải là biến thành vô hình lơ lửng vật sao?
lại có vì sao hình thái có thể nói. Nhâm Phi Phàm lần nữa xé một nhỏ phiến hư không, đem vậy không gian mảnh vỡ lấy tới, nhẹ nhàng vắt ngang ở thực tế cùng hư ảo tới giữa. Chỉ gặp vậy trong suốt thời không mảnh vỡ, biến đổi ra không thiếu loại màu sắc, giống như là hai bên con sông sông lên soát mà qua, tối sầm một trắng, lộ vẻ được vô cùng là kinh người. Ngươi xem, cái này mảnh vỡ mặc dù thoát thai tại vô hình tới giữa, nhưng ngươi như đem nó thả vào một cái khác hoàn cảnh bên trong, tiếp nhận cái khác vật chất cọ rửa, là được lột xác thành hữu hình vật. Nhâm Phi Phàm giải thích, lại đem bể tan tành hư không chậm rãi tự chữa tốt, lần này mới dần dần quy về vô hình. Thụ giáo. Diệp Thần hoảng hốt tới giữa, tựa hồ là rõ ràng. Nhưng nếu là tỉ mỉ tới xem, lại chưa có hoàn toàn hiểu được. Này cùng quy tắc, thật sự là huyền diệu cao nhất, bí ẩn vô cùng. Vừa là đổi, lại là không thay đổi, vừa có thể đổi, lại cũng không đổi. Diệp Thần tự lẩm bẩm, cặp mắt đổi được càng ngày càng sáng ngời. Đây có hình cùng vô hình nói đến, từ trình độ nào đó tới xem là một loại luận điệu hoang đường. Bởi vì hữu hình cùng vô hình, là căn cứ chỗ ở không gian, thời gian cùng với thế giới phán đoán. Đạt được Nhâm Phi Phàm chỉ điểm sau đó, Diệp Thần có chút hiểu ra, ở một phiến hoang vu trong hư không, hắn hít sâu một hơi, cả người dần dần cùng tinh thần hòa làm một thể. Thể xác cắt chi, thần hồn mất đi, cái này là hiện lên tại mặt ngoài một tầng giả tưởng, chân chính bên trong, chính là cùng Ngân Hà hòa làm một thể. Tinh thần là mắt, Ngân Hà là máu. Mà vũ trụ hài cốt, chính là thành Diệp Thần ý niệm tái thể. Năm tháng lưu chuyển, một cái chớp mắt ánh sáng rực rỡ, thời gian vội vã mà qua. Diệp Thần đem toàn thân mình tim đều đắm chìm đến bên trong, nhìn thấu vũ trụ bản chất, thần hồn lực lượng vậy đi theo tăng cường. Ở hắn thế giới trong đó, mấy ngàn năm thời gian thoáng qua rồi biến mất, mà hắn vậy thể nghiệm được mọi người thế gian chua ngọt đắng cay, vui buồn hợp tan. Cái gọi là đổi cùng không thay đổi. Ở hắn nơi này đã không đứng vững. Thay đổi là thế gian vạn vật, cuộc bể dâu, mà không đổi, cho mình viên kia từ đầu đến cuối như một đạo tâm. Diệp Thần tựa hồ là hiểu được lớp này vũ trụ triết lý, che giấu tại trong hư không thân hình, chậm rãi ngưng tụ ra. Bụi gai vương miện đeo vào hắn trên đỉnh đầu, như ẩn như hiện, mang theo một cổ không thể so sánh hơi thở bá đạo. Làm Diệp Thần lần nữa trở lại thế giới hiện thật thời điểm. Nhâm Phi Phàm đám người đã ở chỗ này chờ. Nhâm Phi Phàm hết sức rõ ràng, lần này cứu, Diệp Thần là tất đi không thể, hắn thân là thế giới này cao cấp cường giả, dính liền quá nhiều nhân quả, tất cả động tác cũng sẽ làm động tới trên đời ánh mắt. Nếu như hắn đi, sợ rằng sẽ cho Diệp Thần tạo thành không cần thiết phiền toái. Nhưng để mặc cho Diệp Thần một người đi, Nhâm Phi Phàm lại không yên tâm, cho nên truyền đạo một chút linh niệm tới Thái Thượng Thế Giới, kêu tới thân Đồ Uyển Nhi. Diệp Thần thấy thân Đồ Uyển Nhi sau đó, cũng là sững sờ. Hắn còn lấy là con bé này muốn chém đoạn qua lại tất cả tơ tình, cùng hắn cuộc đời này lại nữa gặp nhau đâu. Thân Đồ Uyển Nhi vẫn là một như thường lệ ngạo kiều, nàng ngẩng lên tinh xảo cằm, khe khẽ hừ một tiếng. Nếu không phải Nhâm tiền bối hết sức mời, ta là sẽ không đáp ứng tới giúp ngươi một tay. Thân Đồ Uyển Nhi bày tư thái, không khỏi hừ lạnh nói. Thân Đồ Uyển Nhi kiêu ngạo hình dáng, để cho Diệp Thần là dở khóc dở cười, bất quá cái này cũng có thể từ mặt bên chứng minh, nàng đối Diệp Thần là chân tâm thật ý, nếu không làm sao có thể vừa nghe đến Diệp Thần gặp nguy hiểm, liền lập tức hăng hái không để ý thân chạy tới. Có người miệng so đao còn cứng rắn, tim so với đậu hũ còn mềm. Lần này đi trước Hắc Ám Cấm Hải, chắc là gian nan trọng trọng, cho nên Diệp Thần nhất định phải lập ra cặn kẽ kín đáo kế hoạch, mới có thể bảo đảm an toàn trở về. Hắn phải làm, là cứu giả thiên ma đế nhất là coi trọng đồ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn hồi tâm chuyển ý. Đối với giả thiên ma đế mà nói, nhất là không yên tâm chính là vũ chỉ giao, chỉ cần có thể xử lý tốt vũ chỉ giao sự việc, vậy thì có thể để cho giả thiên ma đế cùng theo hắn cùng nhau, chạy ra khỏi Hắc Ám Cấm Hải. Nếu không, giả thiên ma đế là tuyệt đối sẽ không rời đi cựu Nhật Minh. Diệp Thần và thân Đồ Uyển Nhi tạo thành hợp tác. Hơn nữa có tiểu hoàng làm tiếp viện quân, có thể mặc thoi tại thực tế và mộng tới giữa, là bọn họ cung cấp tiếp viện. Hơn nữa lần này tiểu hoàng từ Bắc Mãng tổ địa bên trong, lấy được một phần bí mật đồ. Đó là ác mộng thần tộc một vị lão tổ truyền xuống, tục truyền năm đó đã từng tiến vào qua Hắc Ám Cấm Hải vậy liên tiếp cấm địa. Hơn nữa lợi dụng ác mộng thần tộc thiên phú kỹ năng,
ghi chép xuống mấy chỗ kia nối liền chung một chỗ đất thần bí. Tiểu hoàng là ác mộng thần tộc trong đó, thiên phú nhất là hậu bối kiệt xuất con em, vì vậy nó có thể lần nữa tiến vào cái này bức cổ đồ mộng không gian, tìm được đi vào đường. Lần này đi hắc ám cấm hải, chúng ta phải đi vô cùng rậm rạp hư không lối đi, xuyên qua gió bão lôi biển, thẳng tới cựu Nhật Minh tổng đàn. Tiểu hoàng nghiêm túc lại nghiêm túc nói, hơn nữa liệt ra tuyến đường đi. Mà căn cứ Diệp Thần nơi suy diễn ra thiên cơ vị trí, Vũ Chỉ Giao bị tống giam ở một nơi thành trì trong đó. Tòa thành kia, vừa vặn ở nơi này chút cấm địa cuối. Thuộc về cựu Nhật Minh tổng đàn bịt kín không gian bên trong. Mấy người đều là gật đầu một cái, bọn họ tự nhiên biết trong này hung hiểm, xa không tầm thường cấm địa có thể so với. Hắc ám cấm hải bên trong, rất nhiều địa bàn cũng lệ thuộc tại cựu Nhật Minh, thế lực cực kỳ to lớn. Vì vậy muốn từ tầm thường tuyến đường tiến vào, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Duy nhất biện pháp, bắt đầu từ mấy chỗ kia cấm địa xuyên qua, lặng yên không một tiếng động đến tổng đàn trong đó. Vũ Chỉ Giao chính là bị ma tổ vô thiên tống giam ở trong đó, bày ra hơn tầng cấm chế, hiển nhiên là không muốn cho những người khác một chút cơ hội. Bọn họ muốn từ nơi này cùng nơi hung hiểm trong đó, bình yên vô sự cứu ra Vũ Chỉ Giao, hơn nữa còn không bị ma tổ vô thiên phát hiện. Nơi đây độ khó, có thể tưởng tượng được. Chúng ta nhất định phải xuyên qua cái này phiến biển sao. Thân Độ Uyển Nhi cau một cái đôi mi thanh tú, nói, nơi này chính là vô cùng nguy hiểm, đã từng có cấm kỵ tồn tại ra đời qua, hơn nữa để lại ma hồn hạt giống, tục truyền người đi vào cũng sẽ bị những ma khí kia chiếm đoạt, hồn bất phụ thể, từ đó đổi được tinh thần phân liệt. Cái này phiến bóng tối đại dương xa gần nổi tiếng, mười phần sợ hãi. Liền cả ngày quân cấp cường giả khác tiến vào trong đó, vậy thật tốt tốt ước lượng. Cho nên cái này thì cần luân hồi chi chủ đại khí vận, đủ chống đỡ các ngươi vượt qua cửa này, đổi những người khác, thật khó mà nói. Nhâm Phi Phàm bàn tay lộn một cái, lấy ra một cây trắng tinh lông vũ, mặc dù dụng bản thể, nhưng vẫn tản ra óng ánh sáng bóng. Đây là từ viễn cổ máu hoàng trên mình rớt xuống lông vũ, có thể quay mũi hư không hắc động, ngươi cầm xong. Đến lúc đó không muốn lâm vào hư không cạm bẫy bên trong, một khi rơi vào, muốn thoát thân sẽ rất khó. Nhâm Phi Phàm đem như vậy bảo vật giao cho Diệp Thần, hơn nữa có tiểu hoàng dẫn đường, tùy thời có thể trốn vào mộng bên trong, đổ cũng có mấy phần chắc chắn. Thân Độ Uyển Nhi còn có võ uy thiên kiếm, thời khắc mấu chốt dùng đến, có thể đưa đến ngoài ý liệu hiệu quả. Vô luận như thế nào, trước để bảo đảm mình an toàn là trước sách. Dẫu sao chúng ta lần này đi trước nhưng mà cựu Nhật Minh trụ sở chính, cắt không thể khinh thường. Diệp Thần nghiêm giọng nói. Sau đó mấy người ở Nhâm Phi Phàm hộ tống dưới, đi tới hắc ám cấm hải bên bờ. Cửa vào phương hướng có một tòa núi tuyết, nơi đó đã từng là chư thiên vạn giới hình phạt chi địa, chất đầy thật mệt mỏi xương trắng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng còn có người bị treo ở nơi đó, thân thể trần truồng, cả người nhuốm máu, thoi thóp. Thấy cảnh này, Diệp Thần chỉ là liếc mắt một cái, liền cùng Thân Độ Uyển Nhi bắt tay rời đi, Tiểu Hoàng ở trước mặt dẫn đường. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ đi một lần hề không trở lại. Tiểu Hoàng thấy vậy đầy trời lôi kiếp ma vân, trong lòng không khỏi được nhớ lại một câu chủ nhân nhắc tới qua thi từ. Bọn họ lần này đi trước, thật vẫn là cửu tử nhất sanh à. Diệp Thần ở sau lưng nó, nghe cái này đau buồn thi từ, ngẩng đầu liền thưởng Tiểu Hoàng một cái bạo lật. Miệng mắm muối, hai câu này nói đúng ám sát thất bại, có đi mà không có về. Tiểu hoàng nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai là như vậy, khó trách đọc sao có điểm là lạ. Tiểu hoàng đích nói mấy câu, lập tức cầm chuyện này quên mất. Chủ nhân, chúng ta lúc nào đánh ra? Tiểu hoàng suy tính chốc lát, xoay người hỏi. Diệp Thần cùng Thân Độ Uyển Nhi nhìn vậy vô cùng vô tận hư không, sấm chớp mưa bão, đều là mặt đầy ngưng trọng. Bọn họ muốn từ đây chỗ đi xuyên qua, liền phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Đi, chúng ta lên. Diệp Thần lượm mấy bộ quần áo, sau đó một tay cầm kiếm, một tay kia nặn động pháp quyết, xông vào cái này sấm chớp mưa bão trong đó. Thân Độ Uyển Nhi theo sát phía sau, võ uy thiên kiếm tách thả ra sáng chói ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt để cho thời không đình trệ. Tiểu hoàng giống vậy không cam chịu lạc hậu, thân thể chấn động, vô hình ác mộng lực, nhanh chóng lan truyền. Vần quanh ở mấy người chung quanh. Nơi này không cũng chỉ có sấm chớp mưa bão, còn có đại tuyết bao trùm, gió lạnh gào thét, băng xương đập vào mặt.
Sức lực gió như sư tử gầm, chấn triệt chân trời, mà phía dưới vô tận trong núi rừng, bóng đen lan tràn, trải thành một cái màn đêm trầm trầm tuyến. Mây đen trầm trầm, giống như mà thế hạ xuống, cũng mau đem mảnh thiên địa này cho chen làm thịt, vô cùng vô tận sát khí lan tràn ra, tại cái này ở giữa thiên địa, buộc vòng quanh sát ý. Tiểu hoàng nhìn lần này dáng vẻ, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn thì trở nên được ngưng trọng, nó thân là ác mộng thần tộc thánh tử, dĩ nhiên biết được như vậy biến cố ý vị như thế nào. Chủ nhân, thần đồ cô nương, hắc ám cấm hải sấm chớp mưa bão cũng nhanh thành hình. Chúng ta chỉ có thể kiên quyết đương đầu, các ngươi trốn ta mộng ảnh trong ảo cảnh mặt tới. Tiểu hoàng tốc độ càng lúc càng nhanh, từ đó dẫn được không gian chấn động, ảo mộng vậy lực lượng, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chúng ta mau vào đi. Diệp thần kéo thần đồ Uyển Nhi tiến vào cái này mờ mịt ảo cảnh trong đó, tạm thời né tránh sấm chớp mưa bão. Ở trong nháy mắt kia, tiểu hoàng bên trái nhảy bên phải nhảy, tại cái này lôi biển bên trong bày ra hơn 10 loại ảo cảnh, bọn họ có thể ở nơi này bên trong tùy ý nhảy. Diệp thần kéo thần đồ Uyển Nhi tay, ở nơi này trong hư không chăn trở xê dịch, hơn nữa lấy luân hồi máu, dành cho nó lực lượng. Tiểu hoàng xem đánh máu gà như nhau, mang bọn họ hai người xuyên qua nơi này. Nhưng là ở nơi này hư không sấm chớp mưa bão cuối, bọn họ gặp một cái sừng sững ở sấm sét trong đó bóng người. Đó lại là ma tổ vô thiên lưu lại một viên ma chồng, đi qua sấm chớp mưa bão phong vân thai nghén, biến thành hình người. Đối với có uy hiếp sự vật, hắn dĩ nhiên muốn cho ngăn cản. Diệp thần đang dự định động dùng thủ đoạn, cho sát chiêu, lại không nghĩ rằng từ vậy hư không sau đó, có một người chậm rãi đi ra. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi lại còn có mặt tới nơi này, mưu toàn từ sấm chớp mưa bão không gian tiến vào ta cựu Nhật Minh sao. Đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Đi ra ngoài người này là ma tổ vô thiên dưới quyền 16 ma tướng một trong, được gọi là sấm chớp mưa bão tướng quân, lực rút ra núi hề khí cái thế, có thể thông thiên địa đạt âm dương. Diệp thần động cũng không động, hắn biết được cái này hắc ám cấm hải các nơi cấm địa đều có người, gặp phải bởi vì lực cản cũng là chuyện sớm hay muộn. Người chớ có lấy là, ma tổ đại nhân chiếm đoạt sau khi thất bại, liền sẽ chưa gượng dậy nổi. Đó là không thể nào. Ngoài ra lại có một người đi ra, đồng dạng là 16 ma tướng một người trong đó, cuồng mưa ma tướng. Hắn xuất hiện ở một ngọn núi bên trên, áo bào đen thêm thân, trước mắt nghiêm nghị. Muốn đi tìm cái chết có biện pháp gì? Còn thật làm chỗ này địa phương không người trấn thủ sao? Ha ha, luân hồi chi chủ, người chỉ tính theo ý mình có thể đánh lầm rồi. Hạng ba ma tướng đi ra. Lúc này mới để cho Diệp Thần cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Cuối cùng lại có một tên ma tướng đi ra, đó là một tên cô gái tóc đỏ, nàng vóc người thướt tha, mái tóc dài tới eo, nùng trang diễm mạt, yêu ý phi phàm. Nhưng ánh mắt nhưng là 10 phần ác độc tàn bạo. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, những người này có thể không được tốt đối phó, mấy đạo thân ảnh san sát phu lôi bạo đỉnh cấp, có người ma khí dọn ra, còn có người lâm uyên chí đỉnh, sâu không lường được. Cái này bốn người phảng phất là lấy được loại nào đó triệu hoán vậy, đủ hạ xuống nơi đây. Gió lớn mau mưa, sấm sét điện tránh. Phong vũ lôi điện, bốn đại ma đem, có thể nói là thực lực phi phàm, ở ma tổ vô thiên dưới quyền nhiều năm, đã sớm có cực mạnh ăn ý. Bọn họ thực lực, cũng đã là nửa bước thiên quân cấp bậc, hơn nữa chấn thủ cái này phiến sấm chớp mưa bão chi địa, cùng thiên địa tương thông. Các vị, cái này luân hồi chi chủ khắp nơi cùng ta cựu Nhật Minh đối nghịch, nếu hôm nay hắn tự chui đầu vào lưới, vậy chúng ta liền liên thủ đem tiêu diệt. Chúng ta tới giữa có cái gì ân oán, lưu đến ngày sau tính lại. Vậy cuồng phong ma tướng nói như vậy. Được, trước diệt ngoại địch. Ngày hôm nay nếu để cho cái này luân hồi chi chủ sống sót, chính là chúng ta sơ sót. Mấy tên ma tướng rối rít đáp. Diệp thần chính là hừ lạnh một tiếng, lộ ra bàn tay, vô cùng vang vang. Chỉ bằng các ngươi muốn ngăn ta lại, mộng tưởng hảo huyền. Hắn trên mình nhất thời bộc phát ra một hồi động trời khí thế, khí thôn sơn hà, vô cùng vĩ đại. Thuộc về duy nhất luân hồi chi chủ khí thế, ở chỗ này hoàn toàn bung ra, sáu đạo thâu tóm trong đó, bát hoang làm chìm nổi. Huyết long hư ảnh mơ hồ hiện lên ở sau lưng hắn. Bên kia thần đồ Uyển Nhi, cũng là triệu hoán ra võ uy thiên kiếm, thần sắc hờ hững. Nàng là thân đồ gia tộc thánh nữ, thái thượng thế giới cao cấp thiên kiêu, tuy còn không thành công vừa được như vậy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bước,
nhưng là đối diện mấy tên ma tướng, còn thật không tư cách để cho nàng sợ. Mấy tên hạ giới con kiến hôi mà thôi, khua kiếm liền chém tới. Thân độ Uyển Nhi hời hợt lời nói chọc giận bọn họ. Miệng ra cuồng ngôn, đợi một hồi ngươi nằm trên đất không dậy nổi thời điểm, cũng chớ có cầu xin tha thứ. Vậy sấm chớp mưa bão ma tướng tính cách vô cùng là nóng nảy, mở miệng lúc đó, cũng đã giết tới, thân hình như sấm vậy mau lẹ. Hắn mục tiêu bất ngờ là Diệp Thần. Luân hồi chi chủ trên mình có rất nhiều bảo bối, mọi thứ cũng vô cùng là chân quý, bây giờ đối phương tiến vào địa giới của bọn họ, vậy thì được dê con đợi làm thịt. Nhưng là luôn có người so sấm chớp mưa bão ma tướng nhanh hơn, tại im hơi lặng tiếng lúc đó, xé ra một đạo hư không kẽ hở, ma quang ngang nhiên chém ra, rơi vào Diệp Thần sau lưng. Quá trình này hết sức nhanh chóng, căn bản là để cho người phản ứng không kịp nữa. Nhưng Diệp Thần là người thế nào, hắn đã sớm phát giác hư không sau lưng dị động, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trước sắp một bước trở tay bổ tới, Long Uyên Thiên Kiếm lên huyết quang chợt lóe lên, dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Ngay sau đó, máu tươi lưu loát, rối rít mà rơi, vậy đánh lén người bị Diệp Thần chém thành hai nửa, hình thần câu diệt. Muốn giết ta có thể trực tiếp dùng quang minh chánh đại thủ đoạn, không cần phải lén lén lút lút, còn bỏ mạng. Diệp Thần thu hồi kiếm, nhàn nhạt nói. Còn lại mấy tên ma tướng cũng nhanh chóng tới, đi tới Diệp Thần bên cạnh, thần sắc gay gắt, như lâm đại địch. Mới vừa rồi đánh lén Diệp Thần người, là ma điện ma tướng dưới quyền, được gọi là vương sát thủ, thi hành qua không thiếu nhiệm vụ. Nhưng là ở Diệp Thần dưới quyền, nhưng không chống nổi một chiêu, quả thực là có chút khủng bố. Diệp Thần cho thấy phong tư cùng thần thái, quả thật có đế hoàng dung mạo. Hắn bản thân tu vi cũng không có cường đại dường nào, nhưng là nắm giữ vũ khí cùng thần thông, đều là giữa trời đất nhất là cao cấp. Hết thảy tất cả, cũng hóa thành dị tượng, mười phần quỷ dị, đáng sợ. Cuồng phong ma tướng đánh ra thế đại lực trầm một quyền, điều động vô tận gió lốc lớn, khiến cho không ngừng xoay tròn, nháy mắt tức thì cuốn sạch thiên địa, chung quanh hư không nước lũ cũng hóa là cho tàn. Cùng lúc đó, mưa xối xả ma tướng cùng ma điện ma tướng, đồng thời ra tay. Mưa như chút nước mưa to, thoáng qua tới giữa liền ngưng tụ thành một nơi thánh quang lóng lánh quy tắc. Oanh ùng ùng, bên tai không dứt. Dường như muốn đem cái này sấm chớp mưa bão hư không hoàn toàn chìm ngập. Đối mặt này cùng động trời thế công, thân độ Uyển Nhi dẫn đầu nghênh chiến, võ uy thiên kiếm, chính là cái này trên đời lực sát thương mạnh nhất mấy đại thiên kiếm một trong, cũng là thân đồ gia tộc triều đại đời trước dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Võ uy thiên động. Thân độ Uyển Nhi trong tay võ uy thiên kiếm, rộng rãi như bạc, trong thoáng qua ánh sáng rực rỡ, hiểu rõ cổ kim, rất có viễn cổ phong thái của chiến thần. Nàng vung ra một kiếm, kinh khủng khí cơ ngay tức thì lan tràn, giống như thủy triều vậy thông suốt, căn bản là không dừng được. Hình như là một tôn tuyệt thế võ thần, đem muốn tránh thoát cũi, phá không xuất thế, như vậy vô địch tư thái, để cho cả thế giới cũng làm run rẩy. Diệp Thần mặt lộ vẻ nụ cười. Nhìn hết thảy các thứ này, một chút đều không lo lắng, bằng vào thân độ Uyển Nhi thực lực, ung dung đối phó cái này mấy tên ma tướng, vẫn là không nói ở đây. Không tốt. Vậy mấy tên ma tướng cảm nhận được liền không thể địch nổi thiên địa khí thế, ngay tức thì rối rít rút lui, nhưng ở cái này sấm chớp mưa bão không gian bên trong khắp nơi đều là mênh mông rộng rãi đất bằng phẳng, lại nơi nào có thể ngăn trở. Bọn họ cắn răng, lấy thân là thuẫn, gió lớn mau mưa, sấm sét đan sen. Vào lúc này hội tụ thành một tấm màu vàng kim lưới lớn. Vậy lưới lớn lấy hư không làm địa giới, hấp thu trời trăng sao ánh sáng rực rỡ, trong mơ hồ phá không mà ra, thanh thế mười phần thật lớn. Vậy mở to lưới chặn lại võ uy thiên kiếm lưu lại tất cả thế công, hai bên đụng chạm kịch liệt sau đó, lấy kiếm khí tan biến mà chấm dứt. Mà một khắc sau, hư không tựa như ẩn thân vậy, kinh khủng khí cơ tràn ngập ra, chuyện tới khắp nơi, làm cho không người nào có thể tương đương. Một tiếng vang thật lớn, từ đầu xa truyền tới, dường như muốn thông suốt toàn bộ sấm chớp mưa bão không gian, điếc tai nhức óc, mười phần đáng sợ. Vậy một tấm màu vàng lưới lớn, chẳng biết lúc nào xuyên phá tới, đột ngột xuất hiện, thật là phải đem mảnh thiên địa này hoàn toàn bao trùm. Mà hắn sở đối chính xác mục tiêu, chính là Diệp Thần cùng thân độ Uyển Nhi hai người. Màu vàng kia lưới lớn nhiều lần biến đổi, tại hư không cấm địa chỗ sâu, huyễn hóa thành một chiếc thuyền to. Đạp gió dễ sóng, có cuồng mãnh sương mù thúc giục hắn đi tới trước, xông lên được bốn phương tám hướng, cũng xuất hiện màu đen lỗ thủng.
Phong Vũ Lôi Điện bốn tên ma tướng, nơi liên thủ mà chế tạo ra ý định giết người, đủ đã đem bất kỳ một tên mới vừa bước vào thiên quân cường giả đánh thành mảnh vỡ. Những người này, còn thật lấy là thả ra như một chiêu này là có thể làm ta thế nào sao? Diệp Thần ở trong lòng cười nhạt, cùng lúc đó, vậy chiếm cứ bất động huyết long hư ảnh, vậy thông suốt phóng lên cao, khí thế mười phần kinh người. Thần Độ Uyển Nhi tay cầm võ uy thiên kiếm, lưu loát, chút nào không gặp hốt hoảng. Nàng một kiếm này vung xuống, huyễn hóa ra võ uy thiên thần pháp tướng, uy nghiêm cuồn cuộn, nghiêm nghị, bất ngờ mở ra hai tròng mắt lúc đó, có chừng muôn vàn quang luân phun trào. Vô số ngôi sao, cuồn cuộn rơi, vô tận ngân hà, lao nhanh tới. Cái này một ngập trời dị tượng, làm cho cả sấm chớp mưa bão không gian ý cuồng bạo, cũng ảm đạm biến mất. Chỉ nghe được rào rào thanh âm không ngừng vang lên, đó không phải là con sông thành biển, nước lạc thành giang, mà là từ vậy bên trong rơi xuống đi ra ngoài lôi tương. Màu tím lôi tương sền sệt như máu, trong nháy mắt tức hết sức tách thả ra, cuồn cuộn không ngừng, căn bản không người có thể tương đương. Cái này hai tên rốt cuộc là ăn gì lớn lên, thực lực lại mạnh như vậy. Cuồng phong ma tướng cắn răng nghiến lợi, hắn thật là thúc dục trong cơ thể tất cả ma lực, cùng cái này sấm chớp mưa bão không gian hô ứng lẫn nhau, kết ra một tấm hư không đại trận. Nhưng là ở nơi này chờ tình cảnh dưới, lại còn cầm hắn hai người chúng ta không thể làm gì. Quái vật, quả thực là quái vật. Ngày trước tế cuốn lên cuồng lưu, mang theo kim quang lóng lánh, còn có thao thao bất tuyệt sông lớn lực, ngang nhiên tới. Kim quang lưới lớn nơi kết thành trận pháp. Bị xé nát thành trần, tung bay ư mà không có thể tìm ra hắn tung. Mà vậy bốn tên ma tướng vậy nhanh chóng rơi xuống đi ra ngoài, hơi thở uể oải tới cực điểm. Gió lớn mau mưa, phòng vũ lôi điện, bọn họ gom đủ tất cả dị tượng, có vô cùng minh mông tự nhiên lực. Nhưng là ở luân hồi chi chủ cùng võ uy thiên kiếm kết hợp dưới, như cũ lộ vẻ được không chịu nổi một kích. Đây chính là luân hồi lực lượng sao? Các ngươi không phải. Không phải còn chưa từng đạt tới loại cảnh giới đó sao? Vì sao sẽ? Ma điện ma tướng nặng nề té xuống, nếu không phải còn có một phiến hư không sóng gợn tiếp theo hắn, sợ rằng đã sớm tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Diệp Thần cứ như vậy đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn ra xa, trong tay hắn thiên kiếm thu hồi trong vỏ, nhưng là nhưng đang ngưng tụ trước thế, chỉ cần kiếm nhất ra khỏi vỏ, là được tàn sát chúng sanh. Khí thế bàng bạc mãnh liệt tiếng vang như sấm. Chống đỡ luân hồi khí phách, không ngừng xé rách cái này phiến thương khung. Bốn đại ma đem toàn bộ chiến bại, bọn họ tuy có không cam lòng nhưng chỉ có thể tiếp nhận cái này chờ kết quả. Ngay sau đó Diệp Thần vận dụng hư không lực lượng, thêm tới đạo linh lửa nhan tuyền nhi phong tỏa, đem bọn họ vây ở cái này mảnh đất giới, ít nhất phải cùng 7 ngày 7 đêm sau đó mới có thể xông phá. Cái này phân lực lượng, quá đáng sợ. Mấy tên ma tướng, tất cả đều là lòng có cảm giác. Bọn họ cái này mấy người lẫn nhau là toàn thể, chung nhau ra tay, cần ở hoàn cảnh đặc định dưới mới có thể áp chế đối thủ, mượn này mới xâm nhập vào 16 ma tướng nhóm. Còn lại 12 người, cũng đều là một người một ngựa, bằng vào mình bản lãnh, thu được ma tướng vị trí. Thí dụ như vậy chết ở Diệp Thần trong tay Kim Xà Lang Quân, lại là 16 ma tướng trong đó, thực lực so với là cao cường tồn tại. Ban đầu Kim Xà Lang Quân lấy là có thể chế trụ Diệp Thần. Đi liền đến vậy âm hồn ao đầm, mưu toàn đem tất cả công lao chiếm làm của mình. Cuối cùng nhưng ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Mà hiện tại cái này bốn đại ma đem như cũ như vậy, đối với Diệp Thần, có nồng nặc khinh thị chi tâm. Như vậy khinh thị, cuối cùng đưa đến bọn họ thất bại. Diệp Thần cùng thân Độ Uyển Nhi không có phí bao lớn khí lực liền xông qua ải thứ nhất, rất nhanh tiếp tục hướng bên trong tiến về trước. Muốn xông qua như vậy đầm rồng hang hổ. Bọn họ phải lấy nhanh nhất tốc độ làm được không quấy rầy, không ngừng chạy, nếu không một khi bị đại quân phát hiện, rất khó phá vòng vây. Trọng yếu nhất chính là, khi đó các nàng vậy sẽ gặp phải ma tổ vô thiên chú ý, muốn cứu đi vũ chỉ giao thì càng là khó lại càng khó hơn. Tiểu hoàng nơi bệnh ra mộng, có thể tạm thời để cho người chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hai người một thú thoát đi nơi này, ở vượt qua hư không trong quá trình. Thân Độ Uyển Nhi không chỉ có nhìn nhiều Diệp Thần hai mắt. Ngươi thực lực, tựa hồ lại có rất lớn tăng trưởng. Thân Độ Uyển Nhi không nhịn được mở miệng hỏi nói. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không nói nhiều, ngược lại quay đầu, hỏi tới Thân Độ Uyển Nhi tình trạng gần đây.
thân đồ Uyển Nhi nương thân bị Vạn Khư Thần Điện tống giam, toàn bộ thân đồ gia tộc quần long không đầu, loạn thành nhất đoàn, cũng không biết phát triển sau này tình huống rốt cuộc như thế nào. Thân đồ Uyển Nhi thở dài, còn có thể thế nào, không phải là bộ dáng kia sao, không ít người trốn ra gia tộc, đi tới ta một phe này doanh trại, nhưng bên kia phản đồ đã thu được Vạn Khư Thần Điện chống đỡ, muốn tiêu diệt, độ khó rất lớn. Diệp Thần im lặng chốc lát, cũng chỉ có thể đưa lên thăm hỏi. Nói cho cùng chuyện này vẫn là bởi vì hắn mà ra, nếu không phải thân đồ Uyển Nhi cùng hắn đi được quá gần, Vạn Khư Thần Điện cũng sẽ không xuất thủ đối phó thân đồ gia tộc. Thân đồ Uyển Nhi tựa hồ là nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt liếc mắt một cái, chợt nói, ngươi không cần tự trách, chuyện này cùng ngươi cũng không quan hệ quá lớn, cho dù không có sự tồn tại của ngươi, Vạn Khư Thần Điện vậy sẽ mơ ước ta thân đồ gia tộc võ uy thiên kiếm, nghĩ hết biện pháp gài tang vật hãm hại. Đối với lần này, Diệp Thần 10 phần sáng tỏ, Vạn Khư Thần Điện làm việc, từ trước đến giờ âm hiểm tàn nhẫn, không lưu chỗ trống, thái thượng thế giới tất cả gia tộc, đều bị mây đen bao phủ, chỉ dám rẻ đặt làm việc. Để cho ta xem ngươi thương thế bên trong cơ thể đi. Diệp Thần nhớ tới thân đồ Uyển Nhi ở trước đó đại chiến trong đó, vì che chở hắn mà bị chút tổn thương, đối với tự thân đạo uẩn tổn hại khá lớn, sợ rằng hiện tại còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Không cần ngươi bận tâm. Thân đồ Uyển Nhi còn muốn tiếp tục ngạo kiều, nhưng Diệp Thần lúc này không nói lời nào, đi tới nàng bên người. Ngươi muốn làm gì? Thân đồ Uyển Nhi lúc này thất kinh, hất ra tay tới, muốn tránh thoát, nhưng phát hiện tay mình cánh tay xem bị kềm cố ở vậy, không cách nào nhúc nhích. Diệp Thần cách nàng chỉ có chỉ một cái xa, hai người đôi mắt tương đối, lúc này bầu không khí trở nên có chút mập mờ. Thân đồ Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần dính vào lau một cái đỏ ửng, nhộn nhạo lên, lộ vẻ được vô cùng động lòng người. Nhưng Diệp Thần lúc này sự chú ý cũng không tại cái này bên trên, hắn đôi mắt động nhược ánh nến, lửa đốt hắn hoa, từ thân đồ Uyển Nhi con ngươi xuyên thấu vào, thẳng tới khí hải chỗ sâu. Ở nơi đó, hắn gặp được hai đạo kinh khủng vết kiếm, như cũ chậm rãi ngọa nguậy, ngăn cản vết thương khép lại. Nghiêm trọng như vậy tổn thương, vì sao không nói cho ta? Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, mở miệng chất vấn nói, trong mơ hồ đã có nổi giận dấu hiệu. Hắn vốn cho là thân đồ Uyển Nhi tổn thương đã toàn bộ phục hồi như cũ, lại không nghĩ rằng cô gái nhỏ này lại gạt mình, không tới xử lý trong cơ thể kiếm tổn thương. Người quản ta như thế nào, dù sao bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ có như vậy nhiều, cũng không thiếu ta cái này một cái. Thân đồ Uyển Nhi nói ra lời này, cái này thì đại biểu nàng khí cũng không có tiêu. Diệp Thần nghe được, không khỏi chép miệng một cái, hắn thật giống như cũng cầm chuyện này bị ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Đã lâu như vậy chưa từng nhớ lại, cũng không ngờ thân đồ Uyển Nhi một mực ở trong lòng nhớ, chưa từng quên mất. Được rồi, đừng giận dỗi, kiếm này vết nếu không phải trừ, đem sẽ ảnh hưởng cực lớn ngươi sau này tu vi độ tiến triển, bỏ mặc như thế nào, lần này được nghe ta. Diệp Thần không nói lời nào, đem hắn kéo tới đây, ở trước mặt mình ngồi xếp bằng, ngay sau đó vạn vật mẫu kiếm quyết hóa hình ra, một cái cầm ánh sáng rực rỡ kiếm nhỏ đứng lơ lửng. Kinh người kiếm khí chập chờn, chậm rãi tản ra. Thân đồ Uyển Nhi phát giác động tĩnh như vậy, định nhãn nhìn một lát sau, không khỏi kinh ngạc nói, đây là trong truyền thuyết vạn vật mẫu kiếm quyết. Nàng thuở nhỏ tu luyện kiếm đạo, đối với cái này cùng thần thuật vậy vô cùng rõ ràng, nơi nào sẽ không rõ ràng, vạn vật mẫu kiếm quyết đại biểu cái gì. Trừ cái này ra, Diệp Thần còn lấy ra khác biệt chữa trị hệ thần thông, phụ tá vạn vật mẫu kiếm quyết. Là thân đồ Uyển Nhi tự chữa thân đồ Uyển Nhi tổn thương trong cơ thể vết. Diệp Thần vận dụng chút bổn nguyên lực lượng, hóa thành một vòng vòng sáng, điền vào thân đồ Uyển Nhi trong cơ thể vậy tơ vết thương. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể yên tâm vận dụng kiếm chiêu, không cần lo lắng sẽ bùng nổ những vấn đề khác. Thân đồ Uyển Nhi thần sắc trở nên có chút phức tạp, nàng bản muốn rời xa Diệp Thần, chặt đứt trong lòng phần kia tình tư. Nhưng là Diệp Thần hành động đã thực hiện lại để cho nàng không cách nào quên, sâu sắc nhớ ở trong lòng. Có lẽ đây chính là yêu mà không bỏ, tư mà không được. Diệp Thần thân hình lướt qua, tay áo bảo vung lên, từ cuồn cuộn đi, ngay tức thì xuyên qua mấy ngàn dặm, một đạo ánh sáng sáng chói giống như sao rơi, tiếp liền bốc lên, rất nhiều phù văn vờn quanh người, giống như là bị kích hoạt vậy. Hắn vận dụng bảo thuật, mang hai người hết sức qua lại. Chỉ chốc lát sau liền tới cái này cấm địa chỗ sâu. Tiểu Hoàng,
có thể dò xét đến tình huống trước mặt sao? Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Tiểu Hoàng đỏ xanh hai con ngươi lóe lên tia sáng chói mắt, cẩn thận thăm dò một phen sau đó, lắc đầu một cái. Trước mặt đường thật giống như có chút quỷ dị, bằng vào ta thực lực không cách nào dò thám biết, phải đi mới có thể biết được. Diệp Thần nghe lời nói này, trở nên có chút kinh ngạc, tiểu Hoàng đỏ xanh hai con ngươi uy lực nhưng mà cực kỳ khủng bố, hơn nữa có thức tỉnh huyết mạch lực lượng, nhưng mà ủng nặng bao nhiêu mộng cảnh thần thú. Nhất là tiến vào cái loại này ảo ảnh không gian, đối nó mà nói đơn giản là dễ như trở bàn tay. Có thể để cho nó cảm giác đều không cách nào tiến vào địa phương, thật sự là ít chi lại càng ít. Cũng không lâu lắm, bọn họ trước mắt liền xuất hiện một cái thông thiên cổ đạo, chỉ là một con đường liền chiều rộng 50.000 bên trong, ở vô tận trong hư không chìm nổi, lay động. Dùng phàm tục mắt thường đi xem, căn bản là nhìn không tới cuối. Diệp Thần mang Tiểu Hoàng cùng thân Đỗ Uyển Nhi, phân biệt dắt bọn họ tay, sau đó vận dụng hư bia và linh nhi lực lượng, xé cái này một mảnh không gian bánh xích. Cái này một tí liền vượt qua mấy trăm ngàn dặm, bọn họ rốt cuộc bước lên một cái cổ lộ, tình cảnh nơi này lộ vẻ được vô cùng là quỷ dị, có cổ mộc chọc trời, giống như là ở một phiến cổ xưa rừng cây trong đó, cũng có nhìn không thấy bờ bến đại mạc. Ở Diệp Thần xem ra, cái này giống như là một phiến khu không người. Kỳ quái, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tiểu Hoàng, người cung cấp tuyến đường không có sai chứ? Diệp Thần lập tức mở miệng hỏi nói. Bởi vì điều này nối thẳng cựu Nhật Minh tổng bộ đường, là Bắc Mãng tổ địa trưởng lão cung cấp ra, cũng là Tiểu Hoàng tổ tiên lưu. Tiểu Hoàng lắc đầu một cái, vậy mặt đầy đều là nghi ngờ. Nó tên kia tổ tiên đã từng du lịch chư thiên, hơn nữa nhìn trời người vực và hắc ám cấm hải một khối này hư không lối đi. Cùng với ẩn núp dòng nước ngầm lối ra rất có nghiên cứu. Ở chỗ này trước, nó lại là theo tên kia tổ tiên nơi đi qua trí nhớ tuyến đường, lần nữa học hỏi một lần, hơn nữa thả ra một chút chân chính thần niệm, đi tới nơi này vậy yên tĩnh chi địa, quen thuộc một phen tuyến đường. Nhưng thần niệm đến đây, cùng chân thân đến vẫn là có khác biệt. Hiện ở chỗ này vừa là rừng cây, lại là hoang mạc, chỉ để cho người cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch, khởi động luân hồi thiên nhãn dò xét, nhưng là tạm thời tới giữa cũng không cách nào dò ra kết quả gì tới, ngược lại cảm nhận được liền vô cùng sát ý, ở nơi này chỗ địa phương, coi như là một miếng lá cây, một nâng cát vàng, cũng có thể đưa người vào chỗ chết. Đột nhiên tới giữa, bọn họ nghe được một hồi thê lương tiếng gió, hòa lẫn kêu thảm thiết truyền vào nơi đây. Trước mặt lại có người. Diệp Thần trước nhất kịp phản ứng, nhướng mày một cái. Cất bước ra, ngay tức thì rời hình đổi ảnh, vượt qua mấy trăm dặm, như một đạo bóng sáng vậy, sát mảnh đất này đi tới trước. Chừng 300 dặm địa phương xa, có dị tượng hiện lên, hắn phát hiện mấy cây cổ thụ, phía trên kia cảnh tượng làm người ta rợn cả tóc gáy. Ở đó viên cao có mấy ngàn mét trên cổ thụ, chạc cây từ sinh dựa ở thân cây, mà phía trên kia nhưng treo không ít người. Nhưng những người đó cũng đã chết, chính xác mà nói là mười mấy bộ xương khô. Hoàn toàn không có dạng người. Hơn nữa treo ở trên cây, chi chít, khô lâu xương trên còn kề cận từng tia vết máu, theo gió phiêu lãng, nhìn qua vô cùng là lạnh người. Những cái kia ô ô tiếng kêu thảm thiết, chắc là chưa từng hoàn toàn chết đi vong hồn nơi phát ra. Diệp Thần cùng thân Đỗ Uyển Nhi đều sợ ngây người, ngay sau đó đề cao cảnh giác, những thứ này khô lâu từ tản ra hơi thở tới xem, chết đi thời gian không hề quá lâu. Hơn nữa bọn họ giống như là bị thứ gì cho lột da gọt cốt, gắng gượng dịch trừ huyết nhục mà chết, cũng không phải là bình thường tử vong. Ta ở sư thúc tổ truyền xuống bức kia hình ảnh bên trong, thấy qua cây này. Tiểu Hoàng mở miệng nói, nó có thể xác định con đường này là đi thông cựu Nhật Minh tổng bộ. Nhưng là nó cũng không biết, những thứ này khô lâu tại sao sẽ ở đây mà. Xem ra trong này có quỷ gì. Thân Đỗ Uyển Nhi vừa định tiến lên tra xem, mà ngay lúc này. Diệp Thần đột nhiên chớp động kéo ra nàng. Bởi vì cách đó không xa, có một cây mai phục ở cây dưới đáy cỏ, hóa thành lợi kiếm nhanh chóng chạy tới. Diệp Thần dĩ nhiên là phát hiện cái này cùng biến cố, lanh tay lẹ mắt, làm ra phản ứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bụi cỏ kia bay lên không sau đó, oanh một tí, trực tiếp đem cách đó không xa một tòa núi cao cho đập thành bụi phấn, mạt vụn phân bay. Diệp Thần vừa định tra xem tình huống, vận dụng Long Uyên Thiên Kiếm, nhưng có một giọng nói truyền vào hắn trong tai, giống như ác ma mê sảng,
lạnh lẽo âm hàn. Đạo thanh âm kia đang nói gì, nhưng là Diệp Thần nghe không hiểu ngôn ngữ. Tuy nói Diệp Thần không có rõ ràng ý của nó, nhưng hắn có thể khẳng định là, người tới không tốt. Điều này hư không cổ lộ trên, lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Vạn sự chú ý, tên này không biết núp ở nơi nào, nhất định 10 phần nguy hiểm. Diệp Thần đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt cảnh giác. Thân độ Uyển Nhi gật đầu một cái, nàng cũng nghe được liền thần bí kia cổ ngữ, không cách nào phân biệt ý của nó, nhưng nàng có thể biết, đối phương nhất định là không có hảo ý. Những thứ này cổ xưa cường tráng cây là thành phiến, mỗi một viên cũng có mấy ngàn mét cao, bàn cây lần lượt thay nhau cành lá sinh sôi tốt, ước chừng một viên đổi được cho hạ tầm thường một rừng cây. Vì vậy, mấy cây cổ thụ cứng rắn là hợp thành một phiến chiếm chỗ tròn hơn 10 dặm khổng lồ cổ lâm, tiết lộ ra man hoang nguyên thủy hơi thở. Diệp Thần dè đặt, hướng bên trong tìm, mảnh địa phương này, thật sự là quá u tĩnh, chỉ có thể chậm chạp tìm. Ngay vào lúc này, hắn nghe được một cái tiếng vang. Lại có người xâm nhập nơi này, người nọ người mặc màu đen y phục dạ hành, hành tung lén lén lút lút, vừa thấy thì không phải là để làm tốt chuyện. Hắn thấy Diệp Thần hai người sau đó, trong mắt sắc bén phun trào, lập tức liền cầm kiếm đánh tới. Nhưng là còn không cùng hắn đến gần, hư không trong không gian, tóe ra một hồi ba động kỳ dị. À, vậy bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, Diệp Thần còn không có thúc giục kiếm chiêu đâu, liền chỉ thấy được người quần áo đen kia lập tức tử vong. Giống như là có người kéo lại chân hắn, kéo về phía sau kéo, sau đó phụ đến viên kia đeo đầy khô lâu trên cổ thụ. Chỉ gặp hắn ra trên người và máu thịt nhanh chóng rút đi, bị hút sạch sẽ. Ngũ tạng lục phủ và ruột đều không có thể lưu lại, theo máu cùng nhau, tiến vào sau lưng hắn cổ thụ trong đó. Khô lâu treo ở cổ thụ trên nhánh cây, theo gió đong đưa, lộ vẻ được thê thảm thêm quỷ dị. Lại có một người bị giết chết, hơn nữa còn là lấy như vậy mau lẹ tàn nhẫn phương thức. Mà lúc này, Diệp Thần rốt cuộc xác định vậy sau lưng người chủ sử chỗ ở vị trí. Tên này rốt cuộc là thứ gì? Vậy quá ghê tởm đi. Thân độ Uyển Nhi có chút tức giận, như vậy lột da cạo thịt cách làm, thật sự là có gánh võ giả nguyên tắc. Nhưng Diệp Thần nhưng rất thanh tỉnh, hắn con ngươi đông lại một cái, thần sắc ngưng trọng. Hắn biết núp ở lén lút vậy kiểu đồ, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường bàn về. Trong nháy mắt hắn lòng có cảm giác, lén lút tựa hồ có vật gì ở theo dõi hắn. Diệp Thần cả người bắp thịt căng thẳng, ngay tức thì vô cùng cảnh giác, lông tơ đảo thụ. Hắn chỉ cảm giác được mình bị một cái trong bóng tối ác ma theo dõi, đối phương răng nanh sắp tấn công tới. Loại nguy hiểm này cảm giác ngay tức thì tới, để cho hắn trở tay chém ra một kiếm. Diệp Thần tuy có chút cảnh giác, nhưng xa xa chưa nói tới sợ. Nếu như đối phương thật đủ cường đại, vậy thì không cần trong bóng tối theo dõi, mà là trực tiếp ra tay. Thứ gì, cho ta cút ra đây. Diệp Thần một kiếm này chém ra đi, tai khí hiện ra hết. Chảm phá vô tận vô căn cứ, đem cái này không gian cũng cho xé ra một đường thật dài chỗ rách. Mà đây một tí, hắn thấy được hư không trong đó có một món u quang. U quang chớp mắt, vật kia ngay tức thì liền biến mất. Xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Diệp Thần lần nữa khua kiếm đánh ra, hắn tốc độ cực nhanh, lóe lên phù văn lại thật thể hóa, thành từng đạo sao hỏa, văng tứ phía. Mà nhắm chính xác mục tiêu, chính là vậy tia u quang. Diệp Thần huy động kiếm quang, không chút khách khí, dưới chân hắn xen lẫn ra một phiến rực rỡ phủ văn, cùng lúc đó, tự thân xúc địa thành thốn, nhanh chóng di động, kiếm quang sở trí chỗ, vậy cổ xưa cây rừng, cũng hóa là phiến phiến cho tàn. Trước mặt thành phiến hư không, đều bị Diệp Thần chìm ngập. Ở chỗ này cùng uy áp bức bách dưới, vậy tia u quang rốt cuộc hiện ra nguyên hình, lại là một đoạn cắt đứt bàn tay. Năm đầu ngón tay đen nhánh như trụ. Giống như là tồn tại lâu đời vạn cổ năm tháng, mà ở bàn tay kia giữa trung tâm, có một cái đen nhánh con ngươi, đang gắt gao nhìn về phía nơi này, ánh mắt vô cùng là thù oán. Làm cái này con ngươi nhắm lại thời điểm, nguyên bàn tay biến hóa làm hư không, dần dần không nhìn thấy tại không gian chỗ sâu, khó mà tìm hắn tung tích. Diệp Thần đám người nhất thời làm kinh ngạc, cái này không giải thích được sinh vật quái dị, là từ đâu tới. Cái bàn tay kia mặc dù chỉ là không lành lặn một phần nhỏ, nhưng con người dương ra lúc đó, bộc phát ra sáng chói xích quang, xem nham thạch nóng chảy phun ra, vừa tựa như sấm sét phun trào, uy phong hiển hách, tựa như không người có thể địch. Thằng nhóc,
bổn vương khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không liền chết thế nào cũng không biết. Bàn tay kia thanh âm cũng không biết từ vì sao phát ra, tóm lại rõ ràng rơi xuống Diệp Thần trong tai, một khắc sau, viên kia con ngươi đột nhiên lớn mạnh mấy chục lần. Một cổ uy nghiêm ý định giết người phóng lên cao, giống như từ địa ngục tới, bọc ở Diệp Thần hai người quanh thân, cuồn cuộn không ngừng. Cả thiên địa đều bị nhuộm thành xích hà vẻ, huyết khí mãnh liệt, tựa như một phiến vô tận ngục. Đừng cho ta cố làm ra vẻ. Diệp Thần nhất thời nổi giận, hắn còn từ không gặp qua như vậy phách lối người đánh lén. Giơ tay lên thì có đại lộ phù văn diễn hóa ra, hóa thành tia chớp, nhanh chóng nhô lên. Tám bước phù đồ khí, phù đồ đao. Phù đồ lực lượng mãnh liệt vọt ra, màu vàng hồng mang giống như là móc một cái sông dài, mang theo ác liệt đao khí, ngang nhiên đánh ra. Thần bí kia bàn tay ừng ực nói mấy câu nói, Diệp Thần vậy nghe không hiểu. Bất quá từ hắn biểu đạt giọng tới xem, tựa hồ là thật kinh ngạc. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lần nữa động thủ, mà lần này, hắn chính là vận dụng tuyết táng tinh trần, vậy đầy trời băng tuyết bay xuống tới đây, cất dấu bén ý định giết người, phiến phiến băng hàn, cuồng tập tới. Cái bàn tay kia phát cáu chấn động vạn phần, nhưng là hắn nhưng không thể làm gì, lại bô bô nói một chồng lớn. Diệp Thần thật sự là phiền thấu, đồ chơi này nói cái gì cổ ngữ, nghe lại nghe không hiểu, dứt khoát một kiếm chém cái lanh lẹ, thanh thanh yên tĩnh. Chủ nhân, người đợi một chút, hắn nói ta thật giống như ở nơi nào nghe qua. Tiểu Hoàng kéo bùa văn lưu chuyển thân thể, đi về trước bay tới, nhìn bàn tay kia hai mắt, sau đó vừa mở miệng, cũng là cổ ngữ. Có thể Diệp Thần không nghĩ tới, cái này nói một chút, lại cùng bàn tay kia cho đối mặt, hai người trực tiếp hàn huyên. Trò chuyện một hồi sau đó, bàn tay kiệu oán khí tựa hồ thở bình thường lại, mà Tiểu Hoàng vậy bay đến Diệp Thần bên người. Tên này nói cái gì? Tiểu Hoàng sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, nó quay đầu nhìn một chút quỷ dị kia bàn tay, mở miệng nói hắn cùng ma tổ vô thiên có thâm cừu đại hận, năm đó ma tổ vô thiên muốn giết hắn, bị hắn trốn ra một con mắt và một đoạn cánh tay, trốn tới cái này hỗn độn không gian bên trong. Mà lấy ma tổ vô thiên thực lực, không cách nào tiến vào trong đó, nhưng còn chưa đoạn phái người tới giết hắn, những cái kia treo ở trên cây khô lâu, chính là bị nó giết chết người xâm lăng. Diệp Thần sau khi nghe nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, nhưng đồng thời lại có chút nghi ngờ cùng hoài nghi. Tên này rốt cuộc là dạng gì tồn tại, có thể cùng ma tổ vô thiên đối chiến sau đó, còn trốn ra một cái tay và một con mắt. Diệp Thần chỉ có thể tiếp tục để cho Tiểu Hoàng đảm nhiệm phiên dịch. Bàn tay này nguyên vốn cho là Diệp Thần cũng là ma tổ vô thiên phái tới đây, vì vậy động sát ý, nhưng đánh, hắn liền phát hiện không đúng. Ma tổ vô thiên bộ hạ, phần lớn tu luyện là ngày cũ thời đại vũ pháp, mà Diệp Thần hiển nhiên không phải như vậy. Bàn tay này tránh ở chỗ này, đã có vạn lâu vạn năm, mà hắn cũng biết, con đường này cực kỳ gian hiểm, người bình thường căn bản không sẽ tới. Muốn từ đây thông qua người, đơn giản chính là muốn bí mật tiến vào cựu Nhật Minh, thậm chí đi đánh lén ma tổ vô thiên. Bàn tay này đúng lúc biểu đạt ra mình tức giận, nói hắn có thể giúp Diệp Thần giúp một tay, chỉ là Diệp Thần phải giúp hắn làm một chuyện, lấy ra vậy cổ thụ trong đó ẩn chứa tinh hoa. Diệp Thần nhìn lướt qua bên kia cổ thụ, coi lại xem treo ở bên kia hài cốt, lúc này liền đáp ứng. Không nên đáp ứng hắn, ta sợ trong này có bẫy. Thân độ Huyền Nhi kéo lại Diệp Thần vạt áo, trầm giọng nói. Yên tâm, ta có hạn. Tiểu Hoàng, đem ngươi lần này ý truyền đạt cho hắn, liền nói chúng ta là muốn đi giết ma tổ vô thiên, là đời cha của chúng ta trả thù. Tiểu Hoàng có chút ngây ngẩn, bọn họ không phải muốn đi cứu Vũ Chỉ Giao sao? Làm sao biến thành đi giết ma tổ vô thiên? Đó là bọn họ có thể giết được người sao? Nhưng Diệp Thần ánh mắt, có chút ý sâu dài, hắn cùng thân độ Uyển Nhi đối mặt mấy lần sau. Thân độ Uyển Nhi nhỏ không thể cha gật đầu một cái. Tiểu Hoàng có chút mộng, quay đầu lại, hướng bàn tay kia truyền đạt Diệp Thần ý. Viên kia máu đỏ con ngươi, bỗng nhiên lúc này đọng lại không nhúc nhích, tựa hồ cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nó liền phát ra tiếng cười khanh khách. Nếu các ngươi muốn giết nó, vậy ta có thể giúp các ngươi giúp một tay. Vậy con mắt trước mặt huyễn hóa ra một cái lối đi, theo như hắn nói, có thể trực tiếp đi thông cựu Nhật Minh nội bộ. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể bắt cơ hội. Diệp Thần đã cảm ơn hắn ý tốt, lộ vẻ được hết sức kích động, sau đó mang thân độ Uyển Nhi cùng Tiểu Hoàng đi.
Ở bọn họ tiến vào lối đi này một khắc kia, trên bàn tay con người bỗng nhiên xúc chặt, vô số cầm huyết đao cắt ngang tới, trực tiếp chặn lại vậy không gian lối vào. Cái này con người phát ra cười tàn nhẫn tiếng. Nhưng là một khắc sau, nhưng hơi ngừng. Bởi vì cách đó không xa, một đạo lôi quang chạy như điên tới, tàn ảnh hiện lên. Bị huyết quang cắt thành mấy nửa thân thể, căn bản là chỉ là phân thân. Diệp Thần sử dụng biện pháp che mắt, để cho đối phương lầm lấy vì mình tiến vào. Nó nhanh chóng tránh, đột nhiên nhìn, thấy Diệp Thần ba người không chút tổn hao nào đứng ở bên kia, mà Tiểu Hoàng chính là tức tức oai oai, lộ vẻ được vô cùng là tức giận. Cái này con người cũng không kham lạc hậu, há miệng điên cuồng hét lên, nháy mắt tức thì một phiến đỏ thẫm, giống như là có màu đỏ con sông, thông suốt ra. Chung quanh hư không không ngừng sụp đổ, biến dạng và vặn vẹo. Nhưng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần triệu hoán ra vạn vật mẫu kiếm quyết, cửu thiên thần thuật lực lượng có thể phá hủy cái này thế gian hết thảy. Ở một chớp mắt kia, vạn vật mẫu kiếm quyết cường thế thể hiện được tinh tế, không ngừng run run, tóe ra hừng hực ánh sáng. Trong chớp mắt, thanh tiểu kiếm này chui vào vậy con ngươi trong đó, một nhóm phù văn thần bí đung đưa lóe lên. Con ngươi rạn nứt, máu tươi tung tóe. Thần bí này kinh khủng con ngươi, nổi lên một tầng ánh sáng đỏ thắm, bao trùm trên đó, quang hà nhức mắt, đau đớn kịch liệt cấp tốc lan tràn. Mà bên kia, Diệp Thần thừa thắng truy kích, lóng lánh phù văn, ngưng tụ thành một cái chừng trăm thước chiều dài màu vàng xà mâu, nháy mắt tức thì xuyên thủng thiên địa, vạn vật không che giấu. Vậy con người điên cuồng gầm thét, hắn ánh mắt đổi được vô cùng lạnh lùng, trong thoáng chốc chỉ thấy được một tòa vực sâu địa ngục nổi lên, khai thông màu máu môn hộ, bộc phát ra hấp lực cường đại. Cái này cùng bám vào lực lượng, dường như muốn đem Diệp Thần cả người đều hút vào, vô cùng mạnh mẽ hoảng sợ. Nhưng Diệp Thần không là nơi sợ hãi, hắn huy động tai nạn thiên kiếm, kiếm kia bộc phát ra ánh sáng vô cùng sáng chói, vô tận tai nạn khí nhanh chóng phun trào, ma quang chấm. Mà ở đó ma khí trong đó, còn có bụi gai vương miện huyết khí nổi lên, vào giờ khắc này, vũ trụ tinh thần làm ảm đạm thất sắc. Bỗng nhiên, cái bàn tay này ngưng tấn công, ở hắn trong trí nhớ, có chìm nổi bụi gai vương miện, làm hắn cảm thấy khó chịu. Viên kia đen thui con ngươi, lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này, đây là... Hắn tựa như cảm nhận được liền loại nào đó đặc biệt đáng sợ khí cơ, lúc này thất kinh, nguyên bàn tay vội vàng lui về phía sau. Diệp Thần vậy phát hiện cái này cùng dị thường, tâm niệm vừa động, tiếp theo sau đó theo vào, tai nạn thiên kiếm ánh sáng càng hơn một phần, mà cùng lúc đó, hắn điều động càng nhiều bụi gai vương miện lực lượng. Giống như là địch tiến ta lùi, địch lui ta vào, hai người tới giữa hình thành như vậy tấn công thế. Bàn tay kia đã do kinh hoàng biến thành sợ hãi. Diệp Thần cũng không biết hắn là nhìn thấy vật gì, chỉ nhìn hắn quát to một tiếng, nguyên bàn tay lại không lửa tự cháy. Từ con người bắt đầu phun ra ngọn lửa, lan tràn tới toàn thân. Cái này một tí không chỉ là Diệp Thần, liền đang từ bên cạnh vây công, thân Đồ Uyển Nhi cùng Tiểu Hoàng đều ngẩn ra. Bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì. Bàn tay kia điên cuồng kêu to, thành thiên thượng trăm đạo vết nứt vậy như vậy hiện lên, rồi sau đó đột nhiên nổ tung. Bàn tay này cháy hết, ngay tức thì phân giải, mà lại ở trong hư không hoàn thành tự thiêu. Rồi sau đó một món tàn hồn đụng đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tai nạn thiên kiếm bao trùm sương mù trong đó, một món màu máu cuộn sạch ra, vững vàng trói lại bàn tay kia biến thành tàn hồn. Van cầu ngươi, thả qua ta đi, ta là thật chẳng muốn sớm như vậy chết à. Bàn tay khổ khổ tiếng cầu khẩn truyền vào Diệp Thần trong tai. Diệp Thần chỉ cảm thấy kỳ quái, bàn tay này là như thế nào bị chế trụ. Chẳng lẽ nói bụi gai vương miện đã từng cùng có qua loại nào đó sâu xa sao? Nhìn lại bên kia, viên kia con người nổ tung mở, hóa thành khối vụn, căn bản là nhìn không thấy, mà bàn tay khổng lồ cũng theo đó tan rã, nổ tung là từng trận huyết quang. Hết thảy tới được đột nhiên, để cho Diệp Thần cũng thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Nói đi, ngươi tại sao sẽ sợ bụi gai vương miện lực lượng? Ngươi thả là quan hệ như thế nào? Diệp Thần nhớ lại. Vậy ở trong hư không gặp phải chín tà ác ma cùng với địa ngục ma tử, vậy hai người thân phận vậy thập phần thần bí, không biết đến từ nơi nào, cuối cùng là bị tuyệt thế diệt thần kiếm phong ấn, ngàn sinh vạn thế không thoát thân được. Viên này ở cấm địa bên trong gặp phải con ngươi, phụ ở trên lòng bàn tay, cũng là ma khí cuồn cuộn, thực lực cường đại rất.
Năm đó hắn từ ma tổ vô thiên trong tay trốn ra được, thoát khỏi ma tổ vô thiên đuổi giết sau đó, ở nơi này trong hư không, không biết săn giết nhiều ít mục tiêu, sinh hoạt qua được tương đương dễ chịu. Lúc này, vậy tia lưu lại tàn hồn rõ ràng cho thấy sợ, lúc này cũng không dám nói ẩu nói tả, mà là khổ khổ cầu khẩn. Lúc đầu hắn vậy là tới từ cái đó thần bí thời không, đã từng là một cái tộc quần trưởng lão, nhưng là sau đó thời không sụp đổ, thế giới biến đổi lớn, bọn họ không thể không thoát đi nơi đó, chỉ có một số ít người xuyên qua hư không chi địa, tới đến địa phương này. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần liền suy đoán, thần bí này bàn tay hẳn cùng mấy tên kia đến từ cùng một chỗ. Đó là một nơi như thế nào địa giới, lại có thể sản sinh ra mấy tôn như vậy sợ rằng tồn tại. Kiếm kia thần trong không gian ma vật, nếu là không có tuyệt thế Diệt Thần kiếm liều mình trấn áp, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành không nhỏ tai nạn. Mà bọn họ trước mặt, bàn tay này cùng con người kết hợp vật, vậy thập phần cường đại, có thể cùng ma tổ vô thiên giao chiến, hơn nữa trốn ra bộ phận thân thể không lành lặn, ở chỗ này chú đóng mọc rễ, có thể gặp thực lực cường đại. Diệp Thần nhắm mắt trầm tư, đột nhiên nhớ lại lần đầu đến Huyền Hải lúc đó, nhìn thấy một màn kia hắc khí liệu nguyên. Tấn công Huyền Hải những quái vật kia, ma khí tràn ngập, không thể nào đoán, tựa như không thuộc về cái này thế giới hiện thật. Này vậy tình huống không phải một lượng ví dụ, có lẽ có thể trở về đến Huyền Hải bên bờ đi xem một tí, vậy vực ngoại quỷ vật rốt cuộc là thứ gì? Tâm niệm đến đây, Diệp Thần đem vậy tàn hồn phong vào bụi gai vương miện bên trong, mà đây cửu thiên thần thuật tựa hồ vậy 10 phần hưởng thụ, hoàn toàn đưa bàn tay bộc phát ra huyết khí coi thành hấp thu chất dinh dưỡng. Diệp Thần vậy có thể cảm giác được, bụi gai vương miện thần thông trở nên mạnh mẽ, là từ trong ra ngoài phát sinh biến hóa. Chuyến đi này tới, không có tìm được cựu Nhật Minh tổng đàn chỗ, ngược lại là trước tăng cường một phần bảo toàn tánh mạng thực lực. Bọn họ tiếp tục đi về trước vào, mà lần này Diệp Thần tăng nhanh tốc độ, vượt qua lượng nặng gian hiểm sau đó, bọn họ cần mặc nữa qua một phiến núi tuyết, liền có thể đến vậy đứng một mình tại đời tổng đàn, mà Vũ Chỉ Giao chính là bị tống giam ở chỗ này. Làm Diệp Thần bước lên tuyết sơn này lúc đó, không khỏi thả chậm bước chân. Bởi vì cái này cái gọi là núi tuyết cũng không có bao trùm mảng lớn thuần khiết tao nhã tuyết, mà là chất đầy rất nhiều tử thi, máu tươi hết sức đỏ bên bờ, làm hắn thật lâu không thể khôi phục. Thân độ Uyển Nhi gặp qua không thiếu tàn nhẫn tình cảnh, có thể may là như vậy, nàng cũng bị chấn động kinh động. Ta đã từng theo nương thân cùng đi qua một lần cổ chiến trường, nơi đó có hai mặt còn chưa từng ngã xuống cờ xí, hai bên chiến sĩ dùng tánh mạng tới bảo vệ, nhưng lúc đó ta nhìn thấy cũng chỉ có mấy ngàn người. Hiện tại, hẳn hơn 1 triệu liền đi. Thân độ Uyển Nhi vừa nói, dương mắt nhìn lên. Tiểu Hoàng lại là trực tiếp đứng ở bên ngoài, suy diễn cái này nhân quả trong đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đổi được phá lệ ngưng trọng. Trong này hẳn không có kẻ địch, nhưng là chủ nhân, chúng ta muốn đi sẽ rất khó khăn, nơi này khắp nơi phủ đầy quy tắc phù văn, hơi không lưu ý liền có thể sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn ánh mắt trông về phía xa. Tựa như thấy được một viên màu xanh thẳm tinh cầu, trôi lơ lửng ở trong vũ trụ, 10 phần to lớn. Tản ra óng ánh sáng bóng, giống như là đá quý vậy xanh biếc. Mỗi một cái tinh cầu, đều ở đây tản ra dịu dàng ánh sáng. Diệp Thần liên tưởng đến mới vừa nhìn thấy núi thây biển máu, có lòng nghi ngờ, liền tiện tay đánh ra một đạo linh niệm, tiến vào trong đó, chốc lát tới giữa, đậm đà màu máu bỗng nhiên bùng nổ, đem vậy linh niệm nuốt mất. Diệp Thần nhanh chóng chặt đứt hắn cùng mình tới giữa liên lạc, mở ra hai tròng mắt lúc đó, tràn đầy ngưng trọng. Vậy màu băng lam đại tinh dưới, ẩn núp nhưng mà sắc bén ý định giết người, tuyệt đối không thể khinh thường. Nơi này tựa hồ là tan thành liền một bộ trận pháp, lấy thiên địa làm trận, lan tràn mấy chục ngàn dặm là núi cao, vận dụng đại thần thông. Thân độ Uyển Nhi từ nhỏ cuộc sống ở thái thượng thế giới, tài nguyên phong phú vị tôn sùng, tầm mắt cũng cùng người thường có chút không cùng. Nàng biết bộ trận pháp này, thậm chí đặt ở thái thượng thế giới đều là thập phần cường đại tồn tại. Bỏ mặc như thế nào, nếu cũng đi tới nơi này, vậy thì phải tiếp tục tiến về trước. Diệp Thần dẫn đầu đi về trước bước ra, những cái kia màu xanh nhạt tinh thần, một viên tiếp nối một viên, run run không dứt. Một đạo lưu quang, giống như là hạt cát như vậy phân dương bỏ ra, vô biên vô tận. Cái này một mảnh hư không đều nứt ra một đạo kẽ hở, trầm thấp kiếm quang. Giống như là phù du vật, trên dưới chìm nổi, chấn động kinh hãi. Diệp Thần vận dụng chỉ thủy nhất kiếm thần thông,
hắn lĩnh ngộ hai môn cửu thiên thần thuật sau đó, kiếm ý càng phát ra mượt mà thông suốt, có thể từ vậy rất xa thời không trong đó hơn điều ra một phần không không lực. Có thể đừng xem nhẹ cái này một phần không quan trọng lực lượng, thả vào thế giới hiện thật, có lẽ có thể để cho Diệp Thần thực lực có gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng trưởng. Một kiếm này hành vi như chỉ thủy, bổ ra cái này phiến băng sơn tuyết nguyên, gắng gượng mở ra một cái lối đi. Chỉ thủy nhất kiếm, nghịch chuyển càn khôn, thiên địa vô cực, đạo tâm tương phản. Diệp Thần như là một đầu hùng ưng, dương cánh chín tầng trời, đòn nghiêm trọng thực tế, nguy nga cuồn cuộn, không lường được vậy. Thân Độ Uyển Nhi và Tiểu Hoàng đều bị Diệp Thần cái này cùng lực lượng rung động đến, rối rít làm thán phục. Mà một khắc sau, Diệp Thần dẫn đầu vọt vào kiếm khí kia bổ ra lối đi bên trong, Thân Độ Uyển Nhi cùng Tiểu Hoàng nhanh chóng đuổi theo. Có Diệp Thần ở chỗ này, các nàng không cần hao phí bao lớn khí lực, hết thảy phiền toái liền đều bị giải quyết. Mờ mịt hôi vụ phá vỡ vậy chỉ thủy nhất kiếm trói buộc, nhanh chóng từ bọn họ sau lưng vọt tới, mãnh liệt dâng trào, thật giống như một đầu hải quái đuổi tận cùng không buông. Diệp Thần vận dụng cực nhanh di động lực lượng, đem một người một thú chừng ôm lấy, xúc địa thành thốn, ngưng hành động thành mây. Tầng kia hôi vụ giống như là trong vũ trụ hiện lên mà đến, rất nhanh liền đem hết thảy chiếm đoạt hầu như không còn, bộc phát ra cường đại nhất vô cùng lực lượng. Khi cuối cùng một chút hôi vụ đem cái này phiến băng sơn tuyết nguyên hoàn toàn nuốt mất lúc đó, Diệp Thần các người mới vừa trước một cước bước ra, hiểm tượng hoàn sinh, mười phần kích thích. Tiểu Hoàng đặt mông ngồi dưới đất, trực xuyễn thô khí, thế nhưng đôi mắt to nhưng là hưng phấn có phải hay không? Chủ nhân, mới vừa thật là quá mạo hiểm, thiếu chút nữa chúng ta liền toàn không trốn thoát tới. Hắn vừa nói còn một bên hôi tay múa chân, làm được Diệp Thần dở khóc dở cười. Mau dùng ngươi đỏ xanh hai con ngươi xem, chúng ta khoảng cách cựu Nhật Minh trụ sở có còn xa lắm không? Diệp Thần vội vàng nói, hiện tại khắc không cho chậm, bọn họ phải mau sớm đến tổng đàn, cứu ra Vũ Chỉ Giao. Dọc theo con đường này bất cứ ba động gì, chỉ cần truyền ra một chút, liền sẽ đưa tới cựu Nhật Minh điên cuồng đuổi giết. Cho nên bọn họ bây giờ là cùng thời gian thi đấu chạy. Tiểu Hoàng dùng sức gật đầu một cái, sau đó phi thân lên. Từng trận vô hình chập chờn, lấy nó làm nguyên điểm hướng ra ngoài lan truyền, cắt từng tầng một hư không nếp nhăn. Tiểu Hoàng bản thể chính là ác mộng thần thú, chứ trước đây võ đạo, trong huyết mạch còn có là mộng thủ đoạn, dĩ nhiên cũng có thể tạo mộng, tu luyện tới ác mộng thần tộc đỉnh cấp cảnh, trong nhất niệm, là được đem kẻ địch kéo vào mình nơi chế tạo mộng, để cho hắn không phân rõ vì sao là thật, vì sao là giả. Liền chỉ đợi đối phương tâm thần thất thủ, thần trí mơ hồ lúc đó, một kiếm chém ra. Nhẹ lấy hắn tánh mạng. Chủ nhân, chỉ cần vượt qua ngọn núi này chúng ta đã đến. Tiểu Hoàng phấn chấn nói. Được, lên đường. Diệp Thần đứng dậy liền đi về phía trước, theo thói quen kéo lại Thân Độ Uyển Nhi tay. Thân Độ Uyển Nhi thân thể dừng một chút, nàng do dự hồi lâu, vẫn là không có hất ra, mặc cho Diệp Thần dắt, đi về trước độn không lao đi. Leo lên trời cao sau đó, bọn họ xa xa liền nhìn thấy một tòa phong cách cổ xưa cung điện. Đứng sừng sững tại cánh đồng hoang vu này bên trong, chung quanh đều là núi hoang lớn lĩnh. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính vết chân người diệt. Không người chi địa, vắng lặng không chịu nổi. Đi, chúng ta đi xuống xem. Diệp Thần dẫn đầu đi, giữa lúc hắn bước ra một bước lúc đó, lực lượng vô danh chấn động tâm thần, để cho hắn dừng bước chân lại, đồng thời hướng bên cạnh rời qua một bên. Mà đây một tí. Vừa vặn tránh ra vậy lực lượng làm người ta sợ hãi. Diệp Thần thông suốt quay đầu, thấy núi kia vách đá bên trên có một trang ố vàng tờ giấy, đang vững vàng đâm vào nham thạch bên trong, sắc bén như thiết, gọt đá như bùn. Một khắc sau, hàng ngàn hàng vạn cây hắc kim bung ra, mặc bắn dãy núi này các ngõ ngách. Bốn phía này sơn xuyên vậy ầm ầm vỡ vụn, tựa như bị mấy trăm ngàn thước chiều dài đại đao cắt qua, biến thành đậu hũ mảnh vụn. Như vậy cuồng bạo mà sợ hãi lực lượng, cũng không thuộc về nhân gian. Liền Diệp Thần đều phải đối cái này cùng lực lượng tránh xa, bởi vì thật sự là quá đáng sợ. Nếu như hắn trễ một bước, vô cùng có thể sẽ bị phiến sách giấy cắt thành mảnh vỡ, từ đó không còn tồn tại. Coi như một giọt kinh máu cũng có thể sống lại, nhưng gây dựng lại thân thể quá trình lại hết sức phiền toái. Bằng vào Diệp Thần cảm giác, ở nơi này một tờ giấy uy lực trước mặt, thiên quân trở xuống cường giả ngăn cản bất quá một chiêu. Sợ rằng chỉ có chân chính sơ cấp thiên quân,
mới có thể miễn cưỡng chống lại uy lực. Vậy một trang giấy trương đâm vào sơn nham sau đó, liền cũng không nhúc nhích nữa, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nhìn một cái, chẳng qua là tờ giấy rách thôi, ảm đạm không sáng, không có chút nào ánh sáng màu, giống như là sắp vỡ vụn vậy. Đó rốt cuộc là thứ gì? Thân Đồ Uyển Nhi đều đã rút ra võ uy thiên kiếm, cả người linh khí vần quanh, như lâm đại địch. Liên tiểu hoàng vậy dự định thi triển ra mộng, xem có thể hay không tạm thời vây khốn tờ giấy kia trương, đồng thời vậy làm xong gặp cắn trả chuẩn bị. Nhưng cái này dạng vừa thấy, trang này giấy không có động tĩnh, tựa hồ cũng không phải là chủ động tới tập kích bọn họ. Một hồi gió thổi qua, lực độ không nhỏ, thổi cạo núi này ven núi bên trong vật thể, nhất thời vù vù vang dội, mà tờ giấy kia vậy theo gió chạy ra ngoài, trên dưới sôi trào, không có xếp đặt. Mau tránh ra. Diệp Thần tựa hồ trước thời hạn cảm ứng được cái gì, đem Thân Đồ Uyển Nhi ôm lấy, sau đó hơi ra nguyện vọng thiên tinh, tạo thành chớp sáng bọc lại tiểu hoàng thân thể, chính hắn chính là trốn vào Phật quang vòng quanh phù đồ thần tháp. Cơ hồ là thoáng qua tới giữa, vậy tung bay tờ giấy lại bạo phát ra cắt vỡ dãy núi lực lượng, vô số khí kim dễ như bớn, đi đâu cũng có lợi, khiến người kinh hãi run sợ. Băng nguyên, cao đỉnh, hư không, kể cả Quỳnh Vũ cùng nhau bị hắn xuyên phá, ào ào, ý định giết người sắc bén. Thật may Diệp Thần sách sớm phát giác, bộc phát thần thông thuật, cái này mới bảo vệ được bọn họ tánh mạng. Dù vậy, phù đồ thần tháp vậy được chấn động, thần tháp lay động kịch liệt trước, để cho núp ở bên trong tháp hai người đánh cái lảo đảo. Mà đây một tí, Diệp Thần trực tiếp theo tường lăn đến Thân Đồ Uyển Nhi bên người, hai người ở vào trong không gian thu hẹp, cách nhau bất quá mấy cái khoảng cách, cũng có thể ngửi được lỗ mũi phún ra hơi thở. Thân Đồ Uyển Nhi ánh mắt né tránh, Diệp Thần nhưng to gan rất, đôi mắt không ngừng quét qua vậy gương mặt xinh đẹp, từ thanh tú con ngươi, đến vểnh cong mũi quỳnh, rồi đến vậy kiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Giống như là thượng đế chuyên tâm điêu khắc lễ vật, lộ vẻ được như vậy hoàn mỹ không sứt mẻ. Thân Đồ Uyển Nhi bị Diệp Thần cái này vô cùng phong phú xâm lược tính ánh mắt cho nhìn chằm chằm, nhất thời đều có chút không có thói quen, ánh mắt bên trái tránh bên phải tránh, cuối cùng vẫn không thể nào tránh được Diệp Thần bá đạo vừa hôn. Đừng động! Diệp Thần tay chống vách tường, thấp giọng nói vô cùng là bá đạo. Giờ khắc này, hắn nhớ lại ở trên trái đất nơi thấy qua những cái kia cái gọi là phim bộ, bên trong có chút dầu mỡ người đàn ông, tựa hồ cũng là diễn như vậy. Nhưng là thỉnh thoảng dầu mỡ một lần, tựa hồ cũng không tệ, cơ hội khó khăn được. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần dứt khoát mượn thân tháp chấn động, nhào tới trước một cái, ánh mắt hai người tương đối, môi vậy tương đối. Thân Đồ Uyển Nhi có chút khiếp sợ cùng với kinh hoàng thất thố, mà Diệp Thần chính là đầy mắt vô tội, đáy mắt chỗ sâu còn mang có một chút giảo hoạt. Nhưng là hai người cũng không có nhúc nhích, tựa hồ đang hưởng thụ loại cảm giác này. Ước chừng qua mười mấy giây, Thân Đồ Uyển Nhi cảm giác cái miệng nhỏ nhắn đang bị thứ gì cạy ra, hốt hoảng dưới, nhanh chóng liền đẩy ra Diệp Thần, thở hồng hộc, nhưng lại kiểu diễm ướt át. Ngươi, ngươi làm gì? Nàng nhất thời cảm thấy tức giận vừa buồn cười, hiện tại đều là cái ải gì đâu, tên này lại còn suy nghĩ nói chuyện yêu đương. Diệp Thần nhún vai một cái, biểu thị mình rất vô tội. Đều là bên ngoài vật kia gây ra, cùng ta không có quan hệ. Nghe lời nói này, Thân Đồ Uyển Nhi bạch nhãn cũng mau lật tới bầu trời. Một lát sau, bên ngoài chấn động ngưng, chắc là tờ kia cũ nát tờ giấy lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần đi ra bên ngoài, hết thảy gió êm sóng lặng, nhưng cái này to lớn băng nguyên lại gặp liền ương, phần lớn địa phương san thành bình địa, cũng có trở thành đống loạn thạch. Tờ giấy kia trương vững vàng cắm ở cách đó không xa một tòa tiểu thạch trồng lên, theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Diệp Thần suy đoán, cái này cũ nát tờ giấy là từ một vị đại năng trong tay còn sót lại đi ra ngoài, phía trên ghi lại đạo vận pháp thuật, cùng với quy tắc phù văn. Lực lượng ẩn chứa trong đó, không cách nào diễn hóa, cũng chỉ có thể mượn như vậy loại phương pháp tới tiêu tán. Nhưng là ở Hắc Ám Cấm Hải, lại có nhiều ít cường giả có uy lực như thế, hoặc là nói, vật này căn bản cũng không phải là cái thời đại này. Diệp Thần cảm thấy này loại có khả năng lớn vô cùng, nói không chừng một trang này sách cũ giấy, là thời kỳ viễn cổ đại năng nơi lưu lại. Hay hoặc giả là một cái tiên cổ niên đại sản vật. Tóm lại rất chân quý, rất ít gặp vậy đúng rồi. Tờ giấy kia trương tiếp tục bay xa, đến mỗi một nơi,
chỗ đó liền sẽ bị cái này cùng chấn cổ thước kim lực lượng cuồng bạo, san thành bình địa. Diệp Thần trong lòng cảm thấy đáng tiếc, vậy do hắn thực lực trước mắt, cũng không cách nào nắm trong tay cái này cùng tiên thời xưa sản vật. Vô luận là hỗn độn vẫn là hồng mông, hay hoặc là thái thượng, cũng lệ thuộc tại thực tế tới giữa. Mà tờ giấy này tản ra hơi thở, đã vượt qua ba người này phạm vi, hoặc là nói thoát khỏi tại thế giới hiện thật. Diệp Thần cho mình để ý, sau này tuyệt đối không thể khinh thị bất kỳ một người nào khu vực cấm địa đường. Bởi vì ngươi căn bản không cách nào phán định, ở thượng cổ, viễn cổ hay hoặc là càng lâu đời tiên thời cổ kỳ, có phải hay không một cái vô địch tông môn nơi đóng quân, hay hoặc là để lại những đủ để muốn tánh mạng người bảo vật. Chúng ta đi trước đi, không muốn lại bị vật như vậy dây dưa. Thân Độ Uyển Nhi cùng Tiểu Hoàng vậy tràn đầy cảm giác. Mấy người nhanh chóng rời đi nơi đây, rốt cục thì bay qua chỗ tòa này mờ mịt đại sơn, tới mấy chục triệu bên trong ngoài tòa thành kia. Đây là một tòa cô thành. Căn cứ Diệp Thần lấy được tin tức, Phú Chỉ Giao chính là bị tống giam ở chỗ này, cách xa cựu Nhật Minh, vậy cách xa chúng sanh. Diệp Thần cách rất xa, là có thể thấy đường chân trời cuối nơi hiển lộ ra thành lớn đường danh. Thành trì này vô cùng to lớn, hùng vĩ rộng lớn, từ đàng xa nhìn, liền giống như là nguy nga cự nhân vậy, không thể dung chuyển. Tòa thành trì kia thật sự là một tòa cô thành sao? Tiểu Hoàng nói ra nghi vấn trong lòng. Nó nguyên cho là cô thành, là một gian lạnh như băng triều đình, lại không nghĩ rằng là ngang dọc mấy chục ngàn dặm viễn cổ thành lớn. Nhắc tới tòa thành bên trong chỉ có một cái người cư trú, vậy ta là tuyệt đối không tin. Thân Độ Uyển Nhi lắc đầu một cái. Diệp Thần quan sát cái này hoàn cảnh chung quanh mấy lần, đập vào mắt chỗ, hoang vu không người, bình nguyên bát ngát, tuy có cây cối, cũng rất gầy đét, hơn nữa thưa thớt. Không có đỉnh núi cũng không có con sông, chỉ có như cự long vậy bò lổm ngổm bình nguyên đại lộ, mà tòa kia thành lớn chính là tọa lạc tại đầu rồng vị trí, một người giữ quan ải, vạn phu mạc khai. Thành trước cửa quả nhiên có một người, đó là một cô gái, xanh kiều diễm động lòng người, toát ra hơi thở phù hợp vạn cổ hoang nói, mà nàng tựa hồ trở thành vậy cửa thành bảo vệ dùng, chỉ có thể ngồi xếp bằng ở trước, không nhúc nhích được. Làm nhận ra được Diệp Thần đám người hơi thở sau đó. Phụ nữ kia chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi là... Diệp Thần cướp trước một bước, đi về trước bước ra, đồng thời hỏi, ngươi là Vũ Chỉ Giao sao? Hắn ánh mắt như biển khơi vậy mênh mông, đồng thời lôi quang cuồn cuộn nhìn thẳng đối phương, uy nghiêm hiển hách. Chỉ cần cô gái này có phân nửa nói láo địa phương, hắn liền sẽ lấy tia chớp tốc độ đánh chết. Cô gái này khẽ gật đầu, đối với Diệp Thần đám người đến. Một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ bất quá nàng thần sắc hơi có vẻ ảm đạm. Ta đổi một bộ mới thân xác, cho nên dung mạo thay đổi, nhưng thần hồn vẫn là cùng trước kia như nhau. Ma đế ca ca nói, hắn có một người bạn, mười phần nói nghĩa khí, lại đặc biệt cố chấp, nhất định sẽ đến cứu hắn. Nhưng hắn nhưng cũng không muốn người kia lấy thân thử nguy hiểm. Nhưng người cuối cùng vẫn phải tới. Vũ Chỉ Giao là một người thông minh, nàng vô cùng rõ ràng. Có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đến giả thiên ma đế, chỉ có nàng một người mà thôi. Diệp Thần các người nhất định là muốn cứu ra mình, nhưng chuyện này há lại là như vậy dễ dàng có thể làm được. Diệp Thần nhìn xem nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn về vậy nguy nga thành lớn, tựa hồ rõ ràng liền hết thảy. Thân Độ Uyển Nhi cùng Tiểu Hoàng có chút nghi ngờ. Chủ nhân, chúng ta đem nàng cứu đi đi, nhanh hơn điểm rời khỏi nơi này. Một bên Tiểu Hoàng thúc giục. Nhưng Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng. Không được, lần này sợ rằng rất khó cứu ra. Tại sao, Tiểu Hoàng nhất thời ngây ngẩn. Diệp Thần híp một cái mắt, ở hắn luân hồi thiên nhãn bên trong, tất cả cấm kỵ pháp trận đều đã hiển hiện ra. Ma tổ vô thiên thiết chí một nơi cấm trận, lấy cái này hùng vĩ thành lớn làm trận cơ, đem Vũ Chỉ Giao nằm vùng ở chỗ này, thành tựu tâm trận, hai người thì không cách nào phân chia. Nếu như đem trận nhãn này lấy xuống, tòa đại trận này sợ rằng sẽ ngay tức thì sụp đổ. Hắn lĩnh ngộ Phạm Thiên Thần Công ở giữa trận tự quyết, đối cái này tuyệt diệu đại trận, dĩ nhiên là hết sức quen thuộc. Nhưng vậy như vậy nhìn thấu, chỗ tòa này cấm trận phức tạp chỗ. Mỗi một chỗ đều có trận văn vần quanh, hơn nữa đâu đâu vòng vo một chút, buộc vòng quanh tối tăm khó hiểu hình vẽ. Chỉ là phá giải những hình vẽ này, liền được tiêu phí rất nhiều khí lực. Càng đừng bàn về đem hoàn toàn hủy diệt.
vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thân Đỗ Uyển Nhi từ trước đến giờ không hỏi tại sao, chỉ hỏi nên làm như thế nào. Diệp Thần trầm mặc, tạm thời mà nói, hắn cũng không có quá tốt biện pháp. Nhưng hắn lần này xông qua trùng trùng trạm kiểm soát, đi tới nơi này cựu Nhật Minh tổng đàn, tổng được đạt thành mục tiêu mới có thể trở về. Các ngươi đi thôi, chỗ này trận pháp là ma tổ vô thiên tự mình bày ra, trừ phi hắn tự mình tới giải mở, nếu không căn bản không người nào có thể dung chuyển. Hơn nữa các ngươi tiến vào cái này mảnh đất giới lúc đó, cũng đã bị cựu Nhật Minh người phát hiện, lúc này nếu như chạy trốn, vẫn còn kịp. Vũ Chỉ Giao đúng lúc nhắc nhở nhắc nhở. Diệp Thần không có nghe nàng, ngược lại xoay người, ngồi xếp bằng xuống. Uyển Nhi, Tiểu Hoàng, chờ lát nữa những cái kia cựu Nhật Minh người liền dựa vào các ngươi tới ngăn cản. Ta phải đem cái này cấm trận cho giải khai. Diệp Thần triệu hoán ra phù đồ thần tháp cùng thiên địa huyền hoàng tháp hai thứ bảo vật này, hơn nữa tạm thời đem quyền khống chế giao cho thân Đỗ Uyển Nhi cùng Tiểu Hoàng. Ngay sau đó hắn lại lấy ra nguyện vọng thiên tinh, còn có tuyết táng tinh trần. Tác phẩm xây lên một tầng bền chắc không thể gãy cũi. Cuối cùng chính là ba cây thiên kiếm nổi lên, đồng loạt ông minh, liền thiên địa này ánh trăng, cũng ngay tức thì đổi được mờ đi chút. Mấy chục dạng thần thông, mỗi một dạng lấy ra, đều đủ để rung động thiên địa, làm vô số người là điên cuồng. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, hắn trên đỉnh đầu, dần dần hiện ra đỉnh đầu uy nghiêm minh mông vương miệt, chậm rãi hạ xuống, thẳng đến hoàn toàn thừa mang lên. Vào giờ khắc này, hư không đều tựa như đổi chủ nhân, giữa trời đất vô số sinh linh làm màng bái, cúi đầu xưng thần, bò lổm ngổm run rẩy. Vũ Chỉ Giao mắt đẹp bên trong, đều là rung động. Bởi vì Diệp Thần nơi cho gọi ra dị tượng, thật sự là quá kinh người, làm mưa gió biến sắc, nhật nguyệt không sáng. Liền trước ngang dọc mấy chục ngàn vạn dặm cánh đồng hoang vu, cũng sinh ra chút chấn động. Luân hồi chi chủ, không hổ là người mang đại khí vận tồn tại. Như vậy thần tượng, đủ để tương đương cõi đời này bất kỳ một tên cao cấp thiên kiêu. Người buông lỏng tâm thần, để cho ta tới tra xem một tí thần hồn của ngươi, tốt tìm kiếm phương pháp phá giải. Diệp Thần đối Vũ Chỉ Giao ôn nhu nói. Già Thiên Ma Đế là hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng bạn, Vũ Chỉ Giao thành tựu Già Thiên Ma Đế người phụ nữ, hắn vô cùng tự nhiên tôn kính. Được. Vũ Chỉ Giao dửng dưng đáp, ôn hòa như nước, rơi vào này cùng khốn cảnh. Nàng cũng không kinh hoàng thất thố, mà là cho thấy người thường khó mà có chấn định. Thật ra thì mạng ta đều đã không sao, mà tổ không trời ở trên cao lần đoạt xác sau khi thất bại, trong cơn tức giận đem ta trấn áp đến đây chỗ, chính là vì đỗ tuyệt hậu hoạn phát sinh. Như ta chết có thể đổi lấy ma đế ca ca sống sót, vậy ta cam như gì? Vũ Chỉ Giao hơi cười nói ra liền những lời này, chính là hy vọng Diệp Thần có thể đi cứu Già Thiên Ma Đế, mà không cần quan tâm nàng sống chết. Nhưng Diệp Thần nhưng là kiên định lắc đầu một cái. Ma đế ban đầu là vì ngươi, mới lựa chọn cùng ma tổ vô thiên giao dịch, cam nguyện trở thành đồ đựng, đối hắn mà nói, ngươi đã vượt qua thế gian hết thảy sống chết, cho nên không cần nói những thứ này nữa, ta định sẽ đem các ngươi hai người tất cả đều bình an cứu ra. Diệp Thần trong mắt ánh sáng phun trào, hiển hiện ra một chút kiên quyết vẻ. Sau đó hắn trầm xuống tâm thần, dọc theo vậy tiêu ụp lên Vũ Chỉ Giao trên mình trận pháp xiềng xích. Đi sâu vào trong đó, ý đồ phá giải. Cùng lúc đó, phương xa cánh đồng hoang vu bên trong có bị long đong nâng lên, bảo cát cuốn tới. Những truy binh kia, rốt cục thì chạy tới. Tiểu Hoàng trước người phù văn lưu chuyển, ngay tức thì bay giữa không trung, đứng ở thiên địa huyền hoàng tháp lên, xuống một khắc bộc phát ra lực lượng cuồng mãnh, hiển hiện ra chiến đấu bản thể. Tiểu Hoàng bản thể, kết hợp ác mộng thần thú huyết mạch, không ngừng biến hóa. Giờ phút này lại hóa là một cái cao đến ngàn trượng ác mộng thần thú. Chiến đấu lúc liền sẽ lộ ra răng nanh, hơn nữa có ác mộng xương mù dày đặc vần quanh người, dính này xương mù dày đặc người, đem sẽ đầu óc choáng váng, rơi vào ngủ say, hơn nữa lật úp bể tan tành mộng, không biết tự mình là trong mộng, vẫn là trong thực tế. Bây giờ Tiểu Hoàng, đi qua Diệp Thần chỉ rõ cùng với ác mộng thần tộc thừa kế sau đó, chiến đấu bản lãnh tăng lên hết mấy nấc thang. Nó vậy hai con người tách thả ra quỷ dị đỏ xanh ánh sáng, quanh thân lông chấn động một cái, cuốn lên một hồi bạo gió, hướng những cái kia đánh tới cựu Nhật Minh đám người đánh tới. Ai còn tiến lên trước một bước, chết. Đừng xem Tiểu Hoàng ở Diệp Thần trước mặt là chỉ mềm manh thần thú, nhưng khi nó đối mặt địch nhân lúc đó, liền sẽ hiển lộ ra ác mộng nhất tộc Tân Vương tư thế vô địch,
gào thét gian thô bạo hiển lộ, tuyệt không phải là một dễ trêu hiền lành. Một tiếng gầm này, liền giống như sư tử hống sóng âm chấn động, mộng cảnh mê huyễn thần lực xen lẫn trong đó, lật ngược một mảng lớn cựu Nhật Minh cường giả. Những cái kia cựu Nhật Minh cường giả thấy ác mộng thần thú uy mãnh như vậy, rối rít dừng bước lại, sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ chỉ là làm tiên phong lính quèn mà thôi, căn bản không chịu nổi cái loại này uy áp. Mau, từ phía sau bao vây. Có người vẫy tay hô to, mấy trăm tên cường giả liền từ chừng bao vây Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng hừ lạnh một tiếng, lần nữa phun ra cuồng bạo thần tức. Mắt gặp thì phải đem trước mặt quân đội toàn bộ lật, có thể đây là, một hồi giống vậy lực lượng bá đạo ngang trời tới, trực tiếp cùng thần thức đụng nhau xen lẫn. Tiểu Hoàng hóa thân trạng thái cuồng bạo sau đó, căn bản cũng không mang sợ. Tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi, vậy răng nanh sắc bén, nâng lên mọi thứ trầm xa, xuyên thấu rất nhiều cường giả thân thể. Nhưng không lâu, Tiểu Hoàng liền gặp phải lực cản. Vậy trong vô hình sanh ra một cổ lực lượng, lại có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, trong mơ hồ còn muốn cao hơn một nước. Tiểu Hoàng thấy tình thế không ổn, lập tức lui về phía sau, xa xa trong cát vàng, có một tên đầu trâu quái nhân, chậm rãi đi ra. Vậy đầu trâu quái nhân thân hình chiều cao 10 mét, cùng cát bụi gió bão so sánh, cũng không dễ thấy, nhưng là ở vậy bão lớn tôn lên dưới, hắn khí thế cùng thiên tề cao, vô cùng cuồng bạo. Đầu trâu quái nhân trên vai, vác một thanh khổng lồ súng trường, phảng phất là do cát vàng ngưng kết mà thành. Nguyên cái sa mạc trong mơ hồ biến thành một đạo vòng xoáy, đều là vây quanh hắn mà xoay tròn. Con trâu này đầu quái là ma tổ vô thiên, dưới quyền 16 ma tướng một trong, hoang cổ thiên nghiêu. Tục truyền hoang cổ thiên nghiêu bản thể, cùng vậy tinh thú có chút không cùng, là tới từ hỗn độn vũ trụ mở ra lúc nơi sinh ra một khối linh thạch. Khối kia linh thạch đi đôi với thiên địa sinh trưởng, trở thành cái này thế gian vật chí tôn. Sau đó đi qua hơn đời luân hồi cùng dây dưa, huyễn hóa thành hoang cổ thiên nghiêu hình dáng, hơn nữa dần dần sinh dài ra dành riêng vũ khí cùng với thần thông. Hoang cổ thiên nghiêu có những thứ này thần thông bảo thuật, toàn đều là tới từ tại thiên địa căn nguyên, thoát thai tại cao nhất đại lộ, có cực mạnh uy lực. Hỗn độn lực, man nghiêu đánh ra. Hắn vận dụng là vũ trụ chỗ sâu nhất hỗn độn lực lượng. Chỉ gặp một phiến cát vàng dậy, cuộn sạch mấy vạn dặm, mà hắn thân hình chính là ở trong đó chìm nổi, hiện tại vô cùng là thần bí thâm thúy. Lên! Theo hoang cổ thiên nghiêu cặp mắt thay đổi là đỏ thẫm vẻ, vậy cát bụi đầy trời bạo cũng giống là nổi điên vậy, khắp nơi đánh vào, ào ào, thiên a hạ xuống. Tiểu Hoàng cho dù huyễn hóa ra ác mộng bản thể, ở nơi này to lớn lực lượng trước mặt, vậy lộ vẻ được khá là nhỏ bé. Hắn phun ra liên tiếp màu tím bong bóng. Như hoa trong gương, trăng trong nước vậy, ảo mộng mê người. Những cái kia bong bóng nhanh chóng bành trướng sau đó, ầm ầm nổ tung, ở một phương thiên địa hình thành mình lãnh vực. Đây cũng là Tiểu Hoàng ở ác mộng thần tộc thức tỉnh thiên phú kỹ năng một trong, bị lạc ảo cảnh. Hắn vừa là người tạo mộng, cũng là khống chế người, bất kỳ tiến vào cái này mảnh không gian sinh linh, cũng sẽ bị một tấm vô hình lưới điều khiển. Có thể nói mộng bên trong. Ác mộng thần thú chính là vô địch vậy tồn tại, cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Hoang cổ thiên nghiêu trong đầu, giữ rất nhiều thượng cổ trí nhớ, hắn dĩ nhiên rõ ràng ác mộng thần thú chỗ lợi hại, lúc này hừ lạnh một tiếng, vậy cát bụi đầy trời bạo chính là vòng qua mộng ảo bong bóng. Muốn một chiêu này tới đồng phục ta, sợ rằng không đơn giản như vậy. Người ác mộng thuật cố nhiên lợi hại, nhưng bao trùm mặt cuối cùng nhỏ, ta đem ý thức núp ở bảo cát bên trong, người tìm được sao? Hoang cổ thiên nghiêu cười không nói, vậy đối với kinh khủng sừng châu tản mát ra u ám ánh sáng, dung nhập vào cái này cát bụi gió bão trong đó. Đột nhiên tới giữa, đầy trời cuộn sạch cát bụi gió bão đổi được chậm chạp xuống, giống như là một cái ác ma dương ra miệng lớn, chờ đợi con mồi tiến vào. Tiểu Hoàng bỗng nhiên không thể nhúc nhích, hắn bị một cổ kinh khủng lực lượng phong tỏa. Hắn giật giật, muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện không thể nào ra tay. Mà ngay lúc này, một đạo ưu việt kiếm quang chém ngang tới, từ bảo cát bên trong xuyên qua, cơ hồ phải đem thiên địa này cho chiếu được sáng rực. Thân độ uyển nhi tay cầm võ uy thiên kiếm, một bộ hồng bào, vù vù vang dội, đầu đầy tóc đen theo gió bay lượn, nàng vậy đôi mắt đẹp trong đó uy nghiêm hiện ra hết, cả người nhìn như giống như hạ xuống thế gian nữ hoàng. Ở nơi này chờ thế công dưới, hoang cổ thiên nghiêu mới bị bức lui liền mấy chục ngàn mét. Không hổ là thái thượng thế giới tới. Như vậy kiếm đạo lĩnh ngộ,
quả thật là siêu quần xuất chúng. Hoang Cổ Thiên Ngưu thấy vậy, không khỏi cười. Nếu các ngươi cũng tới nơi này, vậy chúng ta vậy phải thật tốt hết sức một cái chủ chi nghị, đi ra đi, nên trên thức ăn. Hoang Cổ Thiên Ngưu vừa dứt lời không lâu, ngày trước tế chỗ sâu, có một đạo thanh quang, phô triển ra, thật giống như một cái thượng cổ mộ đạo, nối thẳng vũ trụ các vực. Kim quang tràn ngập, tiên khí nổi lên, một tên người mặc đồ xanh cổ điển cô gái từ trong đi ra, nàng khí chất ôn hòa như ngọc, một tấm xinh xắn mặt trái xoan vô cùng là tinh xảo. Mà tay nàng bên trong, chính là cầm một cái ngọc tỳ bà. Mấy vị, ta đến chậm, ngại quá. Vậy cô gái đồ xanh khẽ mỉm cười, đủ để cho chúng xanh điên đảo. Nếu đến chậm, vậy thì là bọn họ khảy một bản đi. Hoang Cổ Thiên Ngưu vừa nói, thân hình chớp mắt, trốn vào vậy cát bụi gió bão trong đó. Hắn tựa hồ là có chút sợ. Cô gái đồ xanh bàn tay vung lên, vô hình linh lực ghế ngồi nổi lên, lập giữa không trung bên trong, mà nàng chính là chậm rãi ngồi xuống, đem vậy ngọc tỷ bà thụ thẳng để. Mà đây một tí gió không thổi, cát vậy không nhúc nhích, nguyên cái trời đất phảng phất bị định trụ vậy, yên lặng xuống. Vạn vật đình trệ, hư không hoàn toàn yên tĩnh, tiểu hoàng thậm chí có thể nghe được tim mình tim đập bịch bịch thanh âm. Đây là chuyện gì? Vũ Chỉ Giao mắt đẹp hơi chăm chú, nàng ngược lại là nhìn ra chút rất nhiều dị thường. Cái này trong tay cô gái ngọc tỳ bà không đơn giản, khởi thế lúc đó, lại có thể để cho không gian ngắn ngủi dừng lại, chí ít cũng là sánh bằng thái thượng thần khí cấp bậc. Thái thượng thần khí? Tiểu hoàng có chút không bình tĩnh. Đây chính là một khối cường giả mới có thể có bảo bối. Người bình thường đừng nói lấy được, căn bản là không cách nào nắm trong tay. Xuyên qua hư không, câu thông thiên địa, thậm chí có thể để cho trời trăng sao, kim luân mặt trời gay gắt làm sử dụng, đây cũng là thái thượng thần khí chỗ lợi hại. Giao! Tay của cô gái kia chỉ do ôn nhu đổi được gào thét, đánh ở đó ngọc tỳ bà bên trên, chấn động ra vô cùng cường hãn sóng âm. Chỗ đi qua! Không gian cùng quy luật tất cả đều vỡ vụn, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi càn khôn chảy ngược, đều là hội tụ thành một cái hàng dài, dẫn phá vô số hỗn độn cùng hoang vu, hướng phía dưới hai người cuộn sạch đi. Thân độ Uyển Nhi bốn phía không gian, bộc phát ra màu đỏ thấm tia sáng chói mắt, đem các nàng vây quanh, hơn nữa kéo dài triển khai, giống vậy ở Diệp Thần trên đỉnh đầu hình thành bảo vệ tầng. Sóng âm kia cực kỳ kinh khủng, thật là xé cái này vô tận thời không. Để cho hư không nước lũ tiết tấu đổi được rối loạn vô tự. Cái này cầm ngọc tỳ bà, hẳn là trong truyền thuyết Quan Âm nước mắt, tin đồn là do thượng cổ đại thần Quan Âm nước mắt biến thành, trong suốt không tì vết, là ở giữa đất trời này tinh khiết nhất bổn nguyên lực lượng, có lực sát thương cực lớn. Thân độ Uyển Nhi tìm kiếm trí nhớ trong đầu, rất nhanh xác định cái này cầm ngọc tỳ bà thân phận. Con trâu này đầu cùng cô gái đồ xanh thực lực cùng thân phận cũng không đơn giản. Sợ rằng hôm nay chiến đấu có chút khó giải quyết. Nàng nhất niệm đến đây, trong tay võ uy thiên kiếm của múa ra, hóa thành một đạo rộng rãi kiếm khí nước lũ, lên như diều gặp gió, đem vậy nửa bầu trời tế cũng mơ hồ che phủ. Hào hùng kiếm khí, cơ hồ muốn thực chất tính ngưng tụ, mỗi một đạo đều mang cực mạnh lực sát thương. Võ uy thiên kiếm kiếm long nhập biển. Thân độ Uyển Nhi từ thân đồ ra cấm địa sau khi xuất quan, đối với kiếm ý nắm trong tay lại tăng cường một phần. Đạo kiếm khí kia nước lũ, trong mơ hồ dài ra đầu rồng sừng rồng, dương ra miệng lớn lúc đó, gió lớn gào thét, có thể đem cái này phiến mái vòm cho lật ngược. Cùng lúc đó, thiên địa huyền hoàng tháp tách thả ra sáng chói kim quang, từng cái màu vàng hàng dài chiếm cứ tại giữa không trung, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, ngăn cản độc vật chất khí lan tràn. Hắn cùng tỳ bà gió bão cùng với cát bụi tới giữa, hình thành thế chân vạc, tam phương cũng không ai chịu lui về phía sau. Chỉ như vậy rằng co. Mà ở phía dưới, cửa thành. Nguy nga thành trì như cũ như núi bất động, hùng vĩ đứng sừng sững, bay qua thành trì trùng trùng tường rào, liền có thể thấy ở đó đông huyền cửa, có một đạo bóng người ngồi xếp bằng, đang thử nghiệm cùng thành trì câu thông. Tòa thành trì này, chính là một đạo hồn nhiên sẵn có trận pháp, do vô số chi chít trận văn tạo thành, cực kỳ rườm rà phức tạp, hơn nữa đầu đuôi tương liên, mỗi một chỗ cũng nối liền mạch máu. Mà tổ vô thiên đem Vũ Chỉ Giao tống giam ở chỗ này, rốt cuộc là cố ý tạo nên hay là vô tình cho phép. Trận tự quyết, ý niệm hóa hình. Diệp Thần vận dụng Phạm Thiên Thần công pháp môn, bắt đầu sử dụng trận tự quyết thiên nhãn, đem toàn bộ trận pháp tạo thành thành trì, trong ngoài quét một lần.
hắn sự chú ý căn bản không có thả ở bên ngoài, mà là toàn thân tim đưa vào trong đó. Từ đã biết tin tức tới xem, cửa này trận pháp cùng thiên địa cùng tồn tại, tên là Ma Thiên Cạm Bẫy, chính là tự luyện tập La Địa Ngục truyền thừa xuống một môn cổ xưa quỷ trận. Nghe nói ở nơi này cạm bẫy phía dưới, chôn giấu vô số oán quỷ cô hồn, cùng với tà ma yêu đạo, ngày thường liền dựa vào cái này Ma Thiên Cạm Bẫy chân áp. Nếu như lưới trận phá, nói không chừng sẽ chui ra vô số yêu ma quỷ quái, đến lúc đó mới là khó giải thích nhất. Muốn vượt qua những thứ này trấn áp pháp môn, đem vũ chỉ giao giải cứu ra, độ khó không khác nào lên trời. Diệp Thần bằng vào đối trận tự quyết hiểu, đem một chút luân hồi lực lượng dưới vào trong đó, từ từ dò nhập, thời khắc này hắn tựa như tiến vào một tòa thật to mê cung. Một hồi mê cung trong đó có tất cả loại các dạng không đoán được tình huống, hơi lơ là, hắn cái này tia thần hồn linh niệm thì có thể bị đánh tan, sau đó liền được từ đầu lại tới. Phịch. Đúng như dự đoán, vậy chính giữa trận pháp, bỗng nhiên có một cái đỏ thắm dìu lớn từ trên trời hạ xuống, bổ chúng cái này tia linh niệm, đem chém thành cho tẫn. Diệp Thần thân thể chợt chấn động một cái, hắn cắn răng, tiếp tục ngưng tụ thần niệm. Mà lần này Diệp Thần điều khiển thần niệm, chủ động đánh ra, vậy mê cung bản đồ ở hắn trong mắt xem ra, vậy càng ngày càng rõ ràng. Hắn lâm vào hỗn độn thời gian, nhiều lần thất bại, nhiều lần từ đầu lại tới, một nén nhang thời điểm đi qua, nhưng Diệp Thần đã làm lại hơn 10.000 lần. Đổi lại người bình thường, sớm vứt bỏ, hoặc là áp dụng những phương pháp khác, nhưng là Diệp Thần từ trong lấy được cảm ngộ, hơn nữa đem vận dụng cho thực hành trong đó. Từ từ, cái này bức trận pháp bản vẽ cấu trúc, ở hắn trong ý nghĩ chậm rãi thành hình, càng ngày càng rõ ràng. Mà những cái kia không cách nào đánh chiếm vấn đề khó khăn, ở Diệp Thần xem ra chính là đổi được càng ngày càng dễ dàng. Nhưng cho đến lúc này, Diệp Thần mới gặp chân chính nguy cơ, vậy chính giữa trận pháp tựa hồ có khó hiểu lưu chuyển bàn tay gây tội ác, dùng không cách nào bắt. Diệp Thần lâm vào loại nào đó cố chấp trạng thái, càng muốn bắt thì càng không cách nào bắt được. Hắn bị vậy lực lượng thần bí cho nắm mũi dẫn đi, linh lực chập chờn càng ngày càng lớn, trên trán vậy toát ra nhễ nhại mồ hôi hột. Vũ Chỉ Giao ngồi xếp bằng tại trước, gặp hắn bộ dáng này, liền biết Diệp Thần lâm vào khốn đốn trạng thái. Không nên bị hắn nắm mũi dẫn đi, người mới là ngài chúa tể. Những lời này tựa hồ là truyền đến Diệp Thần trong tai, làm hắn cả người chấn động một cái. Mà vậy một món linh niệm, cũng theo đó dừng lại, lại nữa cáu kỉnh. Trong sạch, dần dần khôi phục, mà lần này, Diệp Thần gặp được nhiều thứ hơn. Sơn xuyên, con sông, rừng cây, còn có vô số chim thú vật, hắn tựa như đi tới một phiến mới tinh độc lập thế giới, hết thảy cũng đổi được cùng người khác không cùng. Nhưng Diệp Thần biết, đây chẳng qua là ảo ảnh mà thôi, hắn nhắm hai mắt lại, tâm tư đổi được trong suốt, một cổ chưa bao giờ có yên lặng ở trong lòng bay lên. Hắn định tìm trận pháp này chỗ sâu chân tướng, rốt cuộc, ở toàn thân tim để chống dưới trạng thái, hắn gặp được dãy núi chỗ sâu, có một đạo bóng đẹp. Chính là Vũ Chỉ Giao. Nơi này Vũ Chỉ Giao, liền là chân chánh bản thể, bị phong ấn ở tòa trận pháp này chỗ sâu, không cách nào chạy khỏi. Diệp Thần tập trung tâm thần, luân hồi lực lượng ở trong đó qua lại không ngừng, cuối cùng là đem tầng kia kết giới phá vỡ. Rồi sau đó hắn không do dự nữa, trực tiếp cuốn lên Vũ Chỉ Giao vậy đạo linh thân, đem mang đi ra ngoài, thời gian không có bất kỳ rông dài. Có thể từ cái này trong đại trận tìm một chút cơ hội, rất không dễ dàng. Đúng như dự đoán, cắn trả tới. Hơn nữa tới được vô cùng là nhanh chóng, cái này đạo trận pháp tiếp nhận được mệnh lệnh, vốn là đem Vũ Chỉ Giao vây khốn, nhưng hiện tại Vũ Chỉ Giao linh thân bị đoạn ra, dĩ nhiên là đưa tới hỗn loạn. Cả tòa thành lớn đều tựa hồ sinh ra to lớn bạo động, vô số cát đá rối rít mà rơi. Diệp Thần quay đầu, thấy một màn này, con người nhất thời co rúm một cái, hắn hừ lạnh một tiếng, ngập trời luân hồi lực cuộn sạch ra, giống như là một đầu mãnh thú, trực diện nghênh đón đụng. Hai người đụng nhau, trời long đất lở, lấy thành lớn là trung tâm, lan tràn ra phía ngoài. Nguyên bản đang rằng co hoang cổ thiên nghiêu cùng thân độ uyển nhi các người, thế công ngay tức thì làm tan rã, chấn động lực lượng nhanh chóng tấn công tới, làm bọn họ vậy nhanh chóng bắt đầu sử dụng tự thân phòng ngự. Vậy chuyện tới linh hồn chỗ sâu chấn động lực lượng, cơ hồ không thể địch nổi. Chính là thừa dịp trong một cái chớp mắt này ngăn trở, Diệp Thần đem Vũ Chỉ Giao linh thể mang ra ngoài. Bàn tay một chụp, liền đem đưa về trong cơ thể.
Giao 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 giao. Quấn quanh ở vũ chỉ giao bản thể thượng đầy trời xiềng xích, vậy rối rít làm tan rã. Chúng ta đi. Diệp Thần không nói hai lời, mang vũ chỉ giao liền đuổi ra ngoài, hai tòa thần tháp xoay tròn lơ lửng, nhanh chóng đi về trước đẩy tới. Hai tháp chỗ đi qua, không gian nổ tung, thiên địa trỗi lên, liền chỗ hư không quy tắc đều bị nghiền ép. Hoang cổ thiên nghiêu cùng đồ xanh người phụ nữ nhất thời thần sắc ngưng trọng, bày trận mà đợi. Nhưng là bỗng nhiên lúc này, từ hai tòa trong tháp gian giết đi ra ngoài vậy một đạo ngút trời kiếm ý, làm hai người rõ vẻ mặt nhất thời chấn động một cái. Không tốt, mau tránh ra. Hoang cổ thiên nghiêu dẫn đầu phát giác một kiếm kia trong đó tích chứa lực lượng đáng sợ, không nói hai lời, trực tiếp né tránh ra. Cô gái đồ xanh do dự một chút, nhưng vẫn là thu hồi ngọc tỷ bà, giống vậy né tránh. Diệp Thần thi triển ra chỉ thủy nhất kiếm sau đó, điều khiển hai tòa thần tháp, hướng phía trước nghiền ép đi, ùng ùng như sao cầu cắn qua, cự thú nổ ầm, cùng lúc đó, hắn còn nghĩ thân Đỗ Uyển Nhi cùng Tiểu Hoàng vậy kéo đi vào. Trong nháy mắt, xé hư không, trốn vào trong đó. Hoang cổ thiên nghiêu cùng cô gái đồ xanh thấy vậy, thần sắc rối rít thay đổi. Không tốt, những người này muốn từ hư không trong lối đi chạy trốn, tuyệt không thể để cho bọn họ được như ý. Hoang cổ thiên nghiêu cầm ra một trang tờ thư, đem đốt. Cứ như vậy, thì chẳng khác nào thông báo cho cựu Nhật Minh những cường giả khác, từ sẽ có người tiến hành không gian cản đường. Bọn họ thành tựu cổ thành này đại trận bảo vệ ma tướng, cũng không cần lại ra mặt. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã xé rách mấy tầng không gian, hắn cũng không có dọc theo đường cũ trở về, mà là trực tiếp vận dụng luân hồi huyết mạch cùng hư bia lực lượng, xuyên phá liền cái này trăm nặng trở ngại. Thời gian Linh Nhi ra tay mấy lần, bất quá chẳng biết tại sao, Diệp Thần mơ hồ cảm giác Linh Nhi có cái gì không đúng, tựa hồ có tâm tư. Nhưng bỏ mặc Diệp Thần như thế nào hỏi, Linh Nhi cũng ngậm miệng không nói. Diệp Thần phá vỡ rất nhiều trở ngại, bất quá cuối cùng, vẫn là gặp phải cản đường. Ngăn lại Diệp Thần không phải một người, mà là ngay ngắn một cái cây đằng đằng sát khí quân đội. Vậy chỉ quân đội chiến sĩ quỷ diện răng nanh, từng cái đều là mang mặt nạ ngưng tụ chung một chỗ, hình thành thập phần cường đại uy thế. Diệp Thần thấy này chẳng, con người không khỏi có giúp một cái. Hắn tựa hồ từng nghe nói qua chi quân đội này danh hiệu. Đội quân này tên là Thiên Long Quân, là ma tổ vô thiên một tay chế tạo, cứ nghe Thiên Long Quân cường giả đều là xa như vậy cổ thần ma di thể nơi đúc thành chiến sĩ, lạnh như băng vô tình, chỉ nghe từ ma tổ vô thiên chỉ huy. Diệp Thần cũng là trước từ giả thiên ma đế nơi đó nghe nói, bởi vì ma tổ vô thiên chưa bao giờ phái ra qua đội quân này đi ngoại giới chinh chiến, cho nên rất nhiều người cũng không biết kỳ danh số. Không nghĩ tới hôm nay, bọn họ nhưng là kích phát cản đường nhiệm vụ. Những cái kia vây chung quanh ma binh, trong mơ hồ tản ra chập chờn vô cùng là kinh người. Sắp hàng chỉnh tề quỷ diện răng nanh còn không có tấn công, liền truyền ra nồng nặc nghiêm nghị cảm giác. Nguyên phiến hư không đều ở đây chấn động, tựa như một khắc sau thì phải làm tan rã vỡ nát. Giết! Đây là từ trong tràn ngập ra gầm thét sát ý như khói dày đặc cuồn cuộn, trải qua hồi lâu không giảm. Các ngươi nhanh lên một chút trốn vào giao cho để ta giải quyết. Diệp Thần mở ra thiên địa huyền hoàng tháp lối vào, vũ chỉ giao cùng Tiểu Hoàng nhanh chóng tiến vào trong đó, nhưng thân Đỗ Uyển Nhi nhưng là lưu lại. Uyển Nhi, mau vào đi, Diệp Thần kêu một tiếng. Thân Đỗ Uyển Nhi lắc đầu một cái, ta muốn cùng ngươi sóng vai tác chiến, những thứ này ma binh đang trông nom hư không thế giới cửa, nếu không phải đem bọn họ đánh bại, chúng ta một cái cũng không trốn thoát. Diệp Thần gật đầu một cái. Sau đó hắn linh khí nhanh chóng hội tụ ngưng tụ thành loại nào đó chập chờn, gào thét ra. Minh tự quyết. Diệp Thần đưa tay niết ấn, nháy mắt tức thì ánh sáng rực rỡ tách thả ra, như ngàn cây vạn cây, lê hoa mở, toàn bộ trong hư không, đóa đóa màu vàng kim hoa cúc vàng sáng chói nở rộ. Chỉ chốc lát sau, cánh hoa vỡ vụn, ở đó lạnh lùng sâu hàn sát khí ngút trời bên trong, xông ra một con đường tới. Hồng hoang tụ linh chân rõ ràng. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hai tay như ưng móng lộ ra, vậy đầy trời màu vàng ánh sáng rực rỡ, cùng ma khí ngưng kết chung một chỗ, cuồn cuộn sinh uy, hắc động vậy thâm thúy ý voi, nổi lên. Linh khí cùng ma khí, bị nén thành một chút. Chín trời bể tan tành đạo. Diệp Thần triệu hoán ra binh tự quyết bên trong bể tan tành chi đạo, đem những thứ này hơi thở nén cực kỳ điểm, rồi sau đó ầm ầm nổ lên.
vậy mấy chục ngàn ma binh bộc phát ra uy áp vậy ngay tức thì sụp đổ làm tan rã, xếp hạng trước mặt ma binh thậm chí đều bị liền hơi thở chấn động, rối rít nổ tung.